Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 119. Đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói, không biết vì sao, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm bội phục Huyền Cô Kiếm làm người, chuẩn bị thả hắn một con đường sống đây. Nhưng mà, khi thấy Tiêu Phàm xuất thủ sau đó, tất cả mọi người đều chỉ cảm giác tê cả da đầu, lưng lạnh buốt. Tiêu Phàm, người chết không yên lành. Huyền Cô Kiếm ngửa mặt lên trời gầm thét, không muốn sống đồng dạng nhào về phía Tiêu Phàm. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm kiếm, bỗng nhiên phóng tới Huyền Thiên Kiếm Tông cái khác tu sĩ vị trí phương hướng, liền như là trước đó chém giết Cổ Linh phái tu sĩ một dạng. Ai cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm giết Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 20 cổ thần cảnh sau đó, dĩ nhiên còn muốn giết chết Huyền Thiên Kiếm Tông những cái kia sơ giai tu sĩ. Giờ khắc này, người nào cũng không có lên tiếng, bất quá bọn họ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại thay đổi. Tiêu Phàm người này, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay kinh thiên. Dù là Thanh Khung cùng Thanh Minh bọn họ cũng bị Tiêu Phàm sát tính cho khiếp sợ đến, trước diệt Cổ Linh phái, lại giết Huyền Thiên Kiếm Tông, bọn họ không tin tất cả những thứ này thực sự là một cái tam lưu thế lực tu sĩ có thể làm được. Phải biết, từ lúc mấy tháng trước đó, U Vân Phủ ngay ở lo lắng Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh phái tứ đại thế lực vây công, dù là trước đó không lâu, bọn họ cũng coi là U Vân Phủ tất diệt không thể nghi ngờ. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm một người một kiếm, không chỉ cứu được U Vân Phủ, còn giết đối phó U Vân Phủ hai đại thế lực, thủ đoạn này, cái này thực lực, quá mức dọa người nghe. Bọn họ biết rõ, từ nay về sau, vô luận người nào muốn động U Vân Phủ, đoán chừng đều muốn nghĩ sâu tính kỹ, ngẫm lại đắc tội Tiêu Phàm cái này phong ma hậu quả. Huyền Cô Kiếm ra sức nhào về phía Tiêu Phàm, muốn ngăn cản Tiêu Phàm xuất thủ, nhưng mà vẫn như cũ chậm nửa nhịp, Tiêu Phàm nghịch loạn kiếm khí xuyên thủng hư không, đem Huyền Thiên Kiếm Tông tất cả tu sĩ toàn bộ đều lồng chụp vào trong. Kêu thảm tiếng vang triệt thiên địa, nơi đó nghiễm nhiên trở thành một mảnh tu la tràng, nghịch loạn kiếm khí thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết. Huyền Cô Kiếm gào thét, một kiếm hung hăng nổi giận chém mà xuống. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm trường kiếm chấp động, trực tiếp đâm vào Huyền Cô Kiếm mi tâm, Huyền Cô Kiếm thân thể đứng ở hư không, không nhúc nhích, trong tay trường kiếm cũng rơi xuống đất. Giờ khắc này, thời không tựa như dừng lại đồng dạng, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người, trợn mắt há hốc mồm. Ta nói qua, muốn tiêu diệt ngươi cả nhà, nhưng Huyền Thiên Kiếm Tông chó gà không tha. Ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chỉ bất quá cái này tiếu dung, lại làm cho người ở đây cảm nhận được một loại khó mà nói rõ hàn ý. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, Huyền Cô Kiếm dùng hết toàn thân một tia khí lực chửi bới nói. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm trong tay trường kiếm lắc một cái, Huyền Cô Kiếm thân thể bỗng nhiên nổ tung, nhục thân cùng linh hồn hoàn toàn bị kiếm khí chém giết. Hóa thành vô số xương máu tràn ngập hư không. Để ngươi sống lâu ba cái hô hấp, chính là ba cái hô hấp. Tiêu Phàm nhìn xem không trung xương máu, lạnh lùng phun ra một câu, Huyền Thiên Kiếm Tông, diệt. Huyền Thiên Kiếm Tông, diệt. Tiêu Phàm lời nói, giống như thiên lôi đồng dạng quanh quẩn ở tất cả mọi người trong lòng. Đoàn người trong lòng một cái lộp bộp, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt liền tựa như lại nhìn một cái ma quỷ, giết người liền tựa như cắt cỏ rác đồng dạng. Người như vậy, phóng tầm mắt thiên hạ, lại có mấy người. Những cái kia thế hệ trước tu sĩ, cũng rốt cục minh bạch cái này tiểu bối đáng sợ. Một ngày liên sát hai đại thế lực chủ, cái này thực lực, cái này đảm phách, tuyệt thế hiếm thấy. Toàn trường tu sĩ câm như hến, liền hô hấp đều không dám quá mức thâm trầm, sợ đã quấy rầy tôn này sát thần. Lúc này, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên chuyển hướng Lục Vô Trần vị trí. Gia hỏa này sẽ không còn muốn giết Lục Vô Trần a. Đoàn người theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn lại, mí mắt một trận cuồng loạn. Hôm nay hắn giết biết bao nhiêu người, còn không có giết đủ. Mấu chốt là, người diệt Cổ Linh phái cũng tốt, Huyền Thiên Kiếm Tông cũng được, Thiên Võ Thần Sơn có lẽ chỉ có thể truy cứu ngươi một người. Có thể ngươi nếu giết Lục Vô Trần, thiên thượng địa hạ, Lục gia đều tất sát ngươi, đến lúc đó, Thiên Vũ vực tuyệt đối không có ngươi Tiêu Phàm. Thậm chí U Vân Phủ chỗ dung thân. Tiêu huynh, thì hoàng tử vội vàng âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm, muốn ngăn cản Tiêu Phàm. Quay đầu mang lên ta muốn ngươi chuẩn bị đồ vật tới tìm ta, ta giúp ngươi khứ trừ thể nội ám tật. Tiêu Phàm cắt đứt thì hoàng tử mà nói, hắn cũng không có quay đầu, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía.
hắn giờ phút này, xác thực muốn giết Lục Vô Trần, người Lục gia lại như thế nào, chỉ có thể hắn giết kẻ khác liền không thể giết ngươi. Lục Vô Trần mí mắt cuồng loạn, bị Tiêu Phàm nhìn toàn thân run lên, hắn vốn là Thiên Võ Thần Sơn số một số hai thiên tài, khi nào sợ qua tiểu thế lực thế hệ trẻ tuổi. Nhưng mà hôm nay, ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn là thật sợ hãi, vẻn vẹn một cái ánh mắt, liền để hắn khắp cả người phát lạnh. Tiểu tử, ngươi nếu dám động thiếu chủ, Thiên Vũ vực lại không ngươi chỗ dung thân. Thiếu chủ nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta Lục gia cũng phải đem ngươi lột da chóc thịt. Thiên Võ Thần Sơn một đám cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao quát mắng Tiêu Phàm, vội vàng ngăn khuất Lục Vô Trần trước người. Bọn họ thật đúng là sợ cái này phong tử tên điên, giết Lục Vô Trần. Thanh Khung cùng Thanh Minh mấy người cũng là sắc mặt biến đổi, bất quá bọn họ lại không xuất thủ ngăn cản, coi như Tiêu Phàm thật giết Lục Vô Trần, bọn họ cũng sẽ không trách cứ Tiêu Phàm. Cùng lắm thì giải tán U Vân Phủ, đều chạy đồ vật, Lục gia cũng chưa hẳn có thể đem U Vân Phủ đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Phàm bước chân không có bất luận cái gì dừng lại, sát tâm không giảm mảy may. Kinh khủng khí thế tập trung vào Thiên Võ Thần Sơn đám người. Thiên Võ Thần Sơn cường giả một trận hãi hùng khiếp vía, không khỏi về sau phía sau thối lui, bọn họ là đánh đáy lòng sợ hãi Tiêu Phàm. Nếu như Lục Vô Trần chết ở nơi này, bọn họ những người này cũng đều phải cho Lục Vô Trần chôn cùng, cho nên vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn bảo vệ Lục Vô Trần. Không sợ chết, rất tốt, dạng này giết mới có ý tứ. Tiêu Phàm trong tay trường kiếm vung lên, một vệt sáng bắn ra. Phốc, ngăn khuất Lục Vô Trần trước người một cái cổ thần cảnh cường giả trực tiếp bị một kiếm này chém giết, thân thể bỗng nhiên một chia làm hai, bỏ mình đạo tiêu. Tê, đoàn người trong lòng run rẩy, trên người đều hiện nổi da gà lên. Hắn thật dám giết, đây chính là Thiên Võ Thần Sơn cường giả A, thụ Thiên Võ Thần Sơn phù hộ, người một cái tam lưu thế lực tiểu tử, cũng dám đối Thiên Võ Thần Sơn cổ thần cảnh cường giả xuất thủ. Ngươi thật lớn gan chó. Thiên Võ Thần Sơn một cái cổ thần cảnh hậu kỳ cường giả gầm thét một tiếng, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Chết, Tiêu Phàm đạm mạc phun ra một chữ, tựa như hắn giết chết không phải người, mà là cà rốt cải trắng, thoại âm rơi xuống, kiếm quang từ cái kia cổ thần cảnh cường giả trên người lấp lóe mà qua. Cái kia cổ thần cảnh cường giả trợn to hai mắt, mi tâm bắn ra một ngụm máu kiếm, liền hướng lấy hư không cắm rơi xuống. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm thần sắc đều không có bất luận cái gì biến hóa, dưới chân cũng không có đình chỉ. Thiên Võ Thần Sơn những cường giả khác sắc mặt trắng bệch vô cùng, nơm nớp lo sợ đứng ở nguyên địa, nếu như không phải sợ Thiên Võ Thần Sơn tìm bọn họ tính sổ sách, bọn họ hiện tại liền chuẩn bị đường chạy. Tiêu Phàm, người để cho chúng ta rời đi, trước đó sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Lại một cái cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh mở miệng, hiện tại. Bọn họ không dám tiếp tục uy hiếp Tiêu Phàm. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, tựa như sợ đắc tội tôn này sát thần. Không cần, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra mấy chữ, lại là một kiếm chém ra. Hắn cũng không phải ba tuổi tiểu hài, há lại sẽ tin tưởng những người này mà nói, bọn họ nhiều nhất cũng chính là Lục gia nô tài mà thôi, còn quyết định không được Lục gia sự tình. Phốc một tiếng, cái kia cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh, trợn to hai mắt. Đang sợ hãi bên trong tử vong. Tiêu Phàm, người cần phải hiểu rõ, chẳng lẽ người muốn cùng Thiên Võ Thần Sơn không chết không thôi sao? Lần này mở miệng nói chuyện lại là Lục Vô Trần, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm liền Thiên Võ Thần Sơn mặt mũi đều không cho. Không chết không thôi, cái kia ngược lại không đến nỗi, ta chỉ là muốn đánh đến các ngươi sợ hãi mà thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, lập tức thần sắc bỗng lạnh lẽo, đương nhiên, người muốn cho rằng như vậy. Vậy cũng có thể. Tiêu Phàm thần sắc cực kỳ lạnh lùng, cùng Thiên Võ Thần Sơn không chết không thôi, hắn cũng không phải không nghĩ qua hậu quả, nghĩ tới nghĩ lui, cái này hậu quả hắn còn chịu đựng nổi. Về phần U Vân Phủ, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể thật xin lỗi bọn họ, bởi vì hắn càng không nghĩ thật xin lỗi chết đi đệ nhất thành tu sĩ. 600 vạn vong hồn, đừng nói giết Lục Vô Trần, liền là hủy diệt Lục gia nhất mạch, cũng khó phát tiết Tiêu Phàm mối hận trong lòng. Hắn hiện tại muốn làm, liền là giết tới Thiên Vũ vực người sợ hãi, cho dù là Thiên Võ Thần Sơn, muốn đối phó hắn Tiêu Phàm có quan hệ người, cũng phải cân nhắc một cái hậu quả. Lục Vô Trần mí mắt cuồng loạn, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm kiên quyết như thế, nhưng hắn biết rõ,
Lần trước bị Chọc Thiên Hồng mệnh chọc chi khí gây thương tích, hắn mệnh cách đã bị ăn mòn, lực lượng giảm bớt đi nhiều, tuyệt đối không phải Tiêu Phàm đối thủ. Thậm chí, dù là hắn trạng thái ở vào đỉnh phong, cũng chưa hẳn có thể cùng Tiêu Phàm một trận chiến, về phần hiện tại, hắn liền chạy trốn năng lực đều không có. Tiêu Phàm, Lục Vô Trần còn muốn nói cái gì, nhưng mà đón lấy hắn lại là một đạo kiếm quang. Ở Lục Vô Trần con người bên trong, một đạo đáng sợ kiếm khí từ trong hư vô xông ra, thẳng đến Lục Vô Trần mi tâm, một kiếm này, nhanh đến cực hạn. Dừng tay, bảo hộ thiếu chủ, Thiên Võ Thần Sơn một đám cổ thần cảnh cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên không cùng bọn họ chơi, mà là nghĩ trực tiếp chém giết Lục Vô Trần. Bọn họ tốc độ rất nhanh, nhưng là cùng cái kia kiếm quang so sánh, hay là xa xa không bằng. Mắt thấy đạo kia kiếm quang sắp xông vào Lục Vô Trần mi tâm thời khắc, tất cả mọi người đều hoảng hồn, trên mặt đều là tuyệt vọng. Lục Vô Trần chết, bọn họ cũng khó trốn tử vong kết cục. Nhưng mà, cũng liền ở kiếm khí tới gần Lục Vô Trần một thước 0,33m có hơn, Lục Vô Trần mi tâm, đột nhiên vỡ ra, trán phóng một vệt sáng, cẩn thận xem xét, đó là một ngón tay. Ngón tay, ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong. Căn kia ngón tay chậm rãi di động, lập tức đoàn người nhìn thấy một cái bóng mờ từ Lục Vô Trần mi tâm bước đi ra. Cái kia ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vừa mới một kiếm kia liền bị trực tiếp nổ tung, kiếm khí xé rách tứ phương. Đồng thời, cái bóng mờ kia nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo chớp lóe bắn ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Tiêu Phàm sắc mặt biến thành ngưng, hắn phản ứng cực nhanh, chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ cực tốc nhanh chóng thối lui, có thể để hắn kinh hãi là đạo kia chớp lóe tựa như khóa được hắn. Phốc một tiếng vang giòn, hắn áo bào cắt vỡ, đầu vai máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục quay cuồng, bạch cốt xâm xâm. Chỉ kém từng chút một, đầu hắn liền dọn nhà, cũng may hắn tốc độ 10 phần kinh người, hơn nữa dùng đầu vai che lại đầu, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. Bất thình lình một màn, nhưng người ở đây thần sắc cứng lại, liền hô hấp đều biến khó khăn. Đám người gian nan ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Lục Vô Trần trước người, xuất hiện một đạo khôi ngô thân ảnh, đó là một đạo quang ảnh, nhưng tựa như chân thực tồn tại một dạng. Cẩn thận xem xét, đó là một cái trung niên nam tử, người mặc kim bào, mặt như đao tước, anh tuấn phi phàm, cùng Lục Vô Trần nhìn qua có mấy phần rất giống. Bất quá hắn phát ra khí tức lại giống như hãn hải, sâu không lường được, dù là thanh khung thế hệ trước cổ thần cảnh cường giả, cũng không dám động đậy mảy may. Thần vương pháp thân, có người run rẩy mở miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạo kia quang ảnh. Thần vương pháp thân, Tiêu Phàm sắc mặt khó coi, trong tay áo lòng bàn tay, nắm chặt một cái huyết sắc ngọc hạp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lấy hắn bây giờ thực lực, cổ thần cảnh bên trong, trừ phi phong hầu cường giả đích thân đến, nếu không không có khả năng dễ dàng như thế làm bị thương hắn. Duy nhất khả năng liền là thần vương cường giả, chỉ có thần vương cường giả hóa thân mới có dạng này thực lực. Nếu là chân chính thần vương cường giả, đoán chừng vừa mới một chỉ, liền đã giết hắn. Ba ba, Lục Vô Trần kinh hỉ nhìn xem trước mắt quang ảnh, cung kính một xá nói. Gặp qua vực chủ, Thiên Võ Thần Sơn một đám cổ thần cảnh cường giả cũng là kích động không hiểu, đầu đều kém chút cong đến trên mặt đất, bọn họ dư quang nhìn về phía Tiêu Phàm lúc, kịp thời lạnh lùng, tựa như lại nhìn một cái người chết một dạng. Vực chủ. Chẳng lẽ là Lục Kinh Thiên vực chủ, hắn pháp thần dĩ nhiên tự mình đến, ở đâu là cái gì tự mình đến, Lục Vô Trần thế nhưng là Lục vực chủ nhi tử, hắn khẳng định sẽ không nhìn xem bản thân nhi tử tử vong, ở trên người hắn lưu lại một đạo pháp thân. Tiêu Phàm lần này có thể thảm, thần vương pháp thân, thế nhưng là không kém gì cổ thần cảnh phong hầu cường giả a, hắn vừa mới thế nhưng là muốn giết Lục vực chủ nhi tử, Lục vực chủ lại làm sao có thể buông tha hắn. Tiêu Phàm cũng là tự chịu diệt vong, hắn nếu không muốn giết Lục Vô Trần, lại làm sao có thể bước ra Lục vực chủ pháp thân, bậc này pháp thân, cũng chỉ có ở sống chết trước mắt, mới có thể xuất hiện. Đoàn người lại là kinh hãi không hiểu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt không giống nhau, có trào phúng, có đồng tình, cũng có lạnh lùng. Ba ba, giết hắn giết nhị thúc, Lục Vô Trần đột nhiên đỏ lên hai mắt quá to, thật giống như bị khi dễ tiểu hài một dạng. Ân. Lục Kinh Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt như trụ, đáng sợ uy áp giống như phong bạo tuôn hướng Tiêu Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Tiêu Phàm như gặp phải trọng kích, thân thể lui ra phía sau mấy bước, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bất quá hắn vẫn như cũ mắt lộ ra hung quang, tựa như muốn liên thông lục kinh thiên thần vương pháp thân cùng nhau chém giết một dạng. Hắn lung lay thân thể, như một đầu khát máu dã thú, lạnh lùng đứng ở cái kia. Một bộ thần vương pháp thân liền như thế cường đại sao? Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, thần vương cảnh thực lực, vượt quá hắn nhận biết. Dù là hắn hiện tại cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ, nhưng ở lục kinh thiên pháp thân trước mặt, vẫn như cũ cảm thấy bản thân nhỏ bé. Không chỉ là thực lực, chủ yếu nhất vẫn là cố kia uy áp, thần vương uy áp, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm ngay cả đứng đều đứng không vững. Thật hung tiểu tử, là ngươi giết bản vương bảo đệ. Lục kinh thiên thần sắc bất động, nhưng ngôn ngữ bên trong đều là sát ý, dường như Tiêu Phàm chỉ cần trả lời một cái là, hắn liền muốn lập tức làm thịt Tiêu Phàm. Là ta lại như thế nào? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, nói ta không dừng lại giết lục kinh thiên, còn giết ngươi lục ra 10 cái tạp chủng, ta nếu không chết, sớm muộn diệt ngươi lục ra cả nhà. Đoàn người nghe vậy, toàn bộ đều lộ ra kinh hãi, tiểu tử này, thật đúng là không phải bình thường tự tìm cái chết ha, dám cùng thần vương như thế nói chuyện. Thần vương chi uy, cũng không phải bọn họ những cái này cổ thần cảnh tu sĩ có thể tiếp nhận a. Hừ, lục kinh thiên hừ lạnh một tiếng, hắn đường đường thần vương, nhất vực chi chủ, lại bị một cái nho nhỏ cổ thần cảnh tu sĩ gây hấn, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên một bàn tay nhô ra, giống như lớn quạt hương bổ đồng dạng hướng về Tiêu Phàm chộp tới, muốn đem Tiêu Phàm bóp thành thịt nát. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, vừa mới chuẩn bị thôi động thần thông ngữ ngăn cản, cũng liền ở lúc này, không trung một đạo thanh âm vang lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ. Lạnh lùng lời nói quanh quẩn ở không trung, đoàn người lộ ra kinh ngạc, bọn họ không nghĩ đến, lúc này còn có người dám uy hiếp lục kinh thiên. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, chân trời đột nhiên lưu quang đáp xuống, đập ầm ầm ở trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm. Mà theo lấy đạo kia lưu quang xuất hiện, còn có một đạo bạch sắc thân ảnh đồng thời xông vào bụi bặm bên trong. Đoàn người nhìn chằm chằm cái kia bụi bặm bên trong, muốn thấy rõ ràng bên trong có cái gì. Ngay cả lục kinh thiên cũng đã ngừng lại thân hình, vạn năm không thay đổi thần sắc cũng rốt cục có một chút biến hóa, hắn trưởng cương bên trong cũng đứng ở hư không, không có rơi xuống đi. Đoàn người kinh ngạc vô cùng, lục kinh thiên đến cùng thấy được cái gì, làm sao không có tiếp tục oanh sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn về phía trong bụi bặm kia, lại là lộ ra một tia tiếu dung, sau đó lạnh lùng nhìn xem lục kinh thiên, trong mắt chán phóng sát mang. Sau nửa ngày, bụi bặm chậm rãi tiêu tán, lại là nhìn thấy một đạo bạch ảnh lấp lóe, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Là Tiêu Phàm thú sủng, hắn dĩ nhiên bắt sống nhất. Đoàn người cũng nháy mắt thấy rõ ràng này bạch ảnh là vật gì, toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có người càng là kinh kêu đi ra. Cái kia bạch ảnh không phải kẻ khác, chính là bạch ma, nó móng vuốt bên trên còn đang nắm một đạo máu me đầm đìa thân ảnh, ngoại trừ nhất còn có thể có ai đây. May mắn không làm nhục mệnh, bạch ma cười ha ha, đem nhất như ném chó chết ném ở Tiêu Phàm trước người. Lần trước sự tình, cũng không có như thế liền xong rồi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng vô cùng, hừ lạnh một tiếng, một cước đạp ở nhất lồng ngực bên trên. Răng rắc một tiếng, nhất lại gãy vài cái xương sườn. Trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Khi hắn nhìn thấy lục kinh thiên pháp thân thời khắc, tức khắc quát to, vực chủ, không cần quản ta, giết bọn họ. Phốc, vừa dứt lời, nhất lại phun ra một ngụm máu tươi, lại là Tiêu Phàm hơi nhún chân, trực tiếp đem nhất dẫm vào trong đất bùn. Đoàn người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng không khỏi bội phục Tiêu Phàm dũng khí, gia hỏa này, dám ngay trước lục kinh thiên mặt. Cha tấn nhất. Lục kinh thiên thần sắc lấp lóe không yên, cũng không phải hắn không muốn giết Tiêu Phàm, mà là chưa hẳn có thể giết được. Nhất chính là phong hầu cường giả, lại bị Tiêu Phàm thú sủng bắt sống, hắn thực lực cố nhiên so nhất mạnh hơn, có thể có mạnh hơn cũng không chắc mạnh hơn đầu kia bạch sắc tiểu cẩu a. Hơn nữa coi như hắn có thể ngăn chặn bạch sắc tiểu cẩu, một phần vạn chọc giận Tiêu Phàm, giết nhất cũng liền bình thường, có thể nếu là theo dõi hắn nhi tử Lục Vô Trần đây. Tiểu tử, người gọi tên là gì? Lục kinh thiên thật lâu mới biệt xuất một câu, đáy mắt chỗ sâu sát quang lấp lóe. Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, người ở đây đều biết rõ tên hắn,
hắn căn bản không có nói láo tất yếu. Bản vương nhớ kỹ ngươi, Lục Kinh Thiên thản nhiên nói, thả bọn họ, các ngươi ở giữa ân oán, một bút xóa bỏ. Ngươi người Lục gia nói chuyện giống như đánh rắm, gọi ta như thế nào tin tưởng. Tiêu Phàm khinh thường lắc lắc đầu, Lục Kinh Thiên nhíu mày, hắn đường đường thần vương, lại bị người vũ nhục, không giận mới là lạ chứ. Bất quá hắn tuyệt không phải tâm tính hạng đơn giản, từ Tiêu Phàm ngôn ngữ bên trong, nghe được một tia không thích hợp, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Lục Vô Trần, cùng Lục gia chúng cường. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Kinh Thiên trầm giọng hỏi. Lục Vô Trần cúi đầu không nói, Lục gia chúng cường càng là không dám mở miệng, cũng không phải bọn họ làm cái gì không dám nói sự tình, mà là bọn họ Lục gia nhiều người như vậy, bị một cái tam lưu thế lực tiểu tử sát tâm gan phát lạnh, cái này cũng không phải cái gì hào quang sự tình, bọn họ không biết như thế nào mở miệng. Nếu như bị Lục Kinh Thiên biết rõ, đoán chừng trước tiên liền sẽ trách phạt bọn họ. Bọn họ không dám nói, ta thay bọn họ tới nói a. Tiêu Phàm cười lạnh nói, ta U Vân Phủ ở lần này thiên thần bảng tranh đoạt tái bên trên đoạt được đệ nhất danh, có thể có ít người nhìn không được, liền âm thầm truy sát ta. Giết ta không thành, liền lại giật dây Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái hủy diệt ta đệ nhất thành, cũng chuẩn bị hủy diệt U Vân Phủ, sau đó liền biến thành ngươi hiện tại nhìn thấy bộ dáng. Tiêu Phàm nói hời hợt, cũng không có cố ý thêm mắm thêm muối, hắn cũng biết rõ, coi như hắn nói lại êm tai, Lục Kinh Thiên đầu tiên tin tưởng hay là Thiên Võ Thần Sơn hắn người Lục gia. Lục Kinh Thiên nhíu mày, nhìn thấy Lục Vô Trần bọn họ bộ dáng, trong lòng cũng đã đại khái hiểu chuyện gì, bất quá vẫn như cũ có chút không tin. Nhìn một chút bốn phía, Lục Kinh Thiên nói, người nói Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái người đối phó U Vân Phủ, Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái người đâu. Nghe đến lời này, chu vi xem tu sĩ toàn bộ đều lộ ra cổ quái, toàn bộ đều liền thở mạnh đều không dám thở một ngụm. Ngươi không gặp được bọn họ, Tiêu Phàm đáp lại nói. Ân, Lục Kinh Thiên còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ở đùa nghịch hắn, đang chuẩn bị nổi giận. Bởi vì bọn hắn cũng đã bị ta làm thịt, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, bất quá Lục Kinh Thiên xử thế phương pháp, Tiêu Phàm ngược lại là hơi có chút bội phục. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng mặc kệ mọi việc, trước hết giết hắn Tiêu Phàm lại nói. Lục Kinh Thiên nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại, bình tĩnh sắc mặt rốt cục có một chút biến hóa, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái, sau đó đột nhiên quét về phía một đám Lục gia cường giả. Đám người tiếp nhận không được cỗ kia áp lực, rốt cục có một cái cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh đứng dậy, cắn răng nói, vực chủ, hắn giết Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 120 vạn người. Ngươi nói cái gì? Lục Kinh Thiên còn tưởng rằng mình nghe lầm, mở cái gì nói đùa, một người làm sao có thể giết ở nhiều như vậy người, coi như có thể, đoán chừng đã sớm lệ khí quấn người, có thể Tiêu Phàm căn bản không giống giết qua nhiều người như vậy bộ dáng, hắn quanh thân huyết khí không có như thế nồng đậm. Người sao không nói Huyền Thiên Kiếm Tông giết ta đệ nhất thành 600 vạn người, sau đó bị ta làm thịt đây. Tiêu Phàm cười lạnh, cái này Thiên Võ Thần Sơn cường giả thật đúng là biết tránh nặng tìm nhẹ. Nói xong giống đều là hắn Tiêu Phàm sai một dạng. Lục Kinh Thiên lông mày vặn trở thành chữ xuyên, băng lãnh con ngươi nhìn xem Thiên Võ Thần Sơn cổ thần cảnh cường giả, nhàn nhạt sát ý từ trên người hắn tản ra. Phù 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 phù, Thiên Võ Thần Sơn một đám cổ thần cảnh cường giả sắc mặt biến đổi, nhao nhao quỳ sát ở trên thần chu, run giọng nói, vực chủ tha mạng. Tha mạng, Lục Kinh Thiên thanh âm băng lãnh đến cực điểm, lạnh giọng nói, ta Thiên Võ Thần Sơn quản lý Thiên Vũ vực. Chín phủ 13 tông, đều là ta Thiên Võ Thần Sơn người, các ngươi liền dám mặc cho người khác giết tông diệt tộc, các ngươi đây là đem ta Thiên Võ Thần Sơn đặt ở trên lửa nướng sao. Thiên Võ Thần Sơn chúng cường nơm nớp lo sợ, đầu kề sát mặt đất, liền đầu đều không dám nhấc, cho dù Lục Vô Trần cũng cúi đầu, sắc mặt khó xử đến cực điểm. Đám người hơi kinh ngạc Lục Kinh Thiên cử động, bất quá bọn họ cũng rất nhanh liền hiểu được, Lục gia hủy diệt quân gia. Trở thành Thiên Vũ vực chi chủ cũng liền 10 năm tả hữu thời gian, toàn bộ Thiên Vũ vực đều không xong toàn bộ trưởng khống ở trong tay Lục gia. Hiện tại Lục Vô Trần bọn họ vì đối phó một cái cổ thần cảnh tu sĩ, dĩ nhiên làm giết tông diệt tộc sự tình, việc này nếu như bị Thiên Võ Thần Sơn cái khác các mạch biết rõ, hắn Lục gia cũng phải tiếp nhận không được nhỏ áp lực. Nếu là cái khác các mạch cùng nhau chế ước Lục gia về sau đường khả năng liền càng thêm khó khăn. Hừ. Tự mình làm sự tình, liền muốn bản thân tiếp nhận hậu quả.
Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía Tiêu Phàm nói, bọn họ phạm sai lầm, có thể mặc cho ngươi xử trí, bất quá, ngươi cũng đồng dạng diệt Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái, tội không thể tha thứ. Thiên Võ Thần Sơn chúng cường sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn như cũ không dám động đậy mảy may. Tiêu Phàm ngược lại là có chút đối Lục Kinh Thiên lau mắt mà nhìn, hắn lần này quân pháp bất vị thân cử động, đoán chừng muốn chiếm được bốn phía không ít tu sĩ hảo cảm. Hơn nữa, hắn có vẻ như vẫn còn muốn tìm bản thân phiền phức, Tiêu Phàm không phải đồ đần, tự nhiên một cái liền nghe ra Lục Kinh Long ý tứ. Ta muốn giết bọn hắn, ngươi ngăn không được ta. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, thản nhiên nói, huống hồ trời đất bao la, lại không chỉ có Thiên Vũ vực có chỗ dung thân, không phải sao? Tiêu Phàm ý tứ rất đơn giản, ngươi muốn trị ta tội, có thể cũng không phải như thế dễ dàng, bằng vào ngươi pháp thân, cũng không làm gì được ta. Lục Kinh Thiên híp híp hai mắt, nhìn Bạch Ma một cái, hắn cũng biết rõ, có Bạch Ma ở, hắn lại là chưa hẳn có thể làm gì được Tiêu Phàm. Bản vương hiện tại muốn giết ngươi, xác thực không dễ dàng, nhưng bản vương một đạo pháp chỉ, Thiên Vũ vực phàm là cùng ngươi có quan hệ người, muốn chạy trốn cũng rất khó. Lục Kinh Thiên thản nhiên nói, ngươi uy hiếp ta, Tiêu Phàm mặt âm trầm, không thể không nói, Lục Kinh Thiên một cái liền đâm chọt hắn chỗ mềm. Tiêu Phàm đã đem Tu La Điện người điều đi, đệ nhất thành người cũng phân tán đi các đại thế lực, nhưng là, U Vân phủ nhiều người như vậy, có thể chưa hẳn có thể trốn được. Thanh Thương bọn họ cũng đã bỏ mình, hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn Tiêu Phàm có chút quan hệ, hắn cũng không muốn bởi vì bản thân, mà dẫn đến Thanh Minh bọn họ cũng bị giết chết, mặc dù hắn cùng với Thanh Minh đám người cũng không có quá nhiều tình nghĩa. Cũng chưa nói tới uy hiếp, nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra vẻ lo lắng. Lục Kinh Thiên thản nhiên nói, ngươi giết bản vương bảo đệ phía trước, lại diệt ta Thiên Vũ vực hơn 100 vạn tu sĩ, bản vương có đầy đủ lý do giết ngươi. Nhưng là, Lục Kinh Thiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, Huyền Thiên Kiếm Tông diệt ngươi người trước, Thiên Võ Thần Sơn đối phó ngươi trước, ngươi làm những chuyện này đều có thể thông cảm được, ngươi thả bọn họ, việc này bản vương chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là không muốn ngươi nhi tử cùng cái này lão gia hỏa chết sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, Lục Kinh Thiên đạo kia mạo trang nghiêm sắc mặt, hắn như thế nào không biết đây. Nếu như Lục Kinh Thiên thật dễ nói chuyện như vậy, lúc trước cũng sẽ không diệt quân ra cả nhà. Lục Kinh Thiên sở dĩ không muốn tìm bản thân phiền phức, chỉ là bởi vì Lục Vô Trần cùng nhất còn rơi ở trong tay hắn, nếu là thật sự thả bọn họ, đoán chừng hắn và U Vân Phủ đều phải xui xẻo. Lục Kinh Thiên híp híp hai mắt. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua như thế không sợ trời không sợ đất tiểu tử, nhưng cũng không dám đem hắn bức bách. Bản vương có thể hứa hẹn ngươi, để ngươi ở Thiên Vũ vực trùng kiến ngươi thế lực, cũng trở thành Thiên Vũ vực nhị lưu thế lực, như thế nào? Lục Kinh Thiên lại nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm giết Lục Kinh Long, diệt Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái. Vậy mà còn nhường hắn thành lập nhị lưu thế lực. Ngay cả Thanh Khung, thì hoàng tử cùng Lục Vô Trần đám người đều tưởng rằng mình nghe lầm, không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Tiêu Phàm mí mắt một trận cuồng loạn, điều kiện này, thật đúng là không phải bình thường có lực hấp dẫn, chỉ là nghĩ đến đệ nhất thành bị hủy diệt, hắn thì có chút chần chờ. Coi như bản thân lại thành lập thế lực lại như thế nào, nếu như bản thân thực lực không đầy đủ cường đại a. Tương lai vẫn như cũ khả năng khó thoát hủy diệt kết cục. Mấu chốt nhất vẫn là tự mình cường đại, nếu như không phải hắn đột phá cổ thần cảnh, căn bản không có khả năng ngăn cơn sóng dữ, cũng không có khả năng phản sát Lục gia chúng cường, lại càng không cần phải nói hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh phái người. Tiểu Hữu, vực chủ đại nhân đều nói như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Cũng liền ở lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo già nua thanh âm, đoàn người ngẩng đầu nhìn lại thời khắc. Lại là phát hiện, chân trời chẳng biết lúc nào nhiều một người mặc hôi bào lão giả. Lão giả tóc bạc đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt hãm sâu, xương trán hơi hơi đột xuất, rất có tiên phong đạo cốt khí thế, hắn hôi bào phía trên, còn thêu lên một đóa tử sắc lông vũ. Nếu như không phải hai mắt nhìn thấy, đoàn người căn bản là không phát hiện được cái này lão giả tồn tại. Bán bộ thần vương, Bạch Ma cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Thần sắc đề phòng nhìn xem lão đầu, hắn cảm giác lão nhân này, so nhất không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần, cho dù là hắn, cũng kiêng kỵ vô cùng. Gặp qua vực chủ đại nhân pháp thân,
Hồi bào lão giả đột nhiên hướng về phía Lục Kinh Thiên hơi hơi thi lễ nói. Tử phong chủ hữu lễ, Lục Kinh Thiên đáp lễ. Một màn này, nhường đám người hơi kinh ngạc, rất nhiều người càng là há miệng muốn nói, tựa như đoán được cái kia hồi bào lão đầu thân phận một dạng. Tiêu huynh, lão nhân này chính là Thiên Võ Thần Sơn ngũ mạch một trong, Tử Vũ Thần Vương cái kia nhất mạch phong chủ Tử Như Cuồng, hắn hơn phân nửa là vì ngươi mà đến. Thanh minh thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên, Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu cái gì, tình cảm cái này Lục Kinh Thiên chuẩn bị buông tha hắn, là xem ở cái này hôi bào lão đầu phân thượng. Hắn trước đó nghe Thanh Minh nói qua, kẻ khác nghĩ lầm hắn là cái gì Tử Vũ Thần Vương truyền thừa giả, hắn cũng nghĩ qua Tử Vũ Thần Vương nhất mạch người sẽ tìm đến hắn, chỉ là không nghĩ đến vừa lúc này đến. Không thể không nói, nếu như có thể mượn nhờ Tử Vũ Thần Vương nhất mạch uy thế, nhưng Lục Kinh Thiên nhượng bộ, đó là không thể tốt hơn. Sự tình phát triển đến một bước này, Tiêu Phàm lúc đầu cũng đã làm xong rời đi Thiên Vũ vực dự định, cho nên dứt khoát không kiêng nể gì cả giết thống khoái. Nhưng hắn không nghĩ đến sự tình hiện tại lại có chuyển cơ, kỳ thật Tiêu Phàm nội tâm vẫn là không có nghĩ tới rời đi Thiên Vũ vực, dù sao Tu La Điện thật vất vả có hiện tại phát triển cùng ổn định. Tiểu bối, vực chủ đại nhân khoan dung độ lượng, người tại sao còn do dự, còn không thả nói một trưởng lão. Tử Như Cuồng cúi đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói, mặc dù nói như vậy, nhưng căn bản không có bất luận cái gì ý trách cứ, ngược lại đáy mắt chỗ sâu có một tia vẻ tán thưởng. Tiêu Phàm cũng không có dễ dàng như thế liền tin tưởng Tử Như Cuồng, một phần vạn hai người này cùng một ruột, cuối cùng không may có thể hay là chính hắn. Thả hắn tự nhiên có thể, nhưng ta không tin tưởng người Lục gia mà nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, sau đó lấy ra một trương tấm da dê, trực tiếp ném về Tử Như Cuồng. Tử Như Cuồng không biết Tiêu Phàm là ý gì, bất quá khi hắn tiếp nhận tấm da dê nhìn thấy bên trong nội dung lúc, lại là chân mày cau lại. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem tấm da dê ném cho Lục Kinh Thiên, Lục Kinh Thiên pháp thân khi nhìn đến bên trên nội dung lúc, lại là hơi hơi run một cái, hiển nhiên là bị tức. Lục Kinh Long giấy trắng mực đen, thề với trời, nói hắn sẽ không tìm ta phiền phức, có thể ngươi nhìn hắn làm cái gì. Tiêu Phàm cười lạnh nói, cái kia tấm da dê ghi chép không phải gì khác, chính là lúc trước Lục Kinh Thiên lời thề, phía trên còn có các đại thế lực dẫn đầu người linh hồn ấn ký, tự nhiên không phải giả. Nhìn đến, Kinh Long chết không oan. Thật lâu, Lục Kinh Thiên lúc này mới phun ra một câu, đưa tay vung lên, một vệt sáng hướng về tấm da dê đánh tới. Tiêu Phàm còn tưởng rằng Lục Kinh Thiên chuẩn bị hủy phần này lời thề, có thể không nghĩ đến, Lục Kinh Thiên nhưng ở bên trên đánh lên một đạo linh hồn ấn ký, liền đem tấm da dê còn cho hắn. Tiểu bối, chuyện cũ sẽ bỏ qua, từ nay về sau, cho dù ngươi tại Thiên Vũ vực thành lập nhị lưu thế lực, ta Thiên Võ Thần Sơn cũng toàn lực duy trì, như thế nào? Lục Kinh Thiên lần nữa mở miệng nói. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn có thể không tin, trên đời này sẽ có dạng này chuyện tốt, trầm giọng hỏi ta cần làm cái gì? Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận bản vương pháp thân ba kích, vô luận sinh tử, bản vương coi như trước đây sự tình không có phát sinh qua. Lục Kinh Thiên lại nói, ba kích, đoàn người không khỏi hút miệng lãnh khí, Lục Kinh Thiên thế nhưng là thần vương cường giả a. Cho dù pháp thân, đó cũng là không kém gì bán bộ thần vương cường giả, thậm chí còn mạnh hơn, Tiêu Phàm dám đáp ứng sao. Nhưng mà tiếp xuống một câu, lại là đoàn người kém chút sụp đổ. Ta nếu chịu đựng lấy người ba kích, vậy ta có thể giết bọn họ. Tiêu Phàm thản nhiên nhìn dưới chân nhất một cái, lại nhìn về phía Lục Vô Trần bọn họ nói. Đoàn người không khỏi thầm mắng không thôi, tiểu tử này dĩ nhiên còn đang suy nghĩ giết chết Lục Vô Trần bọn họ. Hắn thực có can đảm nghĩ a. Lục Vô Trần mí mắt hơi nhíu, không biết tại sao, hắn trong lòng có loại mãnh liệt bất an cảm giác. Mặc cho xử trí, Lục Kinh Thiên trầm mặc thật lâu, lúc này mới phun ra mấy chữ. Ba ba, Lục Vô Trần sốt ruột vô cùng, nếu như là cái khác người, hắn không tin có thể chịu được hắn phụ thân ba kích, cho dù là hắn cũng đồng dạng chịu không nổi. Nhưng là Tiêu Phàm, đây chính là cái đổ biến thái a, đừng nói ba kích. Liền là 30 kích đoán chừng cũng chưa hẳn có thể giết chết hắn. Hừ, Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, quay người thời khắc, hắn lại truyền âm nói, tin tưởng ba ba. Lục Vô Trần không biết nói gì, hắn ngược lại là muốn nói ta căn bản không dám tin tưởng ngươi a, ngươi là không biết, tiểu tử này trước đó lấy lực lượng một người,
diệt sát cổ thần cảnh đỉnh phong như giết gà tử đồng dạng đơn giản a. Vẻn vẹn ba kích, ngươi thật đúng là chưa hẳn có thể giết chết hắn, liền là trọng thương hắn đều chưa hẳn khả năng, đến lúc đó, không may vẫn là bọn hắn những người này. Còn mời Tử Mạch chủ làm chứng kiến, Lục Kinh Thiên đột nhiên lại nhìn về phía cách đó không xa Tử Như Cuồng nói. Tốt, Tử Như Cuồng nhẹ gật đầu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang. Tất nhiên như thế, vậy liền tùy ngươi tâm ý, giết bọn hắn, dù sao chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Tiêu Phàm một cước đem Nhất Đá văng, sau đó đạp không mà lên, hướng về Lục Gia Thần Chu bay đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm chủ động hướng về Thiên Võ Thần Sơn Thần Chu tới gần, đoàn người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này thật đúng là mỗi lần đều cho bọn hắn mang đến rất lớn ngoài ý muốn a. Giết Lục Vô Trần bọn họ cũng liền bình thường, có thể hiện ở trước mặt hắn thế nhưng là thần vương pháp thân, hắn dĩ nhiên một bộ không sợ hãi chút nào bộ dáng. Không biết là Tiêu Phàm tâm quá lớn, vẫn là bọn hắn những người khác tầm mắt quá nhỏ. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, ngay cả Lục Kinh Thiên cũng hơi hơi kinh dị, bất quá trên người hắn khí thế lại không giảm mảy may, không ra cái này ba kích, hắn không cách nào hướng chết đi Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ bàn giao. Tử Như Cuồng híp híp hai mắt, ngón tay hơi hơi rung động, tựa như ở cân nhắc lấy cái gì. Tiểu tử, ngươi không sợ chết? Lục Kinh Thiên nâng lên bàn tay, trong bàn tay thần lực phun trào, khí tức khiếp người. Sợ chết liền không cần ngăn cản ngươi cái này ba kích sao? Tiêu Phàm khẽ cười nói, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đúng rồi, ngươi nói ta có thể tiếp nhận ngươi ba kích, chuyện lúc trước liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, có thể ngươi cũng không nói không cho ta động thủ đi, một phần vạn, ta một kích đem ngươi đánh bể, vậy coi như người đó thắng. Một kích đem ngươi đánh bể, đoàn người khóe miệng giật một cái, gia hỏa này thật đúng là dám nói, một kích đem Lục Kinh Thiên pháp thân đánh nổ, coi như phong hầu cường giả cũng chưa hẳn có thể làm được a. Bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia 10 phần nghiêm túc bộ dáng, bọn họ cũng không cho rằng Tiêu Phàm là ở nói láo, có lẽ tiểu tử này thật có cùng phong hầu cường giả ngạnh bính năng lực. Dù sao, cho đến bây giờ, gia hỏa này làm mỗi một sự kiện, không phải tính được là kỳ tích sao. Lục Kinh Thiên lông mày gảy nhẹ, 10 phần khó chịu Tiêu Phàm cái kia ngạo mạn ngữ khí, lạnh như băng nói, hừ, ngươi nếu có thể một kích đánh nổ bản vương, tính ngươi thắng lại như thế nào? Hắn chính là đường đường thần vương cường giả, cho dù chỉ là một cỗ pháp thân, có thể cũng không phải mặc người khi nhục, Tiêu Phàm cái này cổ thần cảnh trung kỳ, nếu có thể một kích đánh bể hắn, đoán chừng Lục Kinh Thiên về sau cũng không đất dung thân. Thoại âm rơi xuống, Lục Kinh Thiên trong tay thần lực nở rộ, hóa thành một cái ngập trời trưởng cương, hướng về Tiêu Phàm đánh rơi xuống, phẫn nộ hắn, không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Tiêu Phàm không hề sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn xem cái kia che khuất bầu trời trưởng cương, khóe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên. Tại hắn tay phải bên trong gắt gao dắt lấy một cái huyết sắc hạp tử, mắt thấy cái kia trưởng cương cực tốc đánh rơi xuống thời khắc, hắn giơ tay liền đem cái hộp kia hướng về Lục Kinh Thiên bọn họ vị trí ném đi lên, sau đó xoay người chạy. Chạy, đoàn người quái dị nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, tiểu tử này không phải không sợ trời không sợ đất a? Làm sao ném một cái hộp liền chạy? Ha ha, cái này tiểu vương bát đản rốt cục sợ hãi, đáng tiếc, hiện tại chạy trốn, còn kịp sao? Hừ, vực chủ xuất thủ, giết hắn chỉ là phất tay sự tình mà thôi, hắn lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là vừa mới đột phá cổ thần cảnh mà thôi. Đừng nói ba kích, liền là đệ nhất kích, hắn cũng chưa hẳn có thể chịu được, lần này, nhìn hắn chạy đi đâu. Đừng nói cho ta. Hắn là muốn dựa vào cái kia huyết sắc hạp tử, đem vực chủ đại nhân pháp thân đánh nổ a. Thiên Võ Thần Sơn chúng cường cười lạnh liên tục, bọn họ tựa như cũng đã thấy được Tiêu Phàm bị Lục Kinh Thiên một bàn tay đánh thành thịt nát một màn. Về phần cái gì một kích đánh nổ Lục Kinh Thiên pháp thân, bọn họ chẳng qua là làm thành một cái cười nhạo, Tiêu Phàm phát ngôn bừa bãi mà thôi. Bất quá, hiểu rõ Tiêu Phàm có thể không nghĩ như vậy, thì hoàng tử Thanh Minh bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia huyết sắc hạp tử, bọn họ luôn cảm giác cái hộp này có chút không đơn giản. Tiêu Phàm dám đáp ứng Lục Kinh Thiên, đón lấy hắn ba trưởng, hiển nhiên là có hắn ỷ vào. Hai người trước đó một mực đang suy nghĩ lấy Tiêu Phàm như thế nào nghênh đón Lục Kinh Thiên ba kích, bọn họ nghĩ rất nhiều loại khả năng, lại vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên ném một cái hộp liền chạy. Cái hộp này có gì đó quái lạ a. Bạch Ma nhìn xem cái kia huyết sắc hạp tử,
trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Hắn bị Tiêu Phàm hành hạ nhiều lần, biết rõ Tiêu Phàm không phải một cái mặc cho khi nhục người, hắn sở dĩ chạy, khẳng định cũng có hắn lý do. Hừ, giả thân giả quỷ, Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, trưởng cương uy thế không giảm mảy may, gắt gao tập trung vào Tiêu Phàm, về phần cái kia huyết sắc hạp tử, Lục Kinh Thiên liền nhìn đều không nhìn một chút. Làm cái kia huyết sắc hạp tử cự ly Lục Kinh Thiên chỉ có chừng 10 trượng cự ly thời điểm, Lục Kinh Thiên đưa tay nhẹ nhàng vung lên, từng đạo lưu quang hướng về huyết sắc hạp tử bắn ra. Cùng lúc đó, sớm đã chạy trốn tới 30-40 dặm ngoài Tiêu Phàm, lại là khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, bảo. Oanh, lời còn chưa dứt, cái kia huyết sắc hạp tử đột nhiên chán phóng vô lượng huyết quang, hộp cũng bỗng nhiên mở ra, ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, vô lượng huyết quang từ huyết sắc hạp tử bên trong bắn ra. Giống như vạn kiếm tể phát, bắn về phía tứ phía bát phương. Tốc độ nhanh chóng, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, giống như thiểm điện. Ở trên huyết sắc hạp tử không, càng là ngưng tụ thành một chuôi ngập trời huyết kiếm dài đến hơn ngàn trượng, cuồng bạo vô cùng uy thế tản ra, ép tới ở đây cổ thần cảnh đều không thở nổi. Đây là, Tử Như Cuồng cảm nhận được huyết kiếm nở rộ khí thế, cũng không nhịn được híp híp hai mắt, ngưng tiếng nói, đây là thần vương một kích. Hộp ngọc kia bên trong phong ấn lại là thần vương cường giả một kích, khó trách tiểu tử kia tự tin như vậy, dám nói đánh nổ Lục Kinh Thiên pháp thân. Nói không chấn kinh, đó là không có khả năng, một cái nho nhỏ huyết sắc ngọc hạp, dĩ nhiên hàm chứa thần vương một kích, hơn nữa còn không phải phổ thông thần vương công kích. Một kích này, đừng nói chém giết cổ thần cảnh, liền là thần vương tiền kỳ cường giả, cũng chưa hẳn có thể sống sót. Không sai, huyết sắc ngọc hạp bên trong chứ căn bản không phải là cái gì thần vương thần cách, mà là thần vô tận năm đó phong ấn bản thân mạnh nhất sức mạnh công kích ở trong đó, vì Tu La Điện lưu một đầu đường lui. Muốn mở ra cái hộp ngọc này, chỉ có hai loại phương pháp, một loại là cưỡng ép mở ra huyết sắc ngọc hạp bên trên phong ấn, mà muốn mở ra phong ấn, thực lực chí ít cũng phải mạnh hơn thần vô tận, loại này hy vọng 10 phần xa vời. Mà loại thứ hai, thì là lịch đại Tu La Điện chủ. Tu La Điện chủ có thể tùy ý mở ra cái này huyết sắc ngọc hạp. Đây cũng là Tiêu Phàm lớn nhất ỷ vào một trong, dựa vào cái này huyết sắc ngọc hạp, Tiêu Phàm dám một mình một người xâm nhập Huyền Thiên Kiếm Tông, dám cùng Lục gia là địch. Đừng nói Lục gia người tới chỉ là cổ thần cảnh thực lực, coi như là chân thần vương cường giả, Tiêu Phàm cũng đồng dạng không sợ. Nguyên bản Tiêu Phàm không dự định sử dụng cái này huyết sắc hạp tử, có thể Lục Kinh Thiên lại bước đến hắn không thể không sử dụng. Lấy hắn thực lực, muốn đón lấy Lục Kinh Thiên ba kích, cơ hồ là không thể nào, hắn còn không có cuồng vọng đến cùng thần vương pháp thân là địch cấp độ. Trước mắt Lục Kinh Thiên mặc dù chỉ là pháp thân, nhưng hắn chân chính thực lực, có thể không kém gì tuyệt thế bán bộ thần vương cường giả, Tiêu Phàm cũng không phải đối thủ. Ngược lại là Bạch Ma, có kháng trụ Lục Kinh Thiên pháp thân thực lực, nhưng Bạch Ma muốn ở Lục Kinh Thiên thủ hạ bảo hộ bản thân, đoán chừng cũng khó có thể làm được. Dứt khoát Tiêu Phàm cũng liền đáp ứng Lục Kinh Thiên điều kiện, dù sao, chính hắn chạy trốn không có vấn đề, nhưng U Vân Phủ không nên qua chạy trốn thời gian. Chỉ cần kháng trụ Lục Kinh Thiên ba kích, hoặc là như hắn nói, trực tiếp đánh nổ Lục Kinh Thiên, hắn và U Vân Phủ đều không tất yếu đường chạy. Hô, rộng lớn huyết sắc cự kiếm giận bổ xuống, hư không trực tiếp bị xé mở, đáng sợ loạn lưu hướng về tứ phía bát phương gào thét, Lục Kinh Thiên trưởng cương trực tiếp ở hư không nổ tung. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, cuồng bạo kiếm cương lần nữa rơi xuống, xông thẳng Lục Kinh Thiên cùng Thiên Võ Thần Sơn chúng cường chém giết mà đi. Phốc phốc, Lục Kinh Thiên toàn thân thần lực xuyên loạn, tựa như cũng không chịu nổi cỗ uy áp này, muốn tùy thời nổ lên một dạng. Hắn một khi tử vong, sau lưng Lục Vô Trần bọn họ cũng đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này cũng không phải hắn nghĩ nhìn thấy kết quả. Chỉ là, không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Huyết sắc kiếm cương cũng đã rơi xuống, muốn đem hắn và Thiên Võ Thần Sơn chúng cường chém giết. Lục Kinh Thiên con người khẽ run lên, hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, tựa như làm một cái gian nan quyết định đồng dạng, mà lúc này, huyết sắc kiếm cương cũng triệt để rơi xuống. Oanh, kinh thiên nổ vang rung động thiên địa, thần vương một kích, hủy thiên diệt địa, ở nơi này một kích phía dưới, tất cả cổ thần cảnh cường giả đều không có bất luận cái gì sức phản kháng, đều là lộ ra sợ hãi. Đây cũng là chân chính thần vương chi uy,
không biết so Lục Kinh Thiên pháp thân muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Giờ khắc này, toàn trường tu sĩ câm như hến, con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa, muốn biết rõ ở nơi này một kích phía dưới, Lục Kinh Thiên phải chăng có thể chịu đựng lấy. Bọn họ nguyên bản coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm như thế cường thế, hắn thật liền Lục Kinh Thiên cũng dám đánh nổ. Ai cũng không ngờ tới, Tiêu Phàm rốt cuộc lại lần nữa nghịch tập, cái này đáng sợ công kích, cũng quá kinh khủng. Phực chủ đứng vững sao? Đám người bên trong có người run rẩy mở miệng, trong giọng nói đều là ý sợ hãi. Vừa mới những cái kia trào phúng Tiêu Phàm, càng là hận không thể tìm địa phương chui vào, cái này hắn mẹ quá mất mặt. Người nào mới vừa nói Tiêu Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nào hắn nha nói, Tiêu Phàm cùng đường mặt lộ, chỉ có bị chém giết phần. Hắn hiện tại, đơn giản liền là một cái đồ tể a, liền thần vương pháp thân đều như thế dám giết. Ai cũng không ngờ tới, Tiêu Phàm dĩ nhiên nắm giữ dạng này át chủ bài. Cái kia to lớn huyết kiếm phía dưới, Lục Kinh Thiên sắc mặt khó coi vô cùng, thân ảnh một trận vặn vẹo, kém chút liền muốn nổ tung. Hắn chỉ là thần vương pháp thân, nhiều nhất cũng liền so bán bộ thần vương cường đại một chút, nhưng cuối cùng không phải thần vương, chỗ nào chống đỡ được chân chính thần vương một kích. Một kiếm này nếu là thật sự chém xuống, không chỉ hắn pháp thân muốn tiêu diệt, sau lưng Lục Vô Trần mấy người cũng toàn bộ đều phải chết. Giờ khắc này, Lục Kinh Thiên trong đầu nhanh chóng lóe qua nguyên một đám ý niệm, cuối cùng hắn vẫn là đình chỉ công kích đạo kia huyết kiếm, mà là lách mình xuất hiện ở Lục Vô Trần sau lưng, một cái nắm Lục Vô Trần bả vai, liền hướng lấy nơi xa ném đi. Cũng liền ở lúc này, huyết sắc kiếm cương rốt cục rơi xuống, vừa lúc đánh trúng Lục Kinh Thiên pháp thân. Lục Kinh Thiên pháp thân trực tiếp nổ tung, còn lại Lục gia cường giả trong mắt tràn đầy sợ hãi. Có thể bọn họ lại không có Lục Vô Trần hảo vận, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo kia kiếm cương rơi xuống, toàn bộ đều tràn đầy tuyệt vọng. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, Lục gia thần chu bỗng nhiên nổ tung, sau đó bị vô số hư vô loạn lưu nuốt hết, một cái mấy trăm dặm chu vi hắc động xuất hiện ở hư không. Thần vương một kích, hủy thiên diệt địa, kinh khủng đến cực điểm. Chu vi xem tu sĩ không khỏi hít một hơi lạnh, rất nhiều cách tương đối gần tu sĩ cũng ở nơi này một kiếm hạ thân vẫn đạo tiêu. Những người khác trốn tương đối nhanh, may mắn tránh thoát nhất kiếp, nhưng là bị cái kia dư ba chấn thương, một bộ sau chết lại sống bộ dáng. Một thoáng thời gian, hư không một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người rầm rầm nuốt nuốt nước bọt, kinh hãi nhìn phía xa cái kia một màn, thời gian cũng dường như ở thời khắc này dừng lại một dạng. Cái này... Thanh khung đám người nuốt nuốt nước bọt, khó có thể tin nhìn phía xa. Đây chính là thần vương pháp thân A, lại bị Tiêu Phàm cứ như vậy tiêu diệt. Cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, loạn phát bay tứ tung, cái kia gầy gò bóng lưng lại cho người ta một loại cao không thể leo tới cảm giác. Tiêu Phàm cũng là không hiểu kinh ngạc, hắn nguyên bản coi là một kích này chỉ có thể ở chém giết Lục Kinh Thiên. Không nghĩ đến uy lực dĩ nhiên như thế đáng sợ. Đây chính là chân chính thần vương một kích sao? Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mười cái vài hô hấp sau, cái kia màu đen vòng xoáy chậm rãi tiêu tán, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, nhưng mà phía kia tròn mấy trăm dặm khu vực, lại là xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, bụi bặm tràn ngập, che khuất bầu trời. Ở khu vực biên giới, Lục Vô Trần máu me khắp người, sắc mặt khó xử thời khắc, khi hắn nhìn về phía Tiêu Phàm thời khắc, trong mắt tràn đầy một tia sợ hãi. Hắn rất rõ ràng hắn phụ thân thần vương pháp thân cường đại, có thể hiện tại, lại bị một cái tam lưu thế lực tiểu tử chém giết. Nếu như không phải trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Kinh Thiên vì cứu hắn, đoán chừng hiện tại hắn cũng chết đến không thể lại chết. Lục Vô Trần khẽ cắn môi, gian nan đứng dậy đến. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn cũng không dám tiếp tục lưu ở nơi này, Tiêu Phàm cái kia phong tử tên điên, liền hắn phụ thân thần vương pháp thân đều dám giết, còn có cái gì đều không dám làm đây. Khắp nơi một mảnh tĩnh mịch, hồi lâu mới có người lấy lại tinh thần. Thần vương một kích, dĩ nhiên như thế đáng sợ, dạng này lực lượng, cũng đã đủ để hủy diệt bất luận cái gì nhị lưu thế lực đi, khó trách hắn trước đó chạy trốn. Nguyên lai là sợ tai bay vạ gió. Cái này Tiêu Phàm thực sự là tam lưu thế lực chi chủ A, làm sao sẽ nắm giữ như thế đáng sợ lực lượng.
đánh chết ta cũng không tin hắn là người bình thường, có thể nắm giữ thần vương một kích, đoán chừng là cái nào thần vương cường giả con riêng, về sau đắc tội người nào, cũng tuyệt đối đừng đắc tội Tiêu Phàm. Đoàn người trong giọng nói đều là vẻ rung động, thật lâu khó nén trong lòng kinh ngạc. Sau một khắc, các đại thế lực thám tử cũng lập tức đem nơi này sự tình truyền về sở thuộc thế lực, kể từ hôm nay, Tiêu Phàm hung danh, đoán chừng cũng sẽ triệt để vang vọng thiên vũ vực. Mà giờ phút này, Tiêu Phàm ánh mắt lại là nhìn về phía không trung Tử Như Cuồng, hơi hơi thi lễ nói, tiền bối, Lục Kinh Thiên nhường ngài làm nhân chứng, ngài cần phải vì vãn bối làm chủ. Tử Như Cuồng khóe miệng có chút co lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên còn có dạng này át chủ bài. Lần này, Lục Kinh Thiên cũng chỉ có thể thầm than xui xẻo, thần vương nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn xuất pháp tùy, tự nhiên không thể cùng một cái tiểu bối so đo. Coi như hắn muốn tìm Tiêu Phàm phiền phức, cũng không thể bản thân động thủ. Dù sao, nơi này thế nhưng là có nhiều như vậy thoải mái con mắt nhìn thấy đây, Lục Kinh Thiên nếu như không nghĩ trở thành thiên hạ trò cười, tuyệt đối không dám tùy ý tìm Tiêu Phàm phiền toái, trừ phi Lục gia không nghĩ thống soái thiên võ thần sơn. Về phần cái khác cổ thần cảnh cường giả, lấy Tiêu Phàm thực lực, muốn tìm hắn phiền phức, tự nhiên cũng là không thể nào, Tiêu Phàm tìm cái khác cổ thần cảnh phiền phức còn không sai biệt lắm. Tự nhiên, Tử Như Cuồng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại là rơi vào bạch ma dưới chân nhất trên người, lại nói tiểu hữu, còn mời xem ở lão hủ mỏng mặt mũi, tha Lục trưởng lão một mạng, như thế nào? Tiêu Phàm nhàn nhạt lườm nhất một cái, hít sâu một cái gật gật đầu. Nếu là trước đó, hắn thật đúng là muốn giết nhất, nhưng là hiện tại, thật vất vả nhường Lục Kinh Thiên đáp ứng đình chiến, hắn cũng không muốn Lục gia tiếp tục tìm U Vân Phủ phiền phức. Huống hồ, Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh Lục Kinh Thiên mặt, Lục Kinh Thiên khẳng định trong lòng có oán. Nếu là hiện tại giết nhất, vừa vặn Lục gia có viện cớ tiếp tục đối với hắn xuất thủ, đây không phải Tiêu Phàm muốn nhìn thấy. Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu, một cước liền đem nhất đá bay ra ngoài, tựa như đá một đầu chó chết, nhất phun ra mấy ngụm máu tươi, thiếu chút nữa thì ngất đi. Tử Như Cuồng không có nói cái gì, bảo trụ nhất mệnh, cũng đã xem như không tệ, buông tay một chiêu, nhất liền xuất hiện ở hắn trước người. Tiểu hữu, lão phu Tử Như Cuồng, không biết ngươi có nguyện gia nhập ta Tử Vũ Phong. Tử Như Cuồng lại muốn nhìn xem Tiêu Phàm nói, trong mắt có một tia chờ mong. Tiêu Phàm biết rõ Tử Như Cuồng ý đồ đến, cái này lão gia hỏa hơn phân nửa là vì Tử Vũ Thần Vương truyền thừa mà đến, nhưng hắn Tiêu Phàm căn bản liền không có Tử Vũ Thần Vương truyền thừa, nghĩ cho cũng cho không được. Hơn nữa, một khi gia nhập Tử Vũ Thần Vương nhất mạch, có thể sẽ nhiều rất nhiều phiền phức. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm đang chuẩn bị cự tuyệt, bất quá Tử Như Cuồng lại trước tiên mở miệng nói, tiểu hữu yên tâm, lão hủ cũng không có gì, ngươi cũng đừng vội cự tuyệt. Ngươi nếu nghĩ rõ ràng, có thể đến Thiên Võ Thần Sơn tìm ta, ta Tử Vũ Phong tùy thời vì ngươi rộng mở sơn môn. Dứt lời, Tử Như Cuồng tiện tay hất lên, một đạo tử sắc lưu quang rơi ở trong tay Tiêu Phàm. Cẩn thận xem xét, đó là một khối tử sắc lệnh bài, hắn cũng không biết tác dụng gì, trực tiếp ném vào trong càn khôn giới, khi hắn ngẩng đầu thời khắc, Tử Như Cuồng cùng nhất cũng đã không thấy bóng dáng. Theo lấy Tử Như Cuồng rời đi, sự tình cũng cuối cùng có một kết thúc. U Vân Phủ xem như bảo vệ. Tiêu Phàm diệt cổ linh phái cùng Huyền Thiên Kiếm Tông, cũng triệt để kinh hãi tứ phương thế lực, nhất là Thất Tinh Phủ, bọn họ may mắn không có tìm Tiêu Phàm cùng U Vân Phủ phiền phức. Nếu không mà nói, cổ linh phái đoán chừng cũng khó trốn diệt vong kết cục. Một trận chiến này, Tiêu Phàm hung ác, cũng triệt để truyền hướng tứ phương, cơ hồ lấy lực lượng một người, diệt sát hai đại tông môn, càng là đánh bể thần vương pháp thân. Cái này chú định trở thành một cái truyền kỳ. Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở hư không, thật lâu sau đó, mới nhìn về phía Thanh Khung cùng Thanh Minh bọn họ, hít sâu một cái nói, xin lỗi, Tiêu mỗ cho U Vân Phủ mang đến tai nạn. Tiêu huynh đệ nghiêm trọng, giống như không có ngươi, U Vân Phủ bây giờ đoán chừng cũng đã hủy diệt. Thanh Khung vội vàng mở miệng nói, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm, nhưng là Tiêu Phàm mang cho hắn rung động lại quá lớn. U Vân Phủ sau trận này xác thực tổn thất thảm trọng, nhưng lại làm sao không phải một cơ hội đây. Huống chi, nếu như không phải Tiêu Phàm, Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua U Vân Phủ, Thất Tinh Phủ cùng Thiên Thi Tông thậm chí cũng có khả năng kiếm một chén canh.
Chính là bởi vì Tiêu Phàm biểu hiện vô cùng chói mắt, đắc tội Lục gia, cũng cố ý tính toán Thất Tinh phủ, liên thủ Thiên Thi Tông, mới có hôm nay lật bàn. Tổn thất hơn 20 cổ thần cảnh cường giả, lại cho U Vân phủ cơ hội, hơn nữa có Tiêu Phàm ở, tất nhiên có thể trấn nhiếp tứ phương thế lực, hắn Thanh Khung còn có cái gì tư cách đi trách cứ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại là hơi hơi lắc lắc đầu, việc này hắn xác thực sớm liền ở âm thầm giúp U Vân phủ quần nhau, nhưng là, U Vân phủ tai nạn, cũng xác thực cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít có liên quan, hắn là không cách nào rũ sạch. Tiêu huynh, lúc này, thì hoàng tử đột nhiên đạp không mà tới, thần sắc có chút phức tạp, trầm ngâm chốc lát mới nói, xin lỗi. Không ngại, Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn biết rõ thì hoàng tử cái gọi là xin lỗi là cái gì, bởi vì Lục gia gia nhập, Thiên Thi Tông cũng không có kiên trì đến cuối cùng. Việc này Tiêu Phàm cũng không trách thì hoàng tử, dù sao Lục gia nhúng tay, thì hoàng tử không có khả năng bởi vì bản thân duyên cớ, mà nhường toàn bộ Thiên Thi Tông gặp diệt tông hỏa. Chính hắn có thể lưu đến cuối cùng, liền đã xem như xứng đáng Tiêu Phàm. Ta cần ngươi chuẩn bị đồ vật, ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, tốt, thì hoàng tử gật gật đầu, mở ra bàn tay, một mai càn khôn giới xuất hiện ở trong tay, cẩn thận từng ly từng tí thay cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn lướt qua, nói, ba ngày sau đó, ta vì ngươi giải độc. Đa tạ, thì hoàng tử hơi hơi thi lễ, ánh mắt bên trong lấp lóe một vòng kích động, hắn còn sợ Tiêu Phàm trách cứ hắn, không thực hiện hứa hẹn đây. Tiêu huynh, bây giờ Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái đã diệt. Lục Kinh Thiên cũng hứa hẹn ngươi, có thể thành lập nhị lưu thế lực. Thanh Minh đột nhiên nói ra. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy hắn lời nói, nói, đệ nhất thành tai nạn, ta không muốn tiếp tục phát sinh, việc cấp bách, ta chỉ muốn tăng lên bản thân thực lực. Thanh Minh thầm than một tiếng, lại cũng không biết nói cái gì, ngược lại là hắn phụ thân Thanh Khung vội vàng nói, Tiêu huynh đệ, ta có thể hay không xây lại một tòa đệ nhất thành. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Khung, hắn biết rõ, Thanh Khung là ở làm hắn vui lòng. Nghĩ đến đệ nhất thành, Tiêu Phàm thì có chút thần thương, đệ nhất thành cái kia mấy trăm vạn phổ thông dân chúng, thế nhưng là bởi vì hắn Tiêu Phàm mà chết, khẩu khí này, dù là diệt Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái, Tiêu Phàm cũng có thể để tiết hận. Có thể, Tiêu Phàm gật gật đầu, bất quá ta có một chút đề nghị, hy vọng nguyên lai đệ nhất thành người, vẫn như cũ có thể an trí ở bên trong. Yên tâm, quấn ở trên người ta, Thanh Khung vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, đột nhiên lại nói, Huyền Thiên Kiếm Tông hủy diệt, U Vân Phủ mau chóng thu lấy A, về phần Cổ Linh Phái, cùng Thiên Thi Tông cách nhau rất gần, thì huynh cũng có thể trở về chuẩn bị. Thu lấy, Thanh Khung hơi sững sờ, lập tức lo lắng nói, Lục gia bên kia. Tiêu Phàm biết rõ Thanh Khung đang lo lắng cái gì, Thiên Vũ vực các đại thế lực tài nguyên phân phối. Có thể đều là do Thiên Võ Thần Sơn cử hành Thiên Thần bảng tranh đoạt tái quyết định. U Vân Phủ nếu là chủ động tranh đoạt cương thổ, đến lúc đó nếu để cho Lục gia không vừa mắt, đoán chừng lại sẽ nhiều không ít phiền phức. Nếu như Lục gia nhạy bén mà nói, liền sẽ không nhúng tay. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, U Vân Phủ tổn thất như thế thảm trọng, chẳng lẽ một chút bồi thường đều không muốn cho. Thanh Khung cùng Thi Hoàng Tử nghe vậy, hai người ánh mắt sáng lên, đúng vậy à. Lần này Lục gia mặc dù chịu thiệt hại lớn, nhưng là bọn họ xuất thủ trước, U Vân Phủ thế nhưng là tổn thất thảm trọng, nếu như điểm ấy bồi thường đều không có, lại như thế nào để những người khác các đại thế lực tâm phục khẩu phục? Chẳng lẽ người Lục gia cao cao tại thượng, liền có thể tùy ý chúa tể chúng ta nhị lưu thế lực vận mệnh tư cách sao? Hiển nhiên là không có khả năng, Lục gia ở Thiên Võ Thần Sơn vừa mới đứng vững gót chân, chỉ cần không ngu mà nói, tuyệt đối sẽ trợn một con mắt bế một con mắt. Huống hồ, U Vân Phủ chiếm được giới này Thiên Thần bảng đệ nhất, lúc đầu thì có không ít ban thưởng, thu lấy một cái Huyền Thiên Kiếm Tông cương thổ, càng là cho người không lời nào để nói. Thanh huynh, phiền phức an bài cho ta một cái ở địa phương. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Thanh Minh nói. Tốt, Thanh Minh tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Lóa mắt qua ba ngày thời gian, Tiêu Phàm một mực đợi ở Thanh Minh an bài nhã uyển bên trong, mấy ngày nay, hắn đều đóng cửa không ra. Người nào cũng không biết hắn đang làm cái gì, thẳng đến thì hoàng tử tới tìm hắn. Trong này có 7 khỏa đan dược, người mỗi nửa tháng phục dụng một khỏa, trên người ngươi thi độc liền sẽ diệt hết. Tiêu Phàm lấy ra một cái bình ngọc đưa cho thi hoàng tử nói.
Đa tạ Tiêu huynh, thì hoàng tử kích động tiếp nhận bình ngọc, nếu là trước kia, hắn còn không tin tưởng Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại, hắn lại phát ra từ nội tâm tin tưởng, Tiêu Phàm có thực lực này cứu hắn. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn chỉ là hoàn thành bản thân đáp ứng thi hoàng tử sự tình mà thôi, nhìn thấy thi hoàng tử há miệng muốn nói, cũng không muốn rời đi bộ dáng, Tiêu Phàm không nhịn được hỏi thi huynh, còn có sự tình gì sao? Tiêu huynh, qua chút thời gian, Thiên Võ Thần Sơn mời chào đệ tử, người có đi hay không? Thi hoàng tử ánh mắt bên trong có chút chờ mong, Thiên Võ Thần Sơn, Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, hắn đối Thiên Võ Thần Sơn nhưng không có cái gì tốt cảm giác. Hiện tại càng là đắc tội Lục gia, một khi tiến về Thiên Võ Thần Sơn, đoán chừng lại được cùng người Lục gia giao phong. Những người khác hắn Tiêu Phàm ngược lại là không sợ, nhưng là Lục Kinh Thiên, Tiêu Phàm vẫn có chút kiêng kỵ, lấy hắn hiện tại thực lực, tuyệt đối không thể nào là Lục Kinh Thiên đối thủ. Người yên tâm, Thiên Võ Thần Sơn cũng không phải Lục gia độc đại, người đại khái có thể gia nhập cái khác mấy mạch, Tử Như Cuồng là Tử Vũ Phong nhất mạch phong chủ, người nếu gia nhập Tử Vũ Phong, Lục gia cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Thi hoàng tử lại nói, Thiên Võ Thần Sơn mời chào đệ tử, có phải hay không còn có cái khác thuyết pháp? Tiêu Phàm luôn cảm giác sự tình không phải như thế đơn giản, thi hoàng tử có vẻ như lời nói bên trong có chuyện. Thi hoàng tử hít sâu một cái, gật gật đầu nói, không sai, nếu không bao lâu, Bách Sát chiến trường liền sẽ mở ra. Bách Sát chiến trường, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn còn là lần thứ nhất nghe nói cái này cái gọi là Bách Sát chiến trường. Ngươi không biết, thì hoàng tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm lắc lắc đầu, giải thích nói, Bách Sát chiến trường, là nhân tộc Tam Thiên Vực, các đại đế cấp cổ vực tổ chức. Thiên Vũ Vực lệ thuộc về Huyền Nguyệt cổ vực, mà Huyền Nguyệt cổ vực lệ thuộc về Vạn La đế vực, đối với chúng ta tới nói, cái này tương đối thế là Vạn La đế vực tổ chức một lần thịnh hội. Đến lúc đó sẽ tụ tập các vực cổ thần cảnh thiên tài tiến vào một mảnh cổ địa. Cái kia cổ địa mặc dù 10 phần nguy hiểm, khắp nơi tràn đầy giết chóc, nhưng đối với chúng ta cổ thần cảnh tới nói, nhưng cũng đồng dạng tràn đầy cơ duyên, có thể đột phá thần vương cảnh cơ duyên. Đột phá thần vương cảnh cơ duyên, lần này Tiêu Phàm thật kinh ngạc, bình tĩnh tâm cũng nổi lên gợn sóng. Thần vương cảnh, đây chính là Thiên Vũ vực tối đỉnh phong tồn tại, phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Vũ vực. Đoán chừng cũng không cao hơn một bàn tay a. Mà hiện tại, một chỗ cổ địa bên trong, dĩ nhiên nắm giữ đột phá thần vương cảnh cơ duyên, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không động tâm đây. Mặc dù hắn chỉ là vừa mới đột phá cổ thần cảnh, nhưng hắn cũng đồng dạng đối thần vương cảnh tràn ngập chờ mong, ở được chứng kiến thần vương cảnh đáng sợ sau đó, Tiêu Phàm càng là kiên định bản thân tu hành chi lộ. Cái kia cổ địa bên trong xác thực nắm giữ đột phá thần vương cảnh cơ duyên. Điểm này ta có thể khẳng định. Thi hoàng tử khẳng định nói, bất quá trên mặt lại là lộ ra đắng chát tiếu dung. Thi huynh tại sao sầu mi khổ kiểm? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem thi hoàng tử, nắm giữ đột phá thần vương cảnh cơ duyên, đó là chuyện tốt a, làm sao một mặt không vui bộ dáng đây? Bách Sát chiến trường nhiều nhất cũng chỉ có không đến 3 năm thời gian, nhanh mà nói, thì là mấy tháng, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều a. Thi hoàng tử thở dài một hơi. Tiêu Phàm tức khắc hiểu thi hoàng tử đang lo lắng cái gì, bọn họ chỉ là vừa mới đột phá cổ thần cảnh, cự ly thần vương cảnh có thể còn có không nhỏ cự ly, coi như đột phá thần vương cảnh cơ duyên bày ở trước mặt bọn họ cũng chưa hẳn có thể đột phá thần vương cảnh. Thi huynh, cái này cũng không giống như ngươi làm người a. Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười nói. Thi hoàng tử nghe vậy, thần sắc bỗng nghiêm một chút, ngưng trọng nói ai, ngươi có biết rõ. Ta Thiên Vũ vực tham gia Bách Sát chiến trường cũng có không ít giới, có thể cho đến bây giờ, có thể đột phá thần vương cảnh người, lại không cao hơn 10 người, cơ duyên này, cũng không phải tốt như vậy được. Dù sao, cái này Bách Sát chiến trường, chỉ là Vạn La đế vực thì có trên trăm địa vực, cái này cạnh tranh cũng không phải đồng dạng tàn khốc, đương nhiên, ta cũng không phải là sợ. Ta Thiên Vũ vực tu sĩ luận tài nguyên, có lẽ không phải cái khác đại vực có thể so sánh. Nhất là những cái kia cổ vực, nhưng luận thiên phú, thì nào đó bất tài, nhưng là cũng không cảm thấy thua ở người. Nghe đến, Tiêu Phàm thần sắc cũng hơi hơi ngưng tụ, nói, đúng rồi các đại địa vực tình huống ta không hiểu rõ, nhưng thế hệ chúng ta tu sĩ, vốn liền là nghịch thiên làm việc, tài nguyên so ra kém kẻ khác, vậy chúng ta liền càng thêm cố gắng chính là, nơi nào đến nhiều như vậy cố kỵ. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không có sợ qua sự tình.
hắn chỉ là một cái tiểu thế giới đi ra người, luận tài nguyên, tự nhiên không có khả năng cùng thi hoàng tử bọn họ so sánh. Nhưng hắn Tiêu Phàm hiện tại thực lực, cũng không so thi hoàng tử bọn họ bất kỳ người nào kém, tất cả những thứ này, đều là hắn dựa vào bản thân tranh thủ. Thi hoàng tử bọn họ tài nguyên, thiên phú, đều không kém với hắn Tiêu Phàm bao nhiêu, nếu như bỏ ra cố gắng nhiều hơn, tự nhiên cũng không thể so với Tiêu Phàm kém cái gì. Ngươi nói đúng, thế hệ chúng ta tu sĩ, ngay cả trời cũng dám nghịch, huống chi người đâu, là ta rơi xuống hạ thừa. Thi hoàng tử ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong mắt chán phóng vô tận lợi mang. Cảm nhận được thi hoàng tử trên người cỗ kia sắc bén chi khí, Tiêu Phàm lúc này mới mỉm cười, nói, đúng rồi, cùng ta cụ thể nói một chút bách sát chiến trường sự tình. Vô cùng vinh hạnh, thi hoàng tử khẽ mỉm cười nói. Lúc đến trạng vạng tối, thi hoàng tử lúc này mới rời đi, đem biết rõ liên quan tới bách sát chiến trường sự tình toàn bộ đều cùng Tiêu Phàm nói một lần, Tiêu Phàm trong lòng cũng đều là hướng tới. Bách sát chiến trường, không phải liền là vì ta Tu La Điện lượng thân chế tạo a, đáng tiếc không phải mỗi người đều có tư cách tiến vào. Tiêu Phàm hít sâu một cái nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt cũng tràn đầy một tia hướng tới. Đột nhiên, hắn mở ra bàn tay, một mảnh lá cây màu vàng óng xuất hiện ở lòng bàn tay, phát ra kỳ dị quang trạch. Pháp tắc toái phiến, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm trong tay lá cây màu vàng óng, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Mảnh này lá cây, là hắn chém giết hồn thiên thời khắc, ở hồn thiên hồn giới bên trong chiếm được, lúc ấy hay là Chọc Thiên Hồng nhận ra nó lai lịch. Pháp tắc, chính là thần vương cường giả mới có thể trưởng khống đồ vật, cổ thần cảnh muốn đột phá thần vương cảnh, liền muốn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Mà thi hoàng tử lại nói cho hắn, bách sát chiến trường có cơ hội lấy được pháp tắc toái phiến, cũng chính là cái gọi là đột phá thần vương cảnh cơ duyên, Tiêu Phàm đối với cái này sinh ra rất lớn hứng thú. Nhìn xem trong tay lá cây màu vàng óng, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn trước kia cũng nghiên cứu qua, chỉ biết là bên trong hàm chứa một loại huyền diệu lực lượng, lại nhìn không ra bất luận cái gì môn đạo, càng đừng nói lĩnh ngộ. Bây giờ ta cũng đột phá cổ thần cảnh. Hẳn là cũng tính có tư cách lĩnh hội pháp tắc chi lực đi. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng. Ý niệm khẽ động, kim sắc phiến lá liền xuất hiện ở chỗ hắc sắc vòng xoáy bên trong, Tiêu Phàm vẫn là quyết định đem pháp tắc toái phiến giao cho linh hồn bản thể lĩnh nghiên cứu. Nếu như có thể lĩnh ngộ pháp tắc ảo diệu, cái kia hoàn toàn có thể trước giờ vì đột phá thần vương cảnh làm chuẩn bị. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm sắc mặt biến đổi, tâm thần nháy mắt dung nhập linh hồn bản thể bên trong. Nhưng hắn kinh ngạc là, pháp tắc toái phiến lại là tiêu tán, ở lá cây màu vàng óng tiến vào hắc sắc vòng xoáy bên trong một sát na kia, đột nhiên hóa thành từng đạo quang vũ tràn ngập ở vòng xoáy bên trong. Đồng thời, hắc sắc vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, linh hồn bản thể cùng thí thần bị một cỗ kỳ lạ lực lượng bước ra hắc sắc vòng xoáy. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm kinh dị nhìn xem trước mắt một màn. Chỉ thấy những cái kia pháp tắc toái phiến biến thành thành kim sắc quang mưa chậm rãi biến mất, thật giống như bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ đồng dạng, chốc lát sau đó, kim sắc quang mưa biến mất. Tiêu Phàm rõ ràng phát hiện, hắc sắc vòng xoáy lại nhỏ một vòng, từ trước đó 10 trượng lớn nhỏ, biến thành 9 trượng chu vi. Nhỏ đi, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra cổ quái, bởi vì hắn cảm nhận được bản thân thể nội lực lượng rốt cuộc lại mạnh lên không ít. Một loại kỳ lạ năng lượng từ hắc sắc vòng xoáy bên trong trả lại đến nhục thân, nhưng hắn tu vi đều ẩn ẩn có một chút tiểu tiến bước. Hắc sắc vòng xoáy dĩ nhiên có thể thôn vệ pháp tắc mảnh vỡ. Tiêu Phàm ngốc trệ ở nguyên chỗ, cái này thật đúng là một cái không nhỏ phát hiện. Hắc sắc vòng xoáy thôn vệ pháp tắc mảnh vỡ cũng liền bình thường, vậy mà còn có thể tăng lên hắn tu vi, đây mới là Tiêu Phàm rất kinh ngạc sự tình. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hắc sắc vòng xoáy nhìn qua muốn ngưng thực rất nhiều, thậm chí còn chán phóng từng tia kim sắc quang trạch, quả thực là 10 phần kỳ diệu. Nhìn đến, cái kia bách sát chiến trường, ta là không thể không đi. Tiêu Phàm híp hai mắt, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn còn đường tu luyện, cùng kẻ khác có chút khác biệt, muốn cùng người bình thường một dạng tu luyện, không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá thần vương cảnh. Bây giờ có chỗ phát hiện, Tiêu Phàm tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Hắn rất chờ mong, không biết hắc sắc vòng xoáy đang thôn vệ đại lượng pháp tắc toái phiến sau đó, sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, muốn đột phá thần vương cảnh, đoán chừng dựa vào thôn vệ pháp tắc mảnh vỡ hay là xa xa không đủ, mấu chốt nhất, còn phải bản thân lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng.
Công tử, Tiêu Phàm bị một đạo thanh âm bừng tỉnh, tâm thần rời khỏi thể nội, lại là phát hiện, chân trời cũng đã sáng rõ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ thôn vệ pháp tắc mảnh vỡ thời điểm, vẫn chỉ là trạng vạng tối a, lúc này mới bao nhiêu công phu, liền đã là ban ngày. Vào đi, linh hồn chi lực quét qua, Tiêu Phàm liền biết ra bên là ai đến. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở gian phòng bên trong, lại là Ảnh Phong, Phong Lang, Lãnh Tiếu Nhận cùng Huyết Yêu Nhiêu Thập Đại Diêm La. Mặt khác mấy người, thì là Nam Cung Tiêu Tiêu, Quân Nhược Hoan, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu bọn họ. Ngoại trừ Nam Cung Tiêu Tiêu bên ngoài, Thập Đại Diêm La, toàn bộ tụ tập ở một cái địa phương, cái này đã là thật lâu chưa từng có sự tình. Lão Tam, ngươi tiểu tử có thể a, liền thần vương pháp thân đều bị ngươi dây. Nam Cung Tiêu Tiêu một quyền đánh vào Tiêu Phàm lồng ngực bên trên. Vận khí mà thôi, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lão nhị, ngươi cũng không tệ a, dĩ nhiên nhanh như vậy đột phá cổ thần cảnh. Vậy cũng không nhìn, người nhị ca là người nào? Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha nói, rất có mấy phần đắc ý. Đúng rồi, các ngươi làm sao liền nhanh như vậy chạy đến? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem đám người nói. Còn nhanh a, người thông chi chúng ta, cũng đã đi qua 5 ngày thời gian. Nam Cung Tiêu Tiêu nhún nhún vai nói, một mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. 5 ngày, Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên đề cao không ít, trên mặt đều là vẻ quái dị. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn dùng truyền âm ngọc phù thông chi Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đến, là ở thi hoàng tử rời đi sau đó hắn liền bắt đầu nhường hắc sắc vòng xoáy luyện hóa kim sắc pháp tắc toái phiến. Có thể không nghĩ đến, cái này ngắn ngủi một chút thời gian, dĩ nhiên đi qua 5 ngày thời gian, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào tin tưởng đây? Có thể trước mắt Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ lại không phải giả, Tiêu Phàm chỉ có thể tiếp nhận cái này sự thật. Có lẽ là ta qua đầu nhập a. Tiêu Phàm trong lòng nhẹ giọng nói. Lão Tam, ngươi không sao chứ? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Ta nhập định quên thời gian, Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Đúng rồi, công tử, Thanh Khung phủ chủ cũng đang nguyên địa lại thành lập thành thành, ta nhường Nhạc Nhất Sơn hỗ trợ, cũng đang 3 ngày trước liền làm xong, nguyên bản đệ nhất thành tu sĩ, cũng đã liên liên tục tục vào ở đệ nhất thành. Lãnh Tiếu Nhận nói ra, chết đi đệ nhất thành con dân đây. Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong mắt lóe qua một vòng lệ khí. Đây chính là 600 vạn người a, vậy mà liền chết như vậy, khẩu khí này, Tiêu Phàm hiện tại vẫn như cũ nuốt không xuống, giết Huyền Thiên Kiếm Tông 100 vạn người, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Chân chính hắc thủ sau màn, lại là Lục Gia. Tiêu Phàm mặc dù cùng Lục Gia tạm thời đình chiến, nhưng cũng không đại biểu việc này cứ như vậy xong, Tiêu Phàm còn sẽ báo thù, đồng dạng, Lục Gia cũng sẽ không thật buông tha hắn Tiêu Phàm. Đám người nghe vậy, trong mắt đều lóe qua một vòng lệ khí, bọn họ may mắn trốn ra được, có thể cái kia 600 vạn lại không có vận tốt như vậy. 600 vạn người, toàn bộ chôn ở đệ nhất thành bên ngoài. Cuối cùng hay là Lãnh Thiếu Nhận mở miệng nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, 600 vạn người, không có khả năng toàn bộ đều hậu táng. Lãnh Tiếu Nhận bọn họ cũng đã làm tốt lắm. Công tử, người gọi chúng ta tới là có cái gì sự tình sao? Phong Lang nói sang chuyện khác, những người khác cũng nhao nhao lộ ra nóng rực. Lần này gọi các ngươi tới, là bàn giao một cái tiếp xuống sự tình. Tiêu Phàm ra hiệu đám người tọa hạ. Công tử muốn rời đi. Đám người sắc mặt hơi hơi biến đổi, Tiêu Phàm mỗi lần nói như vậy, khẳng định đều là phải có đại sự phát sinh. Cũng không tính là rời đi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, ánh mắt từng cái từ đám người trên người đảo qua, làm nhìn thấy Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu lúc, hai người cũng không khỏi cúi đầu xuống. Lần trước Tiêu Phàm nhường bọn họ rời đi, Phong Lang cùng Quân Nhược Hoan đều không chút do dự lựa chọn muốn lưu lại, có thể bọn họ hai người lại do dự, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm, hai người không dám nhìn thẳng. Tiêu Phàm lại là không đặt ở trong lòng, tiếp tục nói, đang ngồi đều là ta Tiêu Phàm huynh đệ, ta cũng không cần gạt các ngươi. Tiếp xuống, ta chuẩn bị tiến về Thiên Võ Thần Sơn. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm vừa mới đắc tội Lục Gia, hiện tại liền hướng Thiên Võ Thần Sơn, cái này rõ ràng là dê vào hổ khẩu a. Chỉ có Quân Nhược Hoan trong mắt lóe qua một vòng ánh sáng, nói công tử thế nhưng là muốn đi bách sát chiến trường. Ngươi biết rõ, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, bất quá khi hắn nhớ tới Quân Nhược Hoan thân phận lúc, cũng liền bình thường trở lại.
Quân Nhược Hoan quân gia, đã từng thế nhưng là Thiên Võ Thần Sơn chủ mạch, tự nhiên biết rõ bách sát chiến trường sự tình. Chỉ là đám người lại là nghi hoặc không thôi, bọn họ đều chưa nghe nói qua bách sát chiến trường sự tình. Đã ngươi biết rõ, vậy ngươi đem bách sát chiến trường sự tình, cùng mọi người giải thích một cái đi. Tiêu Phàm bưng một cái chén trà uống một hớp nói, là, công tử, Quân Nhược Hoan gật gật đầu. Không thể không nói, Quân Nhược Hoan thân làm quân gia người, nếu luận mỗi về lượng tin tức, ở đây không ai có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Quân Nhược Hoan bỏ ra một canh giờ, đem bản thân biết rõ sự tình cùng đám người thô sơ giản lược nói một lần, đám người nghe được tinh thần phấn chấn, suy nghĩ sớm đã không ở nơi đây. Những người này, đều không phải an phận người, nơi nào có giết chóc, nơi nào có chiến đấu, bọn họ liền khăng khăng hướng đi đâu. Công tử, người dứt khoát đem chúng ta toàn bộ mang vào được, nếu không bao lâu, ta liền có thể đủ đột phá cổ thần cảnh. Phong Lang cái thứ nhất đứng dậy, ta cũng đi, lần trước Phong Lang đi theo công tử, thế nhưng là đi ở ta phía trước, bất quá ta cam đoan trong vòng 3 tháng, đột phá cổ thần cảnh. Ảnh Phong cũng không cam chịu lạc hậu, còn có ta, sư thúc, gia gia cũng đã có nói, muốn ngươi chiếu cố ta, ngươi tổng không thể trơ mắt nhìn ta tu vi lạc hậu a. Bắc Thần Phong nháy mắt, giả bộ như đáng thương nói. Ta cũng đi, bách sát chiến trường, một mở ra khả năng liền là thời gian mấy chục năm, ta cũng không muốn rơi ở phía sau. Lãnh Tiếu Nhận cũng cười ha ha, khó được không có lúc trước băng lãnh. Ta cũng muốn đi, Huyết Yêu Nhiêu lẩm bẩm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, oán trách nhìn Tiêu Phàm một cái nói. Không đi là đồ đần, khẳng định có ta một cái danh ngạch, các ngươi đều đừng tranh giành, đột phá cổ thần cảnh nói sau đi. Nam Cung Tiêu Tiêu nói, đám người ngươi một lời ta một câu, đều hận không thể lập tức tiến về bách sát chiến trường, căn bản không biết e ngại là vật gì. Thần Thiên Nghiêu thở dài một hơi, hắn phát hiện bản thân thật đã già, không có loại kia phấn đấu chi tâm. Mà Quỷ Thiên Cừu, lại là ánh mắt lấp lóe, há miệng muốn nói, nhưng đến bên miệng mà nói, vẫn là không có nói ra miệng. Đều ở làm cái gì? Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, toàn trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, vội vàng cúi đầu, không dám nói chuyện. Tiêu Phàm nhìn thấy, chỉ có thể bất đắc dĩ hít khẩu khí, nói ta hiện tại cũng không có 10 phần nắm chắc tiến vào bách sát chiến trường, còn phải muốn Thiên Võ Thần Sơn tán thành, coi như công nhận, các ngươi đều không phải Thiên Võ Thần Sơn người, mỗi người cũng nhiều nhất chỉ có thể mang 10 người đi vào. Vậy chúng ta gia nhập Thiên Võ Thần Sơn không được sao? Huyết Yêu Nhiêu vội vàng nói ra, nếu như nói nơi này còn có ai dám cùng Tiêu Phàm kêu la om sòm, vậy cũng chỉ có Huyết Yêu Nhiêu. Đám người nghe vậy, ánh mắt tỏa sáng, bọn họ hiện tại mặc dù chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong tu vi, nhưng là bọn họ đều có đầy đủ tự tin, ở bách sát chiến trường mở ra lúc, có thể đột phá đến cổ thần cảnh. Hồ nháo, Tiêu Phàm tức giận chừng đám người một cái, các ngươi đều đi, Tu La Điện làm sao bây giờ? Đệ nhất thành mặc dù diệt, nhưng Tu La Điện vẫn như cũ còn tồn tại. Đám người trù trừ, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, không biết trả lời như thế nào. Bọn họ đều biết rõ Tiêu Phàm nói đúng, nếu như Tu La Điện người đều tiến nhập, cái kia Tu La Điện như thế nào phát triển? Nhìn thấy đám người không nói, Tiêu Phàm lúc này mới nghiêm mặt nói, lần này cùng ta tiến về bách sát chiến trường người, ta tới quyết định. Là, đám người ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm, 10 phần hy vọng bản thân có thể được Tiêu Phàm điểm chúng. Lão Tam, Quân Nhược Hoan, Ảnh Phong, Long Thần, Tiếu Thiên Tà, các ngươi 5 người theo ta đi. Tiêu Phàm mỗi điểm một cá nhân danh tự, ánh mắt liền rơi vào trên thân người kia. Bị điểm đến danh tự người, một mặt hưng phấn, mà những cái kia không có bị có một chút người, thì là một mặt thất lạc. Lần này không có nghĩa là lần sau không có cơ hội. Không có tiến về bách sát chiến trường, ta hy vọng các ngươi tu vi đều không muốn rơi xuống. Tiêu Phàm nghiêm nghị nói, là, công tử, đám người gật đầu hẳn là, bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm quyết định sự tình, là cho tới bây giờ đều sẽ không cải biến. Công tử, đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, đám người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Quỷ Thiên Cừu trên người. Chuyện gì, Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, Quỷ Thiên Cừu lúc này vậy mà sẽ chủ động mở miệng. Mời công tử mang theo ta. Quỷ Thiên Cừu hít sâu một cái, trong mắt đều là khẩn cầu. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Quỷ Thiên Cừu, con ngươi nhìn chằm chằm Quỷ Thiên Cừu, hồi lâu mới nói tốt. Đa tạ công tử. Quỷ Thiên Cừu một mặt kích động,
hướng về phía Tiêu Phàm khom người bái nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại là nhìn thấy đám người cũng chuẩn bị mở miệng, hắn tuyệt đối cự tuyệt nói, các ngươi đều không muốn suy nghĩ. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại lấy ra mấy viên đã sớm chuẩn bị kỹ càng càn khôn giới, giao cho đám người nói, lần này, ít thì vài chục năm, nhiều thì mấy chục năm, ta hy vọng chờ ta trở về thời điểm, Tu La Điện cho dù đối mặt Thiên Võ Thần Sơn, cũng không cần lại e ngại. Công tử yên tâm, đám người tiếp nhận càn khôn giới, chăm miệng một lời, trong con ngươi chán phóng kiên định quang hoa. Tiêu Phàm bàn giao một phen, Phong Lăng bọn họ không tiến nhập bách sát chiến trường liền rời đi, hắn cố nhiên muốn đem tất cả mọi người đưa vào bách sát chiến trường rèn luyện một phen, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một phen, vẫn là từ bỏ. Thứ nhất là Tu La Điện nhất định phải phát triển, cần đám người đồng tâm hiệp lực, nếu là toàn bộ tiến vào, cái kia tu luyện khẳng định sẽ trì trệ không tiến, thậm chí khả năng năm bè bảy mảng. Thứ hai thì là bách sát chiến trường chính là trăm vực thiên tài giao phong, cuối cùng thậm chí có thể là nhân tộc tam thiên vực thiên tài giao phong. Đám người mặc dù đều coi là thiên tài, nhưng thời gian tu luyện không dài, nội tình cùng thiên vũ vực người đều có chênh lệch, huống chi cùng những cái kia cường đại địa vực thiên tài so sánh đây. Tiến vào bách sát chiến trường, thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm sự tình, vì đám người an nguy, Tiêu Phàm không thể không làm ra dạng này quyết định. Tiêu Phàm, có chuyện gì sao? Huyết Yêu Nhiêu nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, cái kia băng lãnh con người cũng biến nhu tình lên. Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn họ đều rời đi, Tiêu Phàm duy chỉ có đem bản thân lưu lại, Huyết Yêu Nhiêu trong lòng lại là mơ màng lên. Ta dẫn người đi gặp một người. Tiêu Phàm cười cười, liền dẫn đầu hướng về ngoài cửa đi đến, Huyết Yêu Nhiêu không biết vì sao, cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Hai người rời đi U Vân Thiên Thành, rất nhanh xuất hiện ở một mảnh sơn lâm bên trong. Huyết Yêu Nhiêu đi theo Tiêu Phàm sau lưng, sắc mặt đỏ lên, trong lòng suy nghĩ miên man, hắn gọi ta một mình một người tới, không phải là muốn cái kia à. Nghĩ tới cái này, Huyết Yêu Nhiêu khuôn mặt hồng cùng một cái đỏ như trái táo đến, làm Tiêu Phàm quay đầu thời khắc, hắn vội vàng cúi đầu xuống. Đến, lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, Huyết Yêu Nhiêu ngẩng đầu, một mặt nghi hoặc nhìn xem bốn phía. Tiêu Phàm, người dẫn ta đến nơi này là? Huyết Yêu Nhiêu không hiểu hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười, linh hồn chi lực quét qua, một thoáng thời gian, trống trải sơn lâm đột nhiên hơi hơi rung rung, sau đó một đạo hắc ảnh từ mặt đất dâng lên. Lờ mờ có thể nhìn thấy, cái kia trong bóng đen có một đạo huyết sắc quang mang, nhìn thấy một màn này, Huyết Yêu Nhiêu thân thể đột nhiên chấn động một cái, trong đôi mắt đẹp có hơi nước bốc hơi. Tiêu Phàm, ngươi, Huyết Yêu Nhiêu trong lúc nhất thời kích động không nói nên lời, thân thể mềm mại rung động. Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không để ngươi đi theo tiến vào bách sát chiến trường, là muốn cho ngươi chiếu cố tốt sư huynh, hắn không cần bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Hiển nhiên, cái kia hắc ảnh chính là Cửu Âm Thần Long, mà cái kia huyết sắc quang mang bên trong, liền là Huyết Vô Tuyệt. Thật, Huyết Yêu Nhiêu ngọc thủ bưng bít lấy miệng, nước mắt lại cũng không nhịn được chảy đi ra. Ta khi nào lừa qua ngươi? Tiêu Phàm vỗ vỗ Huyết Yêu Nhiêu bả vai, hắn mặc dù không cùng Huyết Yêu Nhiêu làm tình lữ, nhưng trong lòng là đem Huyết Yêu Nhiêu xem như rất thân cận người một trong, tự nhiên sẽ không lừa nàng. Huyết Yêu Nhiêu đi đến phía trước, đánh giá hồi lâu, nàng cũng có thể cảm nhận được Huyết Vô Tuyệt thể nội bàng bạc sinh cơ, có lẽ như Tiêu Phàm nói, không cần bao lâu, hắn liền sẽ tỉnh lại. Tiêu Phàm, cảm ơn ngươi. Huyết Yêu Nhiêu chân thành tha thiết nhìn xem Tiêu Phàm. Giữa chúng ta, còn cần nói cảm ơn sao? Tiêu Phàm trấn an một cái Huyết Yêu Nhiêu cảm xúc, lại nói, qua chút thời gian, ta muốn tiến về Thiên Võ Thần Sơn, sư huynh an nguy liền giao cho ngươi. Ân, Huyết Yêu Nhiêu gật đầu, nín khóc mỉm cười, giống như một đóa nở rộ mân côi, xinh đẹp, chói lọi. Tiêu Phàm lại thông báo vài câu, liền một mình một người trở lại U Vân Phủ. Thời gian chậm rãi xói mòn, lóa mắt liền qua hơn một tháng trong lúc đó, Tiêu Phàm trở về một chuyến mới xây đệ nhất thành, gặp mẫu thân mình Sở Lăng Vi cùng muội muội Tiêu Linh Nhi một mặt. Tiêu Linh Nhi cứng rắn là muốn đi theo Tiêu Phàm tiến về, bất quá bị Tiêu Phàm cự tuyệt, sau đó lần nữa trở lại U Vân Phủ. Những ngày qua, Tiêu Phàm một mực chờ đợi Thiên Võ Thần Sơn tin tức, lại vẫn như cũ không có cái gì hồi âm, hắn cũng dứt khoát tĩnh tâm đắm chìm trong thần văn nghiên cứu bên trong. Lấy được không bụi bí điển, Tiêu Phàm còn chưa chờ chân chính nghiên cứu qua, hơn một tháng, Tiêu Phàm thu hoạch không nhỏ,
mặc dù không có đột phá nói cao giai thần điêu sư cảnh giới, nhưng là, hắn lại có thể nhẹ nhõm điều khiển phổ thông cổ thần cảnh thần điêu. Lần trước ở trong vô trần cung chiếm được không ít thần điêu thú, Tiêu Phàm vẫn không có sử dụng, không phải hắn không nỡ dùng, mà là hắn căn bản là điều khiển không được nếu không mà nói. Gặp gỡ lục vô trần đám người truy sát, Tiêu Phàm cũng sẽ không bị động như thế, chí ít Chọc Thiên Hồng sẽ không chết. Oanh, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm trong sân phồng lên lấy một cỗ cuồng bạo khí tức, nhanh chóng hướng về tứ phía bát phương bao phủ mà đi. Ảnh phong đột phá, tất cả mọi người đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong trở lên tu vi. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng vẻ hài lòng. Hắn khâm điểm 6 người bên trong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan đã là cổ thần cảnh tu vi, mà Ảnh Phong, Long Thần, Tiếu Thiên Tà cùng Quỷ Thiên Cửu cũng đều là thiên thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm tin tưởng, bọn họ không cần bao lâu thời gian, tất nhiên có thể đột phá cổ thần cảnh, đến lúc đó tiến vào bách sát chiến trường, cũng xem như có một tia sức tự vệ. Đương nhiên, cái này hay là xa xa không đủ, từ thi hoàng tử đó biết rõ, trăm vực tu sĩ, có ít người tu vi thế nhưng là cổ thần hậu kỳ, thậm chí cổ thần đỉnh phong. Bọn họ thực lực, ở trước mặt những cái kia thiên tài, cũng không tính cái gì. Cho dù là Tiêu Phàm, gặp gỡ đồng giai thiên tài tu sĩ, cũng không nhất định có tất thắng nắm chắc, lại càng không cần phải nói Ảnh Phong bọn họ. Thật lâu, cỗ kia cuồng bạo khí thế mới chậm rãi biến mất, Ảnh Phong mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong lóe qua một vòng vẻ băng lãnh, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Công tử, Ảnh Phong kéo mọi người chân sau. Ảnh Phong đắng chát cười nói, so với Quân Nhược Hoan cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, hắn thiên phú xác thực có chỗ không bằng, nhưng hắn vẫn vô cùng cố gắng. Không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi nếu cản trở, ta cũng sẽ không gọi ngươi đi. Tiêu Phàm cười cười nói. Lão Tam, Thiên Võ Thần Sơn có ý tứ gì, đợi hơn một tháng, làm sao còn không có bắt đầu. Nam Cung Tiêu Tiêu hơi không kiên nhẫn nói, hắn là một cái ưa thích náo nhiệt người, gần nhất thời gian trôi qua quá thanh nhàn. Tiêu Huynh, vừa dứt lời, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, Thanh Minh chẳng biết lúc nào cũng đã đi tới tiểu viện bên ngoài, Thiên Võ Thần Sơn cũng đã bắt đầu mời chào Thiên Vũ Vực Thiên Tài, chúng ta tùy ý liền chuẩn bị tiến về. Các ngươi là cùng ta lấy chúng ta cùng một chỗ, vẫn là. Vậy liền cùng một chỗ a? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Rốt cục có thể hoạt động gân cốt một chút. Nam Cung Tiêu Tiêu ma quyền sát trưởng nói, trong mắt lóe qua một tia hưng phấn. Phong Lang mấy người cùng ánh mắt lấp lóe, trong mắt lộ ra vẻ kích động, chỉ có Quân Nhược Hoan hít sâu mấy khẩu khí, không biết là kích động, hay là khẩn trương. Trước tham gia bách sát chiến trường lại nói. Tiêu Phàm vỗ vỗ Quân Nhược Hoan bả vai, cho một cái yên tâm ánh mắt. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, đám người không biết Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan đánh bí hiểm gì, lại cũng không có mở miệng. Mấy người lại chờ đợi 3 ngày, U Vân Phủ cũng rốt cục chủ bị hoàn tất, tiến về Thiên Võ Thần Sơn người không nhiều, tăng thêm Tiêu Phàm một nhóm, cũng liền 70-80 người, trong đó 10 cái uy tín lâu năm cổ thần cảnh cường giả, cái khác đều là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi. U Vân Phủ so với cái khác nhị lưu thế lực hay là xa xa không bằng, cho dù là những cái này thiên thần cảnh đỉnh phong, cũng không chắc có tư cách bị Thiên Võ Thần Sơn tán thành. Dù sao, muốn tiến vào bách sát chiến trường, tối thiểu nhất cũng phải đột phá cổ thần cảnh tu vi, thấp hơn cổ thần cảnh, tiến vào cơ bản cùng chịu chết không khác. Cũng may bọn họ còn có đầy đủ thời gian, chỉ cần trước ở bách sát chiến trường mở ra trước đó đột phá cổ thần cảnh, liền có tiến vào bách sát chiến trường tư cách. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đi thôi. Thanh Minh hít sâu một cái, quét thần chu phía trên tu sĩ một cái. Chờ, đột nhiên, lại một đạo thanh âm vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo bạch y thân ảnh, nhanh chóng hướng về thần chu vị trí bay vụt mà tới. Cổ huynh, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem người tới, hơi kinh ngạc nói. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Cổ Nhược Trần. Cổ Nhược Trần một mực lưu ở đệ nhất thành chủ quản vạn bảo các sự tình, đệ nhất thành hủy diệt sau đó, vạn bảo các liền di chuyển đến lạc thần các, không nghĩ đến hắn ở cái này thời điểm then chốt chạy tới. Ta cũng chuẩn bị tiến về Thiên Võ Thần Sơn, bách sát chiến trường dạng này thịnh hội, làm sao có thể bỏ lỡ đây? Cổ Nhược Trần cười cười nói. Cái kia vạn bảo các đây, Tiêu Phàm nhìn Cổ Nhược Trần một cái, hắn phát hiện, bản thân dĩ nhiên nhìn không thấu Cổ Nhược Trần tu vi. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến,
Cổ Nhược Trần hẳn là cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh, thậm chí cổ thần cảnh trung kỳ cấp độ. Vạn Bảo Các ta cũng đã giao tiếp một cái, Thanh Phủ Chủ cũng cho phép Vạn Bảo Các ở U Vân Phủ phát triển. Cổ Nhược Trần nói ra, sau đó lại cho Tiêu Phàm truyền âm nói, Tiêu Huynh yên tâm, Tu La Điện sự tình ta cũng đã đặc biệt thông báo. Có cổ huynh gia nhập, U Vân Phủ thực lực lại tăng nhiều a. Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười nói. Mặc dù hắn chưa từng cùng Cổ Nhược Trần giao thủ qua, nhưng Tiêu Phàm nhưng lại chưa bao giờ chân chính nhìn xuyên thấu qua Cổ Nhược Trần, thiên địa lao ngục tam đại công tử, không có một cái hạng đơn giản. Còn có đi hay không a, tất cả mọi người không có thời gian đây. Đột nhiên, một đạo không hài hòa thanh âm vang lên, lại là một cái hôi bào lão giả sắc mặt trầm xuống nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, tựa như không quen nhìn Tiêu Phàm bọn họ hàn huyên. Những người khác đều cổ quái nhìn xem hôi bào lão giả, tựa như kinh ngạc hắn dám theo Tiêu Phàm như thế nói chuyện một dạng. Lão đồ vật, người tìm chết sao? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Ảnh Phong liền lạnh lùng nhìn cái kia hôi bào lão giả một cái, sát khí phủ hiện. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hôi bào lão giả khuôn mặt lạnh lùng, căn bản không có bất luận cái gì e ngại, cổ thần cảnh hậu kỳ khí thế tản ra, xông thẳng Ảnh Phong mà đi. Hừ, lúc này... Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, băng lãnh sát khí tập trung vào hôi bào lão giả nháy mắt như rớt vào hầm băng, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Ngươi là người nào? Hôi bào lão giả run giọng nói. Đám người nghe vậy, càng là như nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem hôi bào lão giả, đây chính là Tiêu Phàm a, ngươi dám cùng hắn như thế nói chuyện, còn muốn đối người khác động thủ. Kỳ thật cũng không trách hôi bào lão giả. Bởi vì hắn căn bản không nghe qua Tiêu Phàm danh tự, những năm này một mực ở vào bế quan bên trong, ở biết được bách sát chiến trường mở ra sau, hắn liền xuất quan chuẩn bị Thiên Võ Thần Sơn. Có thể nói, hắn đối U Vân Phủ những ngày qua kinh lịch sự tình là hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên cũng không quen biết Tiêu Phàm. Huống chi, ở trong mắt hôi bào lão giả, một cái tuổi trẻ hậu bối, còn không có nhường hắn coi trọng tư cách. Chỉ là cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế lúc. Hôi bào lão giả mới biết được Tiêu Phàm cường đại, hắn đường đường cổ thần cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên tiếp nhận không được đối phương khí thế. Đi thôi, Tiêu Phàm lạnh lùng quét hôi bào lão giả một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, khẽ nhả ra một câu. Thần chu khởi động, Tiêu Phàm liền mang theo đám người mình người tiến nhập khoang thuyền, đám người tự động nhường ra một con đường. Thật lâu, hôi bào lão giả mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh một cái tuổi trẻ tu sĩ nói. Vừa mới người nọ là ai? Lão tổ, hắn liền là Tiêu Phàm. Cái kia tuổi trẻ tu sĩ cái trán sớm đã rịn ra không ít mồ hôi, hiển nhiên hắn là hiểu rõ Tiêu Phàm sự tích. Tiêu Phàm là ai? Hôi bào lão giả càng thêm buồn bực. Bất quá lời này vừa nói ra, hôi bào lão giả liền cảm nhận được từng đạo xem thường ánh mắt, kém chút liền muốn bão nổi. Nhưng mà lúc này, bên cạnh hắn tuổi trẻ tu sĩ liền vội vàng kéo hắn, nói, lão tổ. Người vừa mới xuất quan, không quen biết cũng bình thường, cái kia Tiêu Phàm. Tuổi trẻ tu sĩ giản lược đem Tiêu Phàm thời cơ cùng hôi bào lão giả giảng thuật một lần, hôi bào lão giả không khỏi trợn to hai mắt, toàn thân đều run rẩy lên, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Chém giết thần vương pháp thân, hôi bào lão giả thân thể run rẩy kịch liệt, hắn lúc này mới minh bạch, bản thân đắc tội dạng gì nhân vật. Thần vương pháp thân A, đây chính là nhường hắn đều theo không kịp tồn tại. Lại bị tiểu tử kia giết đi, chỉ là ngẫm lại, hắn thì có chút đứng không vững, kém chút co quắp mềm ở trên mặt đất. Mà hết thảy, Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn thông báo Ảnh Phong bọn họ vài câu, liền tiến vào khoang thuyền bên trong. Cho dù thần chu toàn lực chạy tới Thiên Võ Thần Sơn, cũng phải hơn nửa tháng thời gian, nửa tháng này, vừa vặn có thể tiếp tục lĩnh hội vô trần bí điển, cũng thuận tiện tu luyện mấy loại thiên giai thần thông. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng. Liền ở trong tu la truyền thừa tìm kiếm. Chốc lát sau đó, Tiêu Phàm liền tìm được một loại tên là tù thần chỉ thiên giai thần thông, rất nhanh liền lâm vào trạng thái nhập định. Bạch Ma uể oải ghé vào Tiêu Phàm cách đó không xa, từ khi Tiêu Phàm đột phá cổ thần cảnh sau đó, hắn phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Mặc dù Tiêu Phàm chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ tu vi, nhưng Bạch Ma lại có loại cảm giác, hắn cùng với Tiêu Phàm chính diện giao phong. Tiêu Phàm cũng có thể uy hiếp đến hắn. Hít sâu một cái, Bạch Ma cũng nhắm lại hai mắt, bắt đầu tiếp tục quen thuộc trường sinh thú thân thể.
cũng liền làm Tiêu Phàm bọn họ chạy tới Thiên Võ Thần Sơn thời khắc, U Vân Phủ một tòa tiểu viện bên trong, đứng đấy một cái hắc y nhân, cùng một cái hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả kiêng kỵ nhìn hắc y nhân một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một mai càn khôn giới, nói, đây là 40 vạn trung phẩm thần thạch, lần này, Tiêu Phàm nhất định muốn chết. 40 vạn, hắc y nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Làm sao, chẳng lẽ Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng lật lọng hay sao? Hắc bào lão giả sắc mặt trầm xuống, chỉ là ở trước mặt hắc y nhân, hắn không dám nổi giận. Bích Lạc Hoàng Tuyền tự nhiên sẽ không lật lọng, nhưng người cái này tiền thưởng quá thấp. Hắc y nhân ánh mắt bên trong chỉ có coi thường. Trước đó không phải ngươi nói 40 vạn trung phẩm thần thạch sao? Hắc bào nhân tức giận nói, ta bỏ ra mấy tháng, thật vất vả mới gom góp 40 vạn trung phẩm thần thạch, hiện tại ngươi lại ngại tiền thưởng thấp, không phải lật lọng là cái gì? Nhìn đến, ngươi làm gom góp tiền thưởng, lại là rất ít chú ý cái kia Tiêu Phàm sự tình. Hắc y nhân trong giọng nói đều là vẻ khinh thường, ngươi có biết rõ, Tiêu Phàm hơn một tháng trước, giết chết một vị thần vương pháp thân, ngươi cảm thấy hắn chỉ trị giá 40 vạn trung phẩm thần thạch sao? Tiêu Phàm giết thần vương pháp thân, hắc bào lão giả toàn thân run rẩy dữ dội, bất khả tư nghị nói, làm sao có thể, hắn không có khả năng biến như thế mạnh. Có thể sự thật liền là như thế, quên nói cho, ngươi còn giết Thiên Võ Thần Sơn Lục ra một vị trưởng lão, cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, hiện tại ngươi cảm thấy 40 vạn trung phẩm thần thạch đủ sao? 40 vạn thượng phẩm thần thạch ngược lại còn không sai biệt lắm. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi huyết sắc tế kiếm, từng bước một hướng hắc bào lão giả đi đến. Ngươi không thể giết ta. Hắc bào lão giả trong mắt đều là sợ hãi. Bích Lạc Hoàng Tuyền quy củ, ngươi hẳn là biết rõ, còn có 2 tháng thời gian, ngươi cảm thấy có thể xuất ra 40 vạn cực phẩm thần thạch sao? Hắc y nhân đạm mạc nhìn xem hắc bào lão giả, ta, hắc bào lão giả trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, 40 vạn trung phẩm thần thạch cũng tốn hắn hơn mấy tháng thời gian, lại càng không cần phải nói 40 vạn thượng phẩm thần thạch. Phải biết, một mai thượng phẩm thần thạch thế nhưng là tương đương với 100 mai trung phẩm thần thạch, hiện tại muốn giết Tiêu Phàm, cũng liền tương đương với muốn 4.000 vạn trung phẩm thần thạch, hắn lại thế nào lấy ra? Ta nguyện ý dùng một bí mật, đổi lấy tính mạng của ta. Hắc bào lão giả vội vàng nói, cái kia Tiêu Phàm trên người, nắm giữ một đóa thiên mộ thần hoa, chỉ cần ngươi tha ta, thiên mộ thần hoa về ngươi, a lời còn chưa dứt, muốn huyết kiếm bỗng nhiên từ hắc bào lão giả mi tâm xẹt qua, hắn trợn to hai mắt, không nghĩ đến hắc y nhân thậm chí ngay cả một tia chần chờ đều không có. Ta nhưng không có đáp ứng ngươi, hắc y nhân cười nhạt một tiếng. Không, ta Tiếu Thương Sinh làm sao có thể chết ở nơi này. Hắc bào lão giả gầm thét một tiếng, hai mắt nháy mắt ngốc trệ tại đó, rốt cuộc không có bất luận cái gì âm thanh. Thiên mộ thần hoa, có ý tứ. Hắc y nhân trầm ngâm một tiếng, hờ hững nhìn xem dưới chân thi thể nói, liền là không vì thiên mộ thần hoa, ta cũng sẽ giết Tiêu Phàm, đoạt lại ta đồ vật. Tiêu Phàm tự nhiên không biết, Tiếu Thương Sinh vẫn luôn không chết, hơn nữa còn âm thầm mời Hoàng Tuyền sứ giả ám sát hắn. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Tiếu Thương Sinh sẽ bởi vì không bỏ ra nổi đầy đủ tiền thưởng mà bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người giết chết, Tiếu Thương Sinh chết không thể không nói là một loại châm chọc. Mà lúc này, Tiêu Phàm cũng đang chạy tới Thiên Võ Thần Sơn trên đường, lóa mắt liền đi qua hơn nửa tháng thời gian, trên đường đi ngược lại cũng 10 phần bình tĩnh, cái gì đều không phát sinh. Đột nhiên, ầm vang một tiếng, thần chu chấn động một cái, một đám tu sĩ đều từ trong nhập định tỉnh lại, nhao nhao đi ra khoang thuyền. Không biết vì sao nhìn về phía bốn phía. Thật là nồng nặc thần linh chi khí, so với chúng ta U Vân Phủ không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Chẳng lẽ là đến Thiên Võ Thần Sơn, như thế bàng bạc thần linh chi khí, ta cảm giác không cần bao lâu, ta cũng có thể đột phá cổ thần cảnh. Đây chính là đại thế lực tu sĩ đột phá dễ dàng nguyên nhân một trong A, cho dù là thiên phú thường thường, tu vi cũng sẽ không yếu hơn chúng ta, bởi vì điều kiện tu luyện đều không giống. Đám người cảm thụ được bốn phía thiên địa biến hóa, toàn bộ đều hít sâu mấy khẩu khí, như thế nồng đậm thần linh chi khí, không ít người còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc này, Tiêu Phàm bọn họ cũng đi ra khoang thuyền, xuất hiện ở boong thuyền phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa sơn mạch kéo dài, nguy nga đại khí, thẳng tắp sơn phong giống như một chuôi chuôi thần kiếm cắm vào vân tiêu, khí thế khiếp người.
trong đó có 5 tòa sơn phong càng là cực kỳ dễ thấy, hùng hồn bao la hùng vĩ, chung quanh mê vụ lượn lờ, hơi nước bốc hơi, lờ mờ có từng đầu ngân hà từ cửu tiêu chút xuống, khí thế kinh người. Đám người biết rõ, nơi đó hẳn là liền là thiên võ thần sơn trung tâm nhất, ngũ thần phong. Sao không đi, Ảnh Phong nghi hoặc nhìn xem bốn phía nói. Phía trước đã là thiên võ thần sơn phạm vi, từ bên ngoài đến thế lực thần chu cấm chỉ phi hành, muốn tiến vào thiên võ thần sơn, nhất định phải lấy được thiên võ thần sơn cho phép. Quân Nhược Hoan híp híp hai mắt, ánh mắt phức tạp vô cùng. Trưởng lão cũng đã đi đưa bái thiếp, hẳn là không cần bao lâu liền có thể đi vào. Thanh Minh chẳng biết lúc nào đi tới Tiêu Phàm bên cạnh nói, ở bên cạnh hắn, còn đi theo Thanh Dạ Vũ. Thanh Dạ Vũ ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, nàng không nghĩ tới, lúc trước cái kia thiên thần cảnh hậu kỳ thanh niên, ở ngắn ngủi một năm không đến thời gian bên trong, dĩ nhiên đạt đến dạng này độ cao. Tiêu Phàm hơi hơi gật đầu ra hiệu, xem như đánh một cái bắt chuyện. Oanh, vừa dứt lời, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại, lại là nhìn thấy hai đạo thân ảnh ở hư không va chạm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trong hư không, lơ lửng mấy chiếc thần chu, trong đó 5 chiếc thần chu song song mà đứng, mà đối diện lại chỉ có một chiếc thần chu, phía trên tu sĩ hai bên xa xa tương đối. Cái kia không phải Thiên Đô Phủ, Long Đằng Phủ thần chu a, còn có ai dám ngăn cản bọn họ đường đi? Có người kinh hô mà ra. Cũng khó trách bọn họ kinh ngạc, phóng tầm mắt Thiên Vũ vực, Thiên Đô Phủ cùng Long Đằng Phủ thế nhưng là số một số hai thế lực, Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ cũng là số một số hai thiên tài. Lấy bọn họ thực lực, cho dù Thiên Võ Thần Sơn người cũng chưa hẳn có thể ngăn cản bọn họ, có thể hiện tại, một chiếc thần chu lại ngăn cản bọn họ đường đi, cái này khiến đám người như thế nào không sợ hãi. Tiêu Phàm đám người lại là ngẩng đầu nhìn về phía không trung chiến đấu, bọn họ nhận ra trong đó một người. Chính là Vũ Văn Hầu. Vũ Văn Hầu thực lực không tính là cao cấp nhất, nhưng là không cho phép khinh thường, nhưng mà giờ phút này, lại bị đối phương một người ép chỉ còn lại sức hoàn thủ. Dĩ nhiên đè lên Vũ Văn Hầu đánh, người nọ là ai? Thanh Minh hơi hơi kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Thiên Võ Thần Sơn người? Không phải Thiên Võ Thần Sơn người. Quân Nhược Hoan híp híp hai mắt, Thiên U Vực, Hoàng Phủ gia tộc, cùng Vũ Văn Hầu chiến đấu người. Gọi Hoàng Phủ Văn Phong. Thiên U Vực người, đám người sắc mặt biến hóa, không ít người hiển nhiên đều nghe biết rõ Thiên U Vực. Thiên U Vực người, chạy đến nơi này làm cái gì? Ảnh Phong cau mày nói, bách sát chiến trường mở ra sắp đến, các vực người đều sẽ lẫn nhau đi lại, biểu hiện trên mặt là tỉ thí với nhau, trên thực tế là thăm dò các phương thực lực. Quân Nhược Hoan thần sắc lạnh lùng, lại bổ sung Thiên U Vực, ở chu vi thập đại trong khu vực. Xem như trước ba thế lực, cái kia Hoàng Phủ gia tộc, chính là Thiên U Vực đệ nhất gia tộc. Đây không phải rõ ràng đến khi dễ Thiên Vũ Vực tu sĩ sao? Ảnh Phong hơi hơi tức giận nói. Quân Nhược Hoan không nói, hiển nhiên là chấp nhận Ảnh Phong ý tứ, Thiên U Vực vốn là so Thiên Vũ Vực mạnh hơn, đệ nhất gia tộc thiên tài đến Thiên Vũ Vực luận bàn, chỉ là nói dễ nghe mà thôi. Tiêu Phàm một mực trầm mặc không nói. Hắn ánh mắt lại là rơi vào Thiên U Vực chiếc kia thần chu phía trên, không, nói cho đúng, là rơi vào một cái nữ tử trên người. Hoàng Phủ Tinh Vũ, Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, nhận ra cái kia nữ tử thân phận. Nữ tử chính là chiến hồn đại lục Hoàng Phủ gia tộc thiên tài Hoàng Phủ Tinh Vũ, lúc trước Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi chiến hồn đại lục lúc, đã từng đi qua mấy đại cổ tộc. Chẳng qua là làm hắn tiến đến thời điểm, Hoàng Phủ gia tộc, Mộ Dung gia tộc, Diệp gia. Lăng gia cổ tộc toàn bộ đều mạc danh kỳ diệu biến mất. Tiêu Phàm không nghĩ đến, vậy mà còn có thể ở trong này gặp được Hoàng Phủ Tinh Vũ, hơn nữa bọn họ vậy mà còn cùng thái cổ thần giới Hoàng Phủ gia tộc có liên hệ, nghĩ đến những cái này cổ tộc cũng không phải là như thế đơn giản. Tất nhiên hiện tại có thể đụng tới Hoàng Phủ gia tộc, phải chăng tương lai còn có thể gặp gỡ Chiến gia, Diệp gia, Mộ Dung gia tộc cùng Lăng gia đây. Tiêu Phàm nhìn về phía Hoàng Phủ Tinh Vũ thời khắc. Hoàng Phủ Tinh Vũ cũng thấy được Tiêu Phàm, khẽ vuốt cằm, xem như lên tiếng chào. Có thể để Tiêu Phàm kỳ lạ là, hắn dĩ nhiên nhìn có chút không thấu Hoàng Phủ Tinh Vũ tu vi, chẳng lẽ nàng cũng đột phá đến cổ thần cảnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng đem Tiêu Phàm suy nghĩ kéo trở về, chỉ thấy Vũ Văn Hầu bị đối diện Hoàng Phủ Văn Phong một cước đá trúng ngực, cả người hóa thành một vệt sáng hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Hỗn trướng,
Vũ Văn Hầu ngửa mặt lên trời gầm thét, chuẩn bị lần nữa động thủ, thân làm thiên vũ vực thiên tài, bị người một cước đạp bay, khẩu khí này, hắn tự nhiên không thể như thế nuốt vào. Trở về, không đợi Vũ Văn Hầu lần nữa động thủ, Vũ Văn Tiên quát nhẹ một tiếng, thần sắc băng lãnh nhìn xem không trung chiến bảo màu trắng thanh niên. Vừa mới một trận chiến, bọn họ đều thấy rõ ràng, Vũ Văn Hầu không thể nào là cái kia chiến bảo màu trắng thanh niên đối thủ, lại đến đi cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Chiến bảo màu trắng thanh niên đứng chắp tay, lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới Vũ Văn Hầu, tựa như lại nhìn một con kiến hôi một dạng. Mấy tức sau đó, hắn ánh mắt lần nữa chuyển hướng đối diện năm chiếc thần chu, nhe răng cười một tiếng, khinh miệt nói, thiên vũ vực, không gì hơn cái này, còn có ai dám đi lên. Ngông cuồng, bá đạo lời nói quanh quẩn hư không, nhưng mà, cực đại thiên vũ vực, giờ phút này lại là không một người dám tiến lên, không ít người thậm chí cúi đầu xuống, tựa như sợ bị đối phương phát hiện một dạng. Hoàng Phủ Văn Phong khinh thường ánh mắt đảo qua toàn trường, nhìn thấy không người tiến lên, tức khắc, cười lạnh nói, đều là một nhóm thứ hèn nhát, thiên vũ vực không người nào sao. Dứt lời, Hoàng Phủ Văn Phong hất lên áo bào, liền hướng lấy thiên u vực thần chu bay đi. Thiên vũ vực tu sĩ nắm đấm nắm chặt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Văn Phong, có thể bọn họ lại không thể làm gì, liền Vũ Văn Hầu đều tùy tiện bị đánh bại, bọn họ lại làm sao có thể là đối thủ. Ta tới chiến ngươi, lúc này, một đạo thân ảnh trùng thiên mà lên, lại là một cái áo bào trắng tu sĩ, một đầu tóc bạc trong gió bay lên, cầm trong tay một cây trường thương, ngoại trừ Long Phi Vũ còn có thể có người nào. Rốt cục có giống người dạng, Hoàng Phủ Văn Phong đạm mạc nhìn xem Long Phi Vũ, nhếch miệng cười nói, lăn tới nhận lấy cái chết. Lăn tới nhận lấy cái chết, Hoàng Phủ Văn Phong bá đạo lời nói quanh quẩn ở hư không, trong mắt chỉ có hờ hững. Cuồng bá khí thế từ trên người hắn nở rộ mà ra, ép tới ở đây tu sĩ đều không thở nổi. Cổ thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra Hoàng Phủ Văn Phong tu vi, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Long Phi Vũ mặc dù cũng đột phá đến cổ thần cảnh, nhưng chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ, đối mặt cái khác phổ thông cường giả, hắn cố nhiên có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng là, hai người đều là thiên tài, vậy cũng chưa chắc là đối thủ. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, Long Phi Vũ chiếm được tiên tổ truyền thừa, hắn thực lực hẳn là sẽ không yếu, coi như không bằng cái kia Hoàng Phủ Văn Phong, nhưng là tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá lớn. Chính bởi vì như thế, Tiêu Phàm cũng càng thêm hiếu kỳ, cái kia Hoàng Phủ Văn Phong nơi nào đến tự tin, dám một người khiêu chiến toàn bộ thiên vũ vực. Hừ, Long Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, trường thương vẩy một cái, giống như ngân xà đồng dạng bắn ra, cả người phát ra vô cùng khí thế. Lách mình liền xuất hiện ở Hoàng Phủ Văn Phong trước người. Hoàng Phủ Văn Phong cười lạnh một tiếng, tay không một chỉ điểm ra, ngàn vạn kiếm khí ở hư không nở rộ, lực lượng kinh người. Bang bang, từng đạo kiếm khí cùng ngân thương đụng vào nhau, phát ra từng đợt kim thạch giao kích thanh âm, hư không đốm lửa bắn tứ tung, uy thế kinh người. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh ở hư không xuyên toa, người bình thường chỉ có thể lờ mờ bắt được hai đạo thân ảnh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thật mạnh, Long Phi Vũ đột phá cổ thần cảnh, đoán chừng cũng đã có thể cùng bình thường cổ thần cảnh hậu kỳ đánh một trận. Đoàn người một trận kinh hãi, mười phần kinh ngạc Long Phi Vũ thực lực. Cái kia Hoàng Phủ Văn Phong cũng không yếu, muốn thắng hắn, cũng không nhẹ lòng. Lại có người mở miệng. Bọn họ hy vọng một trận chiến này Long Phi Vũ có thể thắng lợi, cho thiên vũ vực làm vẻ vang, có thể Hoàng Phủ Văn Phong vô luận cảnh giới cùng lực lượng, đều không kém gì Long Phi Vũ bao nhiêu. Muốn thắng, quá khó khăn. Tiêu Phàm cau mày nhìn xem không trung chiến đấu, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm chiến ý. Từ khi thiên thần bảng tranh đoạt tái sau đó, Tiêu Phàm đã đem mục tiêu khóa chặt ở thiên võ thần sơn thiên tài phía trên, chỉ có đi qua ma luyện, mới có thể để cho hắn mau chóng trưởng thành. Nếu như nhìn thấy Hoàng Phủ Văn Phong cùng Long Phi Vũ chiến đấu, hắn cũng có một tia xúc động. Bất quá hắn cái kia chiến ý rất nhanh liền biến mất, thần sắc khôi phục bình tĩnh, trong lòng trầm ngâm nói, Hoàng Phủ Văn Phong mặc dù không yếu, nhưng giết hắn cũng không khó. Long Phi Vũ đoán chừng nguy hiểm, cũng liền ở lúc này, một bên Quân Nhược Hoan đột nhiên khẽ nói một tiếng nói. Chẳng lẽ Long Phi Vũ cũng không phải đối thủ của hắn? Thanh Minh nghe được Quân Nhược Hoan mà nói, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn sẽ không hoài nghi Tiêu Phàm người bên cạnh mà nói. Có thể nói ra lời này,
khẳng định có hắn tự tin. Bất quá cũng có không ít người lộ ra vẻ hoài nghi, Long Phi Vũ có thể so sánh Vũ Văn Hầu mạnh hơn nhiều, lại làm sao có thể nguy hiểm đây? Cho dù không phải Hoàng Phủ Văn Phong đối thủ, Long Phi Vũ nếu muốn lui, Hoàng Phủ Văn Phong cũng hẳn là không làm gì được giả hắn a. Quân Nhược Hoan lại là lắc lắc đầu, ngưng tiếng nói, các ngươi cũng đừng quên, Thiên U vực am hiểu nhất là cái gì. Thanh Minh đám người nghe vậy, sắc mặt nháy mắt ngưng tụ, trước đó cái kia đắc tội Tiêu Phàm Hôi Bào lão giả càng là thốt ra, nói, độc. Thiên U vực am hiểu nhất là độc, độc, những người khác thần sắc khẽ biến, rốt cục hiểu Quân Nhược Hoan ý tứ. Thiên U vực am hiểu nhất độc, cái kia thân làm Thiên U vực đệ nhất gia tộc Hoàng Phủ gia tộc người. Hoàng Phủ Văn Phong lại làm sao có thể không hiểu độc đây? Bây giờ hai người chiến tương xứng, nếu như Hoàng Phủ Văn Phong dùng độc, Long Phi Vũ khẳng định sẽ gặp nạn. Ở trong chiến đấu dùng độc, đây không phải tu sĩ gây nên a? Nam Cung Tiêu Tiêu cũng cau mày, có chút khó chịu nói. Những người khác trong mắt cũng đều là ghét bỏ, bình thường giao phong, người bình thường đều rất chán ghét oai môn tà đạo, dùng độc càng là vì đại bộ phận tu sĩ khinh thường. Quân Nhược Hoan không nói, ngược lại là bên cạnh Thanh Minh nói ra, nếu như là những người khác dùng độc, có lẽ sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng Thiên U vực tu sĩ ngược lại sẽ coi đây là quang vinh, bởi vì bọn hắn có một loại nghề nghiệp gọi là độc sư. Nói đến đây, Thanh Minh trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở. Độc sư, Tiêu Phàm đám người hơi sững sờ, bọn họ còn là lần thứ nhất nghe được dạng này nghề nghiệp, bọn họ chỉ nghe nói qua thần dược sư, luyện khí sư. Trận pháp sư cùng thần điêu sư, dù là thần điêu sư đều 10 phần hiếm thấy, lại càng không cần phải nói độc sư. Độc sư là thần dược sư một loại chi nhánh, bọn họ chuyên môn nghiên cứu độc dược, Hoàng Phủ gia tộc chính là luyện dược thế gia, trong đó càng là có không ít độc sư. Quân Nhược Hoan bổ sung một câu, Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong bọn họ không khỏi liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra cổ quái. Công tử, chiến hồn đại lục Hoàng Phủ gia tộc. Có vẻ như cũng là luyện dược cổ tộc a. Ảnh Phong cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng không phải xoắn suýt chuyện này, mà là kinh ngạc Hoàng Phủ gia tộc xuất hiện ở chiến hồn đại lục sự tình, hắn luôn cảm giác, đây không phải ngẫu nhiên. Hoàng Phủ gia tộc như thế, vậy cái khác gia tộc có phải hay không cũng là như vậy chứ? Hay là nói, chiến hồn đại lục không chỉ biểu hiện mặt mũi cái này đơn giản, còn ẩn giấu đi cái gì đại bí mật? Cút ngay! Tiêu Phàm suy nghĩ bị một tiếng gầm thét cắt ngang, lại là nhìn thấy nơi xa Hoàng Phủ Văn Phong trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm, một kiếm nổi giận chém mà ra. Long Phi Vũ cầm trường thương ngăn cản, lại bị Hoàng Phủ Văn Phong một kiếm đánh bay, cực tốc hướng về mặt đất rơi xuống, trên người máu tươi bắn ra. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn rõ ràng bắt được, Long Phi Vũ ngăn cản thời khắc, thân thể đột nhiên khẽ run lên. Tựa như không còn chút sức lực nào một dạng. Long Phi Vũ bại, đoàn người một mảnh xôn xao, phải biết, Long Phi Vũ chính là thập đại thiên tài đệ nhị A, dĩ nhiên bại bởi Hoàng Phủ Văn Phong, cái này khiến bọn họ khó có thể tiếp nhận. Chỉ có Tiêu Phàm lại là nhíu mày, hắn đối Long Phi Vũ thực lực vẫn có hiểu biết, lực lượng chính là hắn cường hạng, không nên dễ dàng như thế bị đánh bay mới đúng. Độc, Tiêu Phàm trong đầu nháy mắt lóe qua một chữ. Duy nhất giải thích chính là, Long Phi Vũ vô cùng có khả năng cũng đã trúng độc, chỉ là liền chính hắn đều không biết. Thanh Minh bọn họ đều hiểu rõ như vậy Hoàng Phủ gia tộc, nghĩ đến Long Phi Vũ cũng phải có đề phòng mới đúng, nhưng mà vẫn như cũ trúng chiêu, liền Tiêu Phàm đều không thể không bội phục Hoàng Phủ Văn Phong hạ độc thủ đoạn cường đại. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có bất luận cái gì phát hiện, căn bản không biết Hoàng Phủ Văn Phong là như thế nào trúng chiêu. Độc sư, thật đúng là một cái quỷ dị nghề nghiệp. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn rốt cục biết rõ, tại sao độc sư hạ độc không cảm thấy hổ thẹn, phản lấy làm vinh hạnh. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, cái này vốn là độc sư một loại chiến đấu thủ đoạn, lại có cái gì đáng xấu hổ đây? Nơi xa, Long Phi Vũ bay ngược mấy trăm trượng cự ly mới đứng vững thân hình, hắn sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Văn Phong, hắn thân thể đều đang run rẩy. Nhìn đến, Thiên Vũ vực là thật không người. Hoàng Phủ Văn Phong trào phúng lời nói vang lên lần nữa, hắn đứng lơ lửng trên không, coi thường tất cả. Thiên Vũ vực tu sĩ phẫn nộ vô cùng, nắm đấm nắm chặt, bọn họ trong lòng cực kỳ biệt khuất, nếu như bị ngăn ở Thiên U vực bại cũng liền bại,
có thể bọn họ lại bị người ngăn ở Thiên Võ Thần Sơn nhập khẩu, không thể không nói là một loại châm chọc. Tiêu Phàm quét Hoàng Phủ Văn Phong một cái, cũng không có xuất thủ dục vọng, lúc này, nơi xa một đạo thân ảnh bay tới, lại là U Vân Phủ dẫn đội trưởng lão trở về. Ta U Vân Phủ cũng đã lấy được Thiên Võ Thần Sơn cho phép, mọi người dưới thần chu, cùng ta đi vào. Cái kia trưởng lão nhìn xem đám người nói, căn bản không có quan tâm nơi xa chiến đấu. Mọi người đi thôi, Thanh Minh nhẹ gật đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm không nghĩ tham dự việc này ý tứ, hắn cũng bất đắc dĩ, Long Phi Vũ đều không địch lại, hắn khẳng định cũng không phải đối thủ. Đám người mặc dù lòng đầy căm phẫn, nhưng là không thể làm gì, đi theo Thanh Minh hướng về Thiên Võ Thần Sơn đi đến. Các ngươi đám này phế vật, ngay cả ta đều không phải đối thủ, ta xem vẫn là không muốn đi vào bách sát chiến trường, dù sao đi vào cũng chết. Cũng liền ở lúc này, Hoàng Phủ Văn Phong đột nhiên ngữ khí lạnh như băng nói, con người hữu ý vô ý quét Tiêu Phàm bọn họ vị trí một cái. Thoại âm rơi xuống, Thiên U vực thần chu bên trên tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, đứng thành một loạt, chặn lại tất cả mọi người đường đi. Một màn này, nhường Thiên Vũ vực tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, toàn bộ đều phẫn nộ nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong cùng Thiên U vực tu sĩ, càng là có không ít tu sĩ giống giận. Các ngươi Thiên U vực tính thứ gì, cũng dám ở ta Thiên Vũ vực ngang ngược càn rỡ. Nơi này thế nhưng là ta Thiên Vũ vực địa bàn, lấy khách lấn chủ, thật sự cho rằng ta Thiên Vũ vực không ai, không dám giết các ngươi hay sao? Đoàn người sôi trào lên, tức giận đến cực điểm, bất quá lại không có người dám tiến lên, Hoàng Phủ Văn Phong cường đại vẫn như cũ quanh quẩn ở tất cả mọi người não hải. Đương nhiên, bọn họ rất sợ hãi cũng không phải Hoàng Phủ Văn Phong thực lực, mà là cái kia độc sư thân phận, nếu là không cẩn thận trúng chiêu, có thể liền là phải bồi thường bên trên tính mệnh. Ta đây là bảo hộ các ngươi, sợ các ngươi đi bách sát chiến trường chịu chết, các ngươi hẳn là cảm kích ta mới đối. Hoàng Phủ Văn Phong nhếch miệng cười một tiếng, loại này trưởng khống toàn cục cảm giác, nhưng hắn trong lòng mười phần thống khoái. Đám người không biết nói gì, Hoàng Phủ Văn Phong mặc dù ngăn cản bọn họ đường đi, nhưng không có chân chính hạ tử thủ, bọn họ cũng không dám tự tiện động thủ. Không ít người ngược lại là muốn qua đường vòng tiến vào Thiên Võ Thần Sơn, nhưng cuối cùng hay là bỏ đi ý nghĩ này. Mở cái gì nói đùa, nếu là ở chính mình Thiên Vũ vực đều bị người buộc đường vòng. Về sau ở cái khác địa vực tu sĩ trước mặt, còn như thế nào ngẩng đầu làm người. Nếu quả thật là dạng này, vậy bọn hắn cũng không tất yếu tiến về bách sát chiến trường. Liền chính diện đối mặt địch nhân dũng khí đều không có, coi như tiến vào bách sát chiến trường tranh đoạt cơ duyên, cũng không có khả năng thật đột phá thần vương cảnh. Bất quá lại nói trở về, Thiên Vũ vực nhiều người như vậy tiến về bách sát chiến trường, có thể lấy được cơ duyên đột phá thần vương cảnh, cũng cơ hội xa vời. Vô số tuế nguyệt đến nay, Thiên Vũ vực có thể nhờ vào đó đột phá thần vương cảnh, cũng liền không cao hơn 10 người mà thôi. Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên hai người mặt âm trầm, trong lúc nhất thời cũng không có xuất thủ, thật sự là Hoàng Phủ Văn Phong thủ đoạn quá quỷ dị, Long Phi Vũ vừa mới cũng đã tự mình lãnh hội qua. Vũ Văn Tiên thực lực không yếu, nhưng so Long Phi Vũ cũng mạnh có hạn, đối mặt độc sư, hắn cũng có không nhỏ áp lực. Đang lúc đám người không biết làm sao thời khắc, một đạo thân ảnh lại là chậm rãi đi ra, nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Tiêu Phàm, có người nhận ra đạo kia thân ảnh, trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm cũng dám tiến lên, chẳng lẽ hắn không biết Hoàng Phủ Văn Phong là độc sư sao? Tiêu Huynh, Thanh Minh nhìn thấy Tiêu Phàm đi đến phía trước, sắc mặt biến đổi, hắn cũng không muốn Tiêu Phàm bị Hoàng Phủ Văn Phong âm hiểm thủ đoạn làm hại. An tâm chớ vội, tin tưởng Lão Tam. Nam Cung Tiêu Tiêu lại là nhếch miệng cười một tiếng. Kẻ khác không biết, nhưng hắn có thể rõ ràng, Tiêu Phàm thế nhưng là thiên phú kinh người thần dược sư, bây giờ mặc dù rất ít nhìn thấy Tiêu Phàm ở luyện dược cùng cứu người phương diện biểu hiện. Nhưng là, Tiêu Phàm thiên phú bày tại đó, một cái độc sư có thể chưa hẳn thả ở trong mắt của hắn. À, còn có không sợ chết, Hoàng Phủ Văn Phong ánh mắt lấp lóe, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn một người ép Thiên Vũ vực mấy trăm người không thở nổi, trong lòng chính đang trộm thoải mái, có thể không nghĩ đến, dĩ nhiên còn có người dám đi ra gây hấn hắn. Thoại âm rơi xuống, băng lãnh khí thế từ trên người hắn tản ra, phô thiên cái địa bao phủ mà ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là bất phi sở động, ngược lại mở ra trong tay,
Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ Tiêu Phàm làm người, nơi nào không biết Tiêu Phàm muốn làm cái gì. Chẳng lẽ gia hỏa này, thực có can đảm đối Thiên U vực tu sĩ động thủ? Tiểu tử này, còn muốn cùng chúng ta động thủ, tiểu gia một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi, ngươi có tin không? Cự ly Tiêu Phàm không xa một cái áo đen tu sĩ càn rỡ cười ha hả, tiếng cười đều là vẻ khinh thường. Nhưng mà, sau một khắc, áo đen tu sĩ tiếu dung két két mà dừng, con người kịch liệt thu rụt một cái, hai tay nhanh chóng bưng bít lấy bản thân cổ. Đoàn người cũng toàn bộ đều trợn to hai mắt, còn tưởng rằng mắt mình hoa, không tin bản thân chứng kiến. Vừa mới một sát na kia, trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang lóe qua, tốc độ cực nhanh vô cùng, trực tiếp xuyên thấu cái kia áo đen tu sĩ cái cổ. Phốc, một tiếng vang giòn, áo đen tu sĩ tay vừa mới chạm đến đầu thời khắc, đầu đột nhiên rời đi cổ, một cột máu từ hắn trong cổ phun ra. Một thoáng thời gian, toàn trường câm như hến, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dĩ nhiên giết hắn. Có tu sĩ run rẩy mở miệng, bọn họ đều bị Tiêu Phàm một kiếm này gây kinh hãi. Bọn họ nguyên bản coi là Tiêu Phàm nhiều nhất cũng liền đánh bại Thiên U vực người mà thôi, có thể không nghĩ đến, hắn trực tiếp giận lên giết người. Trái lại Tiêu Phàm, lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa như vừa mới hắn giết chết không phải người, mà là một cây cỏ rác, sắc mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không phải bị ức hiếp chủ, càng không có khả năng bị người nhục nhã mà thờ ơ, đừng nói những cái này chỉ là cổ thần cảnh, liền là đối mặt Lục Kinh Thiên pháp thân, hắn cũng chưa từng e ngại. Thiên U vực người đến Thiên Vũ vực không kiêng nể gì cả, hắn Tiêu Phàm giết bọn hắn, lại có làm sao không có thể. Thiên U vực tu sĩ cũng bị Tiêu Phàm một kiếm này gây kinh hãi, bọn họ ngăn lại Thiên Vũ vực tu sĩ, cũng không dám thật giết người, nhiều nhất cũng liền nhục nhã trào phúng một cái mà thôi, dạng này Thiên Vũ vực những cái kia thế hệ trước tu sĩ cũng liền cầm bọn họ không thể làm gì. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm một lời không hợp liền giết Thiên U vực một người, phần này sát tính, cũng không phải bình thường đáng sợ. Ta không tin, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu nói. Tựa như trở về thanh âm vừa mới cái kia áo đen tu sĩ lời nói, lập tức coi thường lấy trước mắt thi thể rơi xuống hư không, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Toàn trường tu sĩ chỉ cảm giác trong lòng phát lạnh, như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong đều là kiêng dè. Hắn vẫn là trước sau như một cường thế, tới chỗ nào đều là viên kia lộng lẫy nhất tinh thần. Thần chu phía trên, Hoàng Phủ Tinh Vũ hít sâu một cái nhìn xem Tiêu Phàm. Trong lòng ngâm khẽ một tiếng. Nàng là từ chiến hồn đại lục liền kiến thức qua Tiêu Phàm cường thế, có thể không nghĩ đến, Tiêu Phàm đến thái cổ thần giới, cũng vẫn như cũ như thế bá đạo. Tự tìm cái chết đồ vật, người dám giết ta Thiên U vực người. Hoàng Phủ Văn Phong gầm thét một tiếng, một kiếm giận chém Tiêu Phàm mà tới. Tiêu Phàm không tránh không lùi, đưa tay một kiếm đập xuống, một đạo màu xám kiếm quang phát ra hủy diệt khí tức, chôn vùi tất cả, bá đạo thời khắc. Hoàng Phủ Văn Phong sắc mặt biến hóa, cực tốc nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn như cũ bị màu xám kiếm quang chém trúng cánh tay, máu tươi bắn tung tóe, một cỗ đáng sợ lực lượng không ngừng từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ. Hoàng Phủ Văn Phong kinh hãi không thôi, hắn mặc dù là độc sư, nhưng chiến lực cũng bình thường vô cùng, đồng giai bên trong hiếm có đối thủ, có thể không nghĩ đến bị trước mắt Tiêu Phàm gây thương tích. Hắn phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, hai mắt biến đỏ bừng vô cùng. Nhe răng trợn mắt lạnh giọng nói, tiểu tử, người dám làm tổn thương ta. Tiêu Phàm lại là không thèm để ý chút nào, nghiền ngẫm nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong, bắt trước hắn trước đó giọng nói, ta đây là cứu giúp các ngươi nếu là tiến về bách sát chiến trường, đoán chừng sẽ chết không toàn thây, nhưng ta có thể cho các ngươi một bộ hoàn hảo thi thể. Đám người nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Phàm thật đúng là không phải bình thường phách lối, giết Thiên U vực người. Dĩ nhiên hoàn mỹ kỳ danh viết cứu giúp bọn họ, đây là đem Thiên U vực tu sĩ vào chỗ chết đắc tội sao? Bất quá nghĩ đến Hoàng Phủ Văn Phong trước đó lời nói, đám người lại cảm thấy phi thường hả giận. Tiêu Phàm giết người mặc dù đắc tội Thiên U vực, giết Thiên U vực người, nhưng lại cho Thiên Vũ vực dương uy danh. Ngươi rất tốt, ở ta Hoàng Phủ Văn Phong trước mặt phách lối, ta sẽ dạy ngươi làm sao làm người. Hoàng Phủ Văn Phong hừ lạnh một tiếng. Nhanh chóng luyện hóa trên cánh tay hủy diệt lực lượng, lần nữa hướng về Tiêu Phàm đi tới.
Tiêu Phàm thần sắc không động, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi ý tứ, cầm kiếm lạnh lùng nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong, chú ý đến đối phương nhất cử nhất động. Đột nhiên, hắn thể nội thí thần khẽ run lên, Tiêu Phàm một trận kinh hãi, nhưng hắn kinh ngạc là, thí thần dĩ nhiên từ hắn thể nội rút lấy từng tia hắc sắc phụ khí. Khí độc, Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, từ đầu đến cuối, hắn đều không biết Hoàng Phủ Văn Phong là như thế nào hạ độc, liền hắn đều không cẩn thận liền trúng chiêu. Độc này có lẽ sẽ không chí mạng, nhưng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng hắn chiến lực. Không thể không nói, Hoàng Phủ Văn Phong hạ độc thủ đoạn rất mạnh, đừng nói đồng giai tu sĩ, liền là tu vi cao hơn hắn, có lẽ cũng sẽ không cẩn thận trúng chiêu. Còn tốt thí thần có thể kịp thời phát hiện khí độc tồn tại, Tiêu Phàm mới có thể tránh thoát một kiếp. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, Hoàng Phủ Văn Phong trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Bỗng nhiên, Hoàng Phủ Văn Phong dưới chân lóe lên, trường kiếm huy động thời khắc, vô tận kiếm khí nở rộ, hướng về Tiêu Phàm rảo sát tới, uy lực tuyệt luân. Tiêu Phàm nháy mắt tỉnh táo lại, trước đó Hoàng Phủ Văn Phong một chiêu này, mà là chặn lại Long Phi Vũ một kích, hắn cũng không dám khinh thường. Yên diệt, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, đưa tay, màu xám kiếm khí lần nữa nở rộ, chỉ là so sánh vừa rồi, khí thế càng thêm khiếp người, tựa như muốn một kiếm chém Hoàng Phủ Văn Phong một dạng. Đồng thời, Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng theo vào, yên diệt kiếm khí rảo sát tất cả, thôn phệ tất cả, vẻn vẹn một cái hô hấp không đến thời gian, Tiêu Phàm thân hình liền đi tới Hoàng Phủ Văn Phong trước người. Hoàng Phủ Văn Phong sắc mặt đại biến, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi tại sao sẽ không sao? Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trường kiếm lại không có bất luận cái gì đình chỉ ý tứ, thẳng đến Hoàng Phủ Văn Phong ngực. Bang một tiếng, Hoàng Phủ Văn Phong vội vàng thời khắc dùng trường kiếm ngăn khuất trước người, đẩy ra Tiêu Phàm kiếm khí, chân đạp huyền diệu bộ pháp, hướng về một bên tránh đi. Muốn chạy, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tự nhiên muốn cho Hoàng Phủ Văn Phong một chút giáo huấn. Ngự, trong lòng một tiếng quát nhẹ, ở Tiêu Phàm quanh thân, bỗng nhiên xuất hiện vô số lít nha lít nhít hắc sắc vòng xoáy, kinh khủng rảo sát chi khí chấn vỡ hư không, đáng sợ đến cực điểm. Hoàng Phủ Văn Phong tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch cũng không phải bình thường lớn, trốn chỗ nào qua được hắc sắc vòng xoáy rảo sát. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa nhấc lên một trận cuồng phong, ô ô ù tai, một mảnh mà thế cảnh. Hoàng Phủ Văn Phong sợ hãi thời khắc, trong tay trường kiếm loạn vũ, lấy hắn làm trung tâm nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo, muốn chống ra hắc sắc vòng xoáy rảo sát. Nhưng mà, hắn quá coi thường hắc sắc vòng xoáy uy lực, một cái hắc sắc vòng xoáy đã từng liền có thể chém giết bình thường cổ thần tiền kỳ, hiện tại đột phá cổ thần cảnh trung kỳ, uy lực tăng gấp bội. Huống chi Tiêu Phàm hiện tại có thể điều khiển trên trăm hắc sắc vòng xoáy, lực lượng tuyệt luân, liền cổ thần cảnh đỉnh phong đều không nhất định có thể đào thoát, lại càng không cần phải nói Hoàng Phủ Văn Phong. Hoàng Phủ Văn Phong mặc dù là thiên tài, nhưng nếu luận mỗi về chiến lực, có thể xa xa không phải Tiêu Phàm đối thủ. Phốc phốc phốc, từng đóa huyết hoa ở hư không nở rộ, sau đó bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, Tiêu Phàm tiêu hao thần lực nhanh chóng được bổ sung. Tương đối mà nói, tiêu hao cũng không phải rất lớn. Trái lại Hoàng Phủ Văn Phong, ở hắc sắc vòng xoáy rảo sát phía dưới, lộ ra càng ngày càng chật vật lên, toàn thân máu me đầm đìa, huyết nhục bốc lên. Tiêu Phàm thu hồi tu la kiếm, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem chỉ còn lại sức phản kháng Hoàng Phủ Văn Phong, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Bất quá hắn cũng không có giết chết Hoàng Phủ Văn Phong ý tứ, nếu không mà nói. Hoàng Phủ Văn Phong đã sớm là một cái người chết. Ngoại giới, đoàn người nhìn chằm chằm không trung, bọn họ cũng hoàn toàn bị Tiêu Phàm thần thông ngự chấn nhiếp phục, chỉ cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Đây là cái gì thần thông, làm sao như thế đáng sợ? Tiêu Phàm lần trước không hay là thiên thần cảnh đỉnh phong a, làm sao hiện tại như thế mạnh? Long Phi Vũ đều không phải cái kia Hoàng Phủ Văn Phong đối thủ, hiện tại Tiêu Phàm có vẻ như đè lên Hoàng Phủ Văn Phong đánh. Chẳng phải là nói rõ Tiêu Phàm bỉ Hoàng vừa Văn Phong muốn mạnh hơn nhiều. Đoàn người kinh hãi Tiêu Phàm thực lực, trong mắt đều là kính sợ. Vũ Văn Tiên thần sắc ngưng lại, trong tay áo hai tay nắm nắm đấm, phát ra một trận ken két thanh âm, từ khi lần trước thua với Tiêu Phàm sau đó, hắn nằm mơ đều muốn giết Tiêu Phàm. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực,
liền hắn đều cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía, muốn giết chết Tiêu Phàm, cơ hội quá mức xa vời. Hắn cũng nghe nói Tiêu Phàm hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh phái sự tình, trong lòng còn có chút không tin, dù sao đây chính là hai cái nhị lưu tông môn, há lại một cái vừa mới đột phá cổ thần cảnh người có thể làm được. Nhưng mà, Vũ Văn Tiên hiện tại rốt cục minh bạch, bản thân hay là quá xem thường Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, nghĩ tới cái này, Vũ Văn Tiên trong lòng gầm thét, hai mắt đỏ bừng vô cùng, hận không thể lập tức xông đi lên, cùng Hoàng Phủ Văn Phong liên thủ diệt Tiêu Phàm. Khó trách liền tiên tổ truyền thừa hắn đều vứt bỏ không để ý, hắn thực lực, sớm chạy tới chúng ta đằng trước, liền là Thiên Võ Thần Sơn những người kia, cũng không gì hơn cái này a. Long Phi Vũ nhẹ giọng nói, oanh, đột nhiên, một đạo huyết sắc thân ảnh từ hắc sắc vòng xoáy bên trong bắn ra, hung hăng hướng về dãy núi bên trong rơi đập mà đi. Gần như đồng thời, không trung hắc sắc vòng xoáy biến mất, tức khắc bại lộ ra một đạo thân ảnh, làm nhìn thấy đạo kia thân ảnh thời khắc, tất cả mọi người đều lộ ra chấn động. Tiêu Phàm thắng, đoàn người lên tiếng kinh hô, mặc dù bọn họ cũng đã đoán được kết cục này, nhưng là nhìn thấy Tiêu Phàm phong khinh vân đạm bộ dáng, vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Hoàng Phủ Văn Phong thế nhưng là thiên u vực thiên tài nhân vật a, Tiêu Phàm dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền đánh bại hắn, chẳng lẽ Tiêu Phàm còn không có triển lộ ra toàn bộ thực lực. Thiếu chủ, thiên u vực tu sĩ sắc mặt đại biến, mấy người cực tốc hướng về phía dưới phóng đi. Đoàn người nhìn lại là phát hiện mặt đất trong hố lớn nằm một ngụm máu rơi thân ảnh, nếu như không phải có thể cảm nhận được thân ảnh kia suy yếu hô hấp, bọn họ tuyệt đối sẽ coi là Hoàng Phủ Văn Phong đã chết. Không ít người nhìn thấy một màn này, không khỏi khóe miệng giật một cái, trong lòng không khỏi thầm than, Tiêu Phàm thật không phải bình thường hung ác, lại đem Hoàng Phủ Văn Phong tàn phá chỉ còn lại một hơi. Thật lâu, đoàn người ánh mắt lúc này mới rơi vào Tiêu Phàm trên người, ánh mắt bên trong đều là kính sợ. Nếu như nói trước kia còn đối Tiêu Phàm có chút khó chịu, nhưng là chứng kiến chuyện hôm nay, về sau chín phủ 13 tông đoán chừng không ai dám tìm Tiêu Phàm phiền phức. Dạy ta làm người. Chỉ ngươi dạng này mặt hàng, cũng xứng dậy ta làm người. Tiêu Phàm mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Nếu như nơi này không phải Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngại giết Hoàng Phủ Văn Phong, ở trong mắt hắn, Hoàng Phủ Văn Phong còn không xứng trở thành đối thủ của hắn, lại như thế nào phối dậy hắn làm người. Hoàng Phủ Văn Phong thân thể không thể động đậy, chỉ có thể nhe răng trợn mắt chừng lớn Tiêu Phàm, rét lạnh phun ra một câu, vô luận ngươi là ai. Ta đều sẽ giết chết ngươi. Hôm nay khuất nhục, Hoàng Phủ Văn Phong là tuyệt đối sẽ không yên lặng tiếp nhận, Thiên Vũ vực là chung quanh yếu nhất một vực mà thôi, ở trong này chịu nhục, không chơi chết Tiêu Phàm, hắn về sau lại như thế nào tại Thiên U vực ngẩng đầu thấy người. Giết chết ta, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nghiền ngẫm cười lạnh, đột nhiên rét lạnh nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, nếu như không phải hôm nay ta tâm tình cũng không tệ lắm, ta không để ý muốn ngươi một mạng. Thoại âm rơi xuống, đáng sợ sát khí bao phủ mà ra, cái kia vịn Hoàng Phủ Văn Phong mấy cái tu sĩ toàn thân không khỏi run rẩy. Hoàng Phủ Văn Phong lần nữa phun ra mấy cái máu tươi, trực tiếp ngất đi. Tiêu Phàm mắt lộ ra hung quang, hung hăng quét thiên u vực cái khác tu sĩ một cái, quát lớn, đừng chạy đến thiên vũ vực mất mặt xấu hổ, lăn. Lăn chữ bên trong, hàm chứa một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng, thiên u vực tu sĩ chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên. Vội vàng khống chế thần chu, nháy mắt biến mất ở chân trời. Đoàn người kinh ngạc nhìn xem không trung Tiêu Phàm, giống như ngưỡng vọng thần minh một dạng. Một người a lui một vực tu sĩ, đây là cỡ nào quyết đoán, phóng tầm mắt chín phủ 13 tông, cũng chỉ có Tiêu Phàm một người có thể làm được a. Dù là Thiên Võ Thần Sơn, cũng không chắc có mấy người có thể so sánh. Giờ khắc này, Tiêu Phàm ở tất cả mọi người trong lòng địa vị vô hạn cất cao. Làm sao? Còn không đi sao? Tiêu Phàm quay đầu nhìn Thanh Minh bọn họ một cái, trên người cỗ kia khí thế nháy mắt tan thành mây khói, nếu như không phải vừa mới chân thực cảm nhận được, đoàn người còn tưởng rằng mắt mình hoa. Vừa mới Tiêu Phàm, giống như cao cao tại thượng thần minh, cao không thể leo tới, mà hiện tại, lại tựa như một cái nhà bên tiểu tử, hiền lành hữu hảo. Đi, Thanh Minh lấy lại tinh thần, mang theo U Vân Phủ tu sĩ vội vàng đi theo. Đám người nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, thẳng đến Tiêu Phàm cùng U Vân Phủ tu sĩ toàn bộ đều không thấy bóng dáng, cái này mới lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn như cũ khó nén chấn kinh chi sắc. Nhìn đến truyền ngôn không phải giả,
Tiêu Phàm đột phá cổ thần cảnh sau đó, có thể chạm giết cổ thần cảnh đỉnh phong. Không chỉ như thế, hơn một tháng trước, hắn không phải diệt Lục Kinh Thiên vực chủ đại nhân một bộ thần vương pháp thân A, đoán chừng liền phong hầu cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Loại kia lực lượng hắn không có khả năng một mực đều có, lần này bách sát chiến trường, có lẽ ta thiên vũ vực có thể sinh ra một vị thần vương cũng nói không chừng. Đoàn người triệt để sôi trào, rất nhiều người càng là chờ mong, Tiêu Phàm có thể ở trong bách sát chiến trường đại triển quyền cước. Người liền là dạng này, làm người cho rằng cùng người khác có thực lực tranh chấp thời điểm, chỉ muốn gièm pha kẻ khác, nhưng khi đối phương cùng bản thân hoàn toàn không còn cùng một cái tầng thứ lúc, còn lại liền chỉ có nhìn lên. Vũ Văn Tiên trong lòng gầm thét, vì cái gì vừa mới bản thân không đi lên? Vì cái gì đánh bại Hoàng Phủ Văn Phong cùng thụ người khác kính ngưỡng không phải bản thân? Nghe được đoàn người nghị luận âm thanh, hắn hử lạnh một tiếng, đạp không hướng về Thiên Võ Thần Sơn phương hướng chạy như bay. Chúng ta cũng đi, Long Phi Vũ hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ, cũng mang theo Long Đằng Phủ người đạp không mà lên. Tiêu Phàm một nhóm đang bay vọt vài tòa sơn phong sau đó ngừng lại. U Vân Phủ tu sĩ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến càng thêm bất đồng, có chỉ là kính sợ. Công tử, vượt qua phía trước tòa kia sơn phong, liền là sơn môn vị trí, muốn tiến vào Thiên Võ Thần Sơn, chỉ có cái kia một con đường có thể đi. Quân Nhược Hoan ở bên người Tiêu Phàm nhẹ giọng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, cách nhau rất xa, hắn liền cảm nhận được một loại cường đại trận pháp ba động, không cần nghĩ cũng biết rõ, Thiên Võ Thần Sơn khẳng định có hộ sơn đại trận. Đám người tiếp tục tiến lên, nửa canh giờ sau đó, đám người liền xuất hiện ở một mảnh rộng lớn quảng trường bên trên đứng đầy thân ảnh, xếp thành một đầu trường long. Ở trường long cuối cùng, có một đầu rộng lớn bậc thang đá xanh bên cạnh, mọc đầy lấy kỳ hoa dị thảo, thềm đá thông hướng mây sâu chỗ, không thể nhìn thấy phần cuối. Thềm đá bên cạnh, đứng vững một khối cao 10 trượng kiếm hình thạch bi. Trên tấm bia đá Long Phi Phượng Vũ viết bốn cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, Thiên Võ Thần Sơn. Đứng ở kiếm hình thạch bi phía dưới, tất cả mọi người đều cảm nhận được bản thân nhỏ bé, như có một chuôi vô thượng thần kiếm treo ở đỉnh đầu, ép tới người không thở nổi. Bất quá, ở kiếm hình thạch bi phía dưới, ngồi nguyên một đám tu sĩ, tựa như đang lĩnh hội cái gì, bên cạnh trưng bày vài cái bàn, ngồi bên cạnh bàn năm cái tu sĩ, mỗi người trên thân đều phát ra một cỗ cường đại khí thế. Cái này kiếm bia chính là Thiên Võ Thần Sơn người sáng lập sở kiến, bên trong hàm chứa kiếm đạo pháp tắc, thiên thần cảnh trở lên tu vi đều có thể tiến lên lĩnh hội, bất quá tốt nhất đừng đắm chìm trong đó. Cảm nhận được đám người chấn kinh, Quân Nhược Hoan cho đám người giải thích nói. Kiếm đạo pháp tắc, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Pháp tắc, đây chính là thần vương cường giả trưởng khống lực lượng A, đối đám người tới nói, là cỡ nào xa không thể chạm sự tình. Tại sao không thể đắm chìm trong đó, đắm chìm trong đó không phải mới có thể càng tốt lĩnh ngộ sao? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn xem kiếm bia nói. A lời còn chưa dứt, một đạo kêu thảm vang lên, lại là kiếm bia phía dưới, một cái tu sĩ gầm thét một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bỗng nhiên bay ngược mà ra, thật giống như bị cái gì đánh trúng vào đồng dạng, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hiện tại ngươi biết rõ tại sao không thể đắm chìm trong đó a? Quân Nhược Hoan nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Nam Cung Tiêu Tiêu rầm rầm nuốt nuốt nước bọt, hít sâu một cái nói, cái này kiếm bia, thật đúng là bất phàm a. Thất bại, lúc này, trong đó một cái lão giả khẽ nói một tiếng, ra hiệu người bên cạnh đem cái kia hôn mê tu sĩ giơ lên xuống dưới. Tiêu Phàm đám người toàn bộ đều lộ ra vẻ không hiểu, phía trước ngồi người, tựa như ở tiến hành một loại nào đó khảo nghiệm đồng dạng. Chẳng lẽ cùng lần này tiến vào Thiên Võ Thần Sơn có quan hệ? Đám người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Quân Nhược Hoan trên người, muốn từ trên người hắn biết rõ đáp án. Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu, nói, muốn trở thành Thiên Võ Thần Sơn đệ tử, xác thực muốn đi qua kiếm bia khảo nghiệm, nếu như có thể ở dưới kiếm bia kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, xem như thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm, có thể trở thành Thiên Võ Thần Sơn ngoại môn đệ tử. Dừng một chút. Quân Nhược Hoan nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ không biết ngoại môn đệ tử là có ý tứ gì, lại giải thích nói, Thiên Võ Thần Sơn đệ tử cùng sở hữu ba loại, chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử. Ngoại môn đệ tử, chỉ cần ở dưới kiếm bia kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, hoặc là đột phá cổ thần cảnh tu vi, liền có thể lấy được một khối ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài,
bất quá ngoại môn đệ tử cũng không thụ Thiên Võ Thần Sơn coi trọng, xem như rất không có thân phận người. Nội môn đệ tử, xem như chân chính chiếm được Thiên Võ Thần Sơn tán thành, muốn trở thành nội môn đệ tử, có hai loại phương pháp, loại thứ nhất là ở dưới kiếm bia kiên trì một canh giờ, loại thứ hai thì là xông qua thiên khôi trận. Loại thứ ba đệ tử thì là chân truyền đệ tử địa vị tôn quý, có thể tiến vào ngũ đại chủ phong mở ra động phủ, bất quá muốn trở thành chân truyền đệ tử, lại không phải bình thường khó. Như thế nào trở thành chân truyền đệ tử? Nam Cung Tiêu Tiêu không chút do dự hỏi, hắn đã là cổ thần cảnh tu vi, trở thành nội môn đệ tử tự nhiên không khó, chỉ đối chân truyền đệ tử có chút hứng thú. Những người khác cũng tràn đầy hứng thú, hiếu kỳ nhìn xem Quân Nhược Hoan. Nghĩ trở thành chân truyền đệ tử, cũng có hai loại phương pháp, một là ở dưới kiếm bia tiếp nhận một ngày thời gian, hai là xông Thiên Võ Thần Sơn Vạn Khôi Trận. Quân Nhược Hoan giải thích nói, chẳng qua là làm hắn nói đến Vạn Khôi Trận lúc, trong mắt cũng lóe qua vẻ trịnh trọng. Ta xem những người kia, có vẻ như liền nửa chén trà nhỏ thời gian đều khó có thể kiên trì, lại càng không cần phải nói một ngày. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, hắn mặc dù đối bản thân có chút tự tin, nhưng trong lòng cũng đồng dạng lẩm bẩm. Ba loại đệ tử đãi ngộ phải chăng lại có cái gì khác biệt đây? Ảnh Phong lại hỏi, bọn họ chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng là nghĩ cố gắng trở thành nội môn đệ tử. Tự nhiên khác biệt, ngoại môn đệ tử không thể xem như Thiên Võ Thần Sơn chân chính đệ tử, Thiên Võ Thần Sơn chỉ có thể cấp cho rất ít tài nguyên, nhưng bọn họ tự sinh tự diệt, có ít người không kiên trì nổi, chỉ cần tuổi tròn 20 năm, liền có thể tự động rời đi. Mà nội môn đệ tử, đãi ngộ liền tốt rất nhiều, không những có thể từ Thiên Võ Thần Sơn lấy được đầy đủ tài nguyên, thỏa mãn tự thân nhu cầu, hơn nữa còn có thể ở trừ chủ phong bên ngoài địa phương mở ra bản thân động phủ tu luyện. Các ngươi cũng biết rõ, trong đó thần linh chi khí 10 phần nồng đậm, so với U Vân Phủ mà nói, coi là tu luyện thánh địa. Về phần chân truyền đệ tử, ngoại trừ ta vừa rồi nói có thể ở chủ phong mở ra động phủ tu luyện bên ngoài, còn có thể bái đều phong chủ vi sư, lấy được Thiên Võ Thần đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Quân Nhược Hoan một hơi nói hết lời. Trong mắt mọi người ánh mắt sáng quắc, đối chân truyền đệ tử tràn đầy hướng tới. Ngược lại là Tiêu Phàm, lại là một mặt lơ đễnh, đột nhiên thần sắc nghiêm một chút, hỏi một cái không quan hệ chút nào vấn đề, Quân Nhược Hoan, người xác định kiếm bia bên trong hàm chứa kiếm đạo pháp tắc. Quân Nhược Hoan không biết Tiêu Phàm tại sao đột nhiên sẽ như vậy hỏi. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt một mực rơi vào cái kia kiếm hình trên tấm bia đá một bên, hắn hay là gật đầu nói, không sai, bên trong xác thực hàm chứa kiếm đạo pháp tắc, hơn nữa còn không chỉ một loại. À, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang. Từ khi lần trước thể nội hắc sắc vòng xoáy ngẫu nhiên thôn vệ một mảnh pháp tắc toái phiến sau đó, hắn liền nghĩ làm một cái xác minh, kia chính là hắc sắc vòng xoáy, có phải là thật hay không có thể thôn vệ pháp tắc lực lượng trưởng thành. Bây giờ Quân Nhược Hoan nói kiếm bia bên trong có kiếm đạo pháp tắc, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không kích động đây. Kiếm bia tồn tại vô số tuế nguyệt, đã từng không chỉ một vị thần vương cường giả ở bên trong lưu lại kiếm đạo pháp tắc chi lực. Quân Nhược Hoan mặc dù không biết Tiêu Phàm là ý gì, nhưng hay là khẳng định nói ra. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn trong lòng lại là mong đợi, nếu là bản thân hắc sắc vòng xoáy thôn vệ kiếm bia bên trong mấy loại pháp tắc, phải chăng có thể lần nữa thuế biến đây. Quân Nhược Hoan tự nhiên sẽ không nghĩ tới, Tiêu Phàm cũng đang nghĩ lấy đánh cái này kiếm bia chủ ý. Mọi người đem bản thân trạng thái điều tiết đến tốt nhất, tận lực có thể trở thành nội môn đệ tử. Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Ảnh Phong bọn họ nói. Ảnh Phong, Quỷ Thiên Cừu, Long Thần cùng Tiếu Thiên Tà mấy người đều chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, muốn trở thành nội môn đệ tử, duy nhất khả năng liền là ở dưới kiếm bia kiên trì một canh giờ. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng tin tưởng. Lấy Ảnh Phong bọn họ thiên phú, đột phá cổ thần cảnh cũng là sớm muộn sự tình, nhưng là, ở bách sát chiến trường trước đó biến mạnh hơn, đó là không thể tốt hơn. Là, công tử, đám người gật đầu hẳn là. Lại Tiêu Phàm dẫn đầu dưới, đám người hướng về phía trước đi đến, xếp ở Trường Long sau đó. Ở Tiêu Phàm bọn họ phía trước còn có mấy trăm người, cũng may một vòng này khảo nghiệm cũng không phải một cái đến. Hơn 20 người đẳng cấp sau đó liền cùng một chỗ khảo hạch, nếu không mà nói, còn không biết muốn đợi đến năm nào tháng nào. Làm Tiêu Phàm bọn họ xếp thành hàng sau đó, Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên cũng mang theo Long Đằng Phủ cùng Thiên Đô Phủ người chạy tới.
Vũ Văn Tiên quét toàn trường một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người, ánh mắt bên trong lóe qua một tia vẻ miệt thị. Tiêu Phàm cảm nhận được Vũ Văn Tiên sắc bén ánh mắt, không khỏi quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên một vòng ý vị thâm trường thiếu dung. Hừ, Vũ Văn Tiên hất lên áo bào, đứng im vòng qua trường long, hướng về phía trước đi đến. Không phải không cho phép chen ngang a, những người này là ai vậy? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đó là Vũ Văn Tiên, nghe nói hắn sớm đã bị Thiên Võ Thần Sơn một vị trưởng lão coi trọng, trở thành nội môn đệ tử, tự nhiên không cần tham gia khảo hạch. Không cần khảo hạch liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Không hổ là chín phủ 13 tông thập đại thiên tài đứng đầu Vũ Văn Tiên a. Không chỉ như thế, lấy Vũ Văn Tiên thực lực, đoán chừng rất nhanh liền có thể xông qua Vạn Khôi trận, nhất cử trở thành chân truyền đệ tử, đến lúc đó, liền có thể cùng Thiên Võ Thần Sơn thiên kiêu nhóm cũng liệt vào. Ta nghe nói cái kia Thiên Thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh Tiêu Phàm, nguyên bản nhất trưởng lão cũng nguyện ý thu hắn làm đồ, đáng tiếc bị cự tuyệt. Bằng không cũng nhất định có thể trở thành nội môn đệ tử. Là chính hắn không nắm chắc cơ hội tốt, ngược lại muốn cùng Lục gia là địch, theo ta thấy, hắn hiện tại đoán chừng đều không dám tới Thiên Võ Thần Sơn a. Đám người xì xào bàn tán, nhìn về phía Vũ Văn Tiên ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, vừa tới Thiên Võ Thần Sơn liền có thể trở thành nội môn đệ tử, lại là 10 phần hiếm thấy. Chỉ nói là đến Tiêu Phàm thời khắc, đoàn người liền lộ ra vẻ bực tức, hiển nhiên những người kia đều không biết U Vân Phủ một trận chiến, nếu không mà nói, nơi nào còn dám như thế ngông cuồng nghị luận Tiêu Phàm. Tiêu huynh, lần trước sự tình xin lỗi. Lúc này, Long Phi Vũ đi đến Tiêu Phàm trước mặt, hướng về phía Tiêu Phàm ôm quyền nói. Không ngại, cũng đã đi qua. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Lần trước Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái hủy diệt đệ nhất thành, vây công U Vân Phủ, Long Đằng Phủ lại là xem như cái gì đều không biết. Tiêu Phàm ít nhiều có chút khúc mắc. Bất quá chính như hắn nói, sự tình đã qua, lúc trước hắn trợ giúp Long Đằng Phủ, cũng không phải là vì mang ân nhìn báo, chỉ là hoàn thành Long Phi Vũ tiên tổ Long Huyết Vân giao dịch mà thôi. Long Phi Vũ đắng chát cười một tiếng, hắn biết rõ Tiêu Phàm cũng không có hoàn toàn buông xuống việc này, nhưng là hắn cũng không tiện nói cái gì, hơi hơi chắp tay thi lễ, liền hướng lấy phía trước đi đến. Công tử! Lần trước sự tình kỳ thật cũng trách không được Long Đằng Phủ cùng Thiên Lan Tông đều bị Thiên Đô Phủ kiềm chế lấy. Ảnh Phong âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, lời tuy như thế, nhưng là nếu như Long Đằng Phủ cùng Thiên Lan Tông nếu là làm thật mà nói, há lại sẽ bị Long Đằng Phủ trói buộc. Nếu như đệ nhất thành không có tử vong mấy trăm vạn tu sĩ, Tiêu Phàm ngược lại cũng sẽ không trách quái Long Đằng Phủ, chỉ là hắn trong lòng vẫn như cũ gây khó dễ cái kia đạo khảm. Đến mức Tiêu Phàm đều không có trùng kiến đệ nhất thành tâm tư, bởi vì hắn sợ dạng này sự tình lần nữa phát sinh, trừ phi hắn thực lực biến đầy đủ cường đại, đến lúc đó tất nhiên sẽ nhường đệ nhất thành chân chính vang vọng thiên vũ vực. Nơi xa, Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ hai người riêng phần mình lấy ra một khối ngọc bội, giao cho kiếm bia phía dưới ngồi năm người kia sắc mặt đều biến không giống nhau. Tiêu Phàm không biết bọn họ nói một chút cái gì. Cuối cùng Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên hai người đều lưu lại, cũng không có bị mang đi. Vũ Văn Tiên nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt rất có một tia gây hấn ngoài ý muốn, tựa như đang vì hắn trở thành Thiên Võ Thần Sơn nội môn đệ tử mà diễu võ dương oai. Tiểu tử, người không phải cũng có một khối không sai biệt lắm ngọc bội sao? Bạch Ma ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ta đột nhiên đối cái này kiếm đạo thạch bia có chút hứng thú. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt. Hắn cũng không nghĩ đến, Tử Như Cuồng rời đi trước đó cho mình khối kia ngọc bội, dĩ nhiên có thể trực tiếp trở thành Thiên Võ Thần Sơn nội môn đệ tử. Nếu là trước đó, Tiêu Phàm có lẽ còn sẽ lấy ra khối này lệnh bài, nhưng là ở nghe được Quân Nhược Hoan nói kiếm bia bên trong hàm chứa pháp tắc lực lượng sau, hắn quyết đoán từ bỏ ý nghĩ này. Ở Tiêu Phàm nhìn đến, một cái nội môn đệ tử thân phận, còn kém rất rất xa tự thân thực lực. Nếu là hắc sắc vòng xoáy có thể thôn phệ kiếm đạo thạch bia bên trong pháp tắc lực lượng, hắn thực lực tất nhiên lại có thể phát sinh thuế biến. Cho dù phát sinh không được thuế biến, nhưng là có thể khiến cho hắc sắc vòng xoáy biến mạnh hơn, đồng dạng cũng là tăng cường bản thân thực lực. Thời gian chậm rãi xói mòn, Tiêu Phàm bọn họ nhìn thấy nguyên một đám tu sĩ vẻ mặt đưa đám rời đi, có thể ở kiếm đạo thạch bia phía trước kiên trì nửa chén trà nhỏ người, chỉ có một nửa tả hữu. Không thể không nói. Thiên vũ vực tu sĩ chỉnh thể trình độ vẫn là quá yếu, thế hệ trẻ,
đột phá đến cổ thần cảnh 10 phần thưa thớt, đại bộ phận cổ thần cảnh cường giả đều là thế hệ trước tu sĩ. Mà cổ thần cảnh tu sĩ, cho dù không thể kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng đồng dạng có cơ hội có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Cho nên bị đào thải người, đại bộ phận đều là thế hệ trẻ tuổi người, thế hệ trước ngược lại có rất nhiều thông qua được nửa chén trà nhỏ thời gian khảo nghiệm. Tiêu Phàm cũng không biết, U Vân Phủ một nhóm này 70-80 người, có thể có bao nhiêu kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Các ngươi 20 người, tự chọn vị trí đứng vững, kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian liền coi như thông qua. Tiêu Phàm thất thần thời khắc, một cái tử bào lão giả mở miệng nói, ánh mắt quét Tiêu Phàm một cái, đáy mắt chỗ sâu lấp lóe một vòng nét nham hiểm. Công tử, đến chúng ta. Ảnh Phong trong mắt lóe qua một tia hưng phấn. Tiêu Phàm gật gật đầu, hít sâu một cái hướng về phía trước đi đến, Nam Cung Tiêu Tiêu, Ảnh Phong bọn họ đi theo Tiêu Phàm phía sau. Làm tới gần kiếm bia thời khắc, Tiêu Phàm mấy người toàn bộ đều cảm nhận được một cỗ túc sát chi khí, tựa như vô số lợi kiếm gào thét mà tới, cho người vốn có thể có loại tránh né cảm giác. Vô hình kiếm khí, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cho dù là hắn, cũng ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ đau nhói cảm giác. Hắn biết rõ, cái này khảo hạch, có vẻ như không phải trong tưởng tượng như thế đơn giản. Ảnh Phong đám người trong mắt toàn bộ đều lóe qua một vòng kinh ngạc, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn về phía kiếm đạo thạch bia ánh mắt có một tia kiêng dè. Thật chân thực cảm giác, Long Thần ánh mắt hơi hơi lóe lên, vừa mới một sát na kia, hắn ẩn ẩn cảm nhận được đến ngàn vạn kiếm khí oanh sát. Sau khi hắn cẩn thận cảm ứng thời khắc, cái kia ngàn vạn kiếm khí lại là quỷ dị biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Mọi người cẩn thận một chút, tốt nhất đừng đắm chìm trong đó, để tránh bị kiếm đạo pháp tắc gây thương tích. Quân Nhược Hoan cho đám người truyền âm nói. Tốt, đám người ngầm hiểu nói, vừa mới bọn họ hiếu kỳ phía dưới, linh hồn chi lực liếc nhìn lấy kiếm đạo thạch bia, thiếu chút nữa thì trúng chiêu. Cũng may bọn họ tỉnh ngộ kịp thời, nếu không mà nói, một khi đắm chìm trong kiếm đạo thạch bia loại kia ý cảnh bên trong, bọn họ đều phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Dù sao, ngoại trừ Tiêu Phàm, Quân Nhược Hoan cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bên ngoài, những người khác đều chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi. Công tử hắn, đột nhiên, Tiếu Thiên Tà ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm trên người, thiếu chút nữa thì kinh kêu đi ra. Đám người quay đầu, xác thực nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở cái kia không nhúc nhích, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, tựa như lâm vào một loại nào đó kỳ lạ trạng thái bên trong. Đồng thời, Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi biến hóa, trên trán rịn ra to như hạt đậu mồ hôi, thân thể đều ở khẽ run lên. Không tốt, công tử hắn lâm vào kiếm đạo pháp tắc ý cảnh bên trong. Quân Nhược Hoan kêu sợ hãi một tiếng, muốn tỉnh lại Tiêu Phàm. Nhưng mà lúc này, cái kia áo bào tím trưởng lão lại là lần mở miệng nói, không muốn khảo hạch, hiện tại có thể rời đi. Mọi người không cần phải để ý đến lão tam, chúng ta đều có thể thông qua mà nói, hắn khẳng định có thể thông qua. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng cấp đám người một cái ánh mắt, tuyển một cái địa phương ngồi xuống. Đám người hít sâu một cái, cũng đang tương ứng vị trí ngồi xuống. Những người khác cũng nhao nhao ngồi xuống, chỉ có Tiêu Phàm một người một mình đứng ở nơi đó. Đứng đấy liền muốn thông qua khảo hạch, gia hỏa này chẳng lẽ không biết đứng đấy tiếp nhận áp lực, so ngồi phải lớn rất nhiều sao? Trong đó một cái bạch bào lão giả híp híp hai mắt nói. Hiện tại người trẻ tuổi, quá tự cho là đúng, tất nhiên đứng đấy, vậy liền để hắn đứng đấy a, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Tử bào lão giả lơ đễnh nói. Trong lòng lại là hừ lạnh một tiếng, tựa như đối Tiêu Phàm 10 phần cừu thị. Tiêu Phàm lại là không biết những chuyện này, hắn cũng đã lâm vào một loại quỷ dị ý cảnh bên trong, thân thể bị vô tận kiếm khí rảo sát, một loại đáng sợ thống khổ quanh quẩn trong lòng. Loại này cảm giác, 10 phần chân thực, vô luận hắn như thế nào phản kháng, đều ngăn cản không nổi cái kia đầy trời kiếm khí công sát. Thật mạnh kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh, Tiêu Phàm hít sâu một cái, khó có thể tự kiềm chế. Hắn phát hiện, bản thân hay là quá xem thường kiếm đạo thạch bia. Nguyên bản hắn coi là chìm vào loại kia ý cảnh bên trong, liền có thể nhường hắc sắc vòng xoáy rút ra cái kia pháp tắc chi lực, nhưng hắn bây giờ lại phát hiện, bản thân sai không hợp thói thường. Hắn nghĩ điều động hắc sắc vòng xoáy, lại phát hiện hoàn toàn điều động không được, cứ tiếp như thế, bản thân không phải trọng thương không thể. Ta hiện tại chính sử lâm vào kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong. Muốn điều động hắc sắc vòng xoáy,
trừ phi ly khai cái này huyễn cảnh, có thể một khi rời đi, nhưng lại không cảm ứng được kiếm đạo pháp tắc tồn tại. Tiêu Phàm trong lòng 10 phần phiền muộn, rời khỏi kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh, hắn ngược lại là có biện pháp, nhưng hắn lại không nghĩ từ bỏ kiếm đạo pháp tắc lực lượng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không biết vì sao, não hải bên trong nguyên một đám ý niệm nhanh chóng lóe qua, suy nghĩ lấy đối sách, thế nhưng là cứ tiếp như thế, hắn tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Tiêu Phàm rốt cục minh bạch, khó trách Quân Nhược Hoan nói không thể chìm vào kiếm đạo ý cảnh bên trong, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm đả thương nặng. Trước đó những cái kia bị đánh bay người, chính là tốt nhất ví dụ. Ngoại giới, mọi người cảm nhận được Tiêu Phàm run rẩy càng ngày càng lợi hại, rất nhiều người không khỏi lộ ra khinh bỉ. Tiểu tử này là ai a? Hiện tại cũng liền không đến 20 cái hô hấp thời gian, liền tiếp nhận không được, vậy mà còn đứng đấy. Hắn không biết đứng đấy tiếp nhận áp lực so ngồi mạnh hơn gấp 2-3 lần sao. Đoán chừng lại là một tự cho là đúng ra hỏa, chủ yếu nhất là, hắn có vẻ như lâm vào kiếm đạo pháp tắc ý cảnh bên trong, ta cược hắn tuyệt đối không kiên trì được nửa chén trà nhỏ thời gian. Chỗ nào còn cần nửa chén trà nhỏ, 1/4 chén trà nhỏ thời gian đoán chừng đều chịu không nổi, đây chính là tự cho là đúng hậu quả. Chung quanh người vây xem không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh. Tiêu Phàm tên mặc dù vang vọng thiên vũ vực 9 phủ 13 tông, nhưng đại bộ phận người đều không biết hắn bộ dáng, tự nhiên cũng liền không quen biết Tiêu Phàm. Vũ Văn Tiên cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như hận không thể Tiêu Phàm lập tức bị đào thải đồng dạng, nếu như Tiêu Phàm liền thiên võ thần sơn đều ngoại môn đệ tử đều không thể trở thành, cái kia đơn giản liền là thiên đại cười nhạo. Thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh, nếu là vòng thứ nhất khảo nghiệm liền bị đào thải, vậy liền có ý tứ. Vũ Văn Tiên trong lòng cười lạnh một tiếng. Tự rước lấy nhục sao? Vũ Văn Hầu cũng hừ lạnh một tiếng, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, hận không thể Tiêu Phàm lập tức bị kiếm đạo thạch bia gây thương tích. Thời gian chậm rãi xói mòn, cự ly nửa chén trà nhỏ thời gian càng ngày càng gần, đã có mấy cái tu sĩ tiếp nhận không được cỗ kia áp lực, toàn bộ đều thối lui ra khỏi khảo hạch phạm vi. Nếu như tiếp tục kiên trì, bị cái kia vô hình kiếm khí gây thương tích, đạo tâm bị hao tổn, về sau muốn tiếp tục đột phá, vậy coi như 10 phần khó khăn. Hắn dĩ nhiên còn đang kiên trì lấy. Gia hỏa này tìm chết sao? Có người kinh kêu ra tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Giờ phút này, Tiêu Phàm toàn thân cũng đã run rẩy 10 phần lợi hại, trên trán mồ hôi giống như giọt nước nhỏ xuống, thần sắc 10 phần khó coi. Nhưng mà, hắn lại vẫn như cũ đứng ở nguyên địa. Dưới chân chưa từng di động mảy may, một màn này, nhường đám người kinh ngạc không thôi. Có dạng này thực lực, nếu như hắn có thể ngồi xuống, hoặc là không muốn đắm chìm trong cái kia kiếm đạo ý cảnh bên trong, muốn thông qua khảo hạch, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Mấy tức sau đó, lại có 3 người tiếp nhận không được, nhanh chóng rời khỏi nguyên địa, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mắt thấy cự ly nửa chén trà nhỏ thời gian càng ngày càng gần. Ở đây tu sĩ cũng đã chỉ có 10 người, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu 7 người, còn có Thanh Minh, Thanh Dạ Vũ, cùng trước đó gây hấn Tiêu Phàm Hôi Bảo lão giả. Nửa chén trà nhỏ thời gian đã đến, vòng thứ nhất khảo hạch thông qua, các ngươi có thể tiếp tục kiên trì, cũng có thể từ bỏ. Tử Bào lão giả mở miệng nói, thần sắc 10 phần bất thiện. Nhìn thấy Tiêu Phàm thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, hắn trong lòng 10 phần khó chịu. Nhưng mà lúc này, lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Ken két, một tiếng vang giòn truyền ra, so Tử Bào lão giả thanh âm lớn hơn không chỉ gấp mấy lần, tất cả mọi người bỗng nhiên trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem kiếm bia. Lại là nhìn thấy, kiếm bia phía trên, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện từng đạo liệt phùng, giống như bị một đạo kiếm khí chặt đứt một dạng. Kiếm đạo thạch bia rời đi, đoàn người trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía trước. Tử Bào lão giả ở bên trong 5 cái trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy đến, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Làm sao sẽ, kiếm đạo thạch bia làm sao có thể vỡ ra? Trong đó một cái bạch bào lão giả hoảng sợ nói, hắn không khỏi vuốt vuốt hai mắt, coi chính mình nhìn lầm rồi. Cũng khó trách bọn họ không tin, kiếm đạo thạch bia tồn tại vô số tuế nguyệt, mặc cho gió táp mưa sa, chưa bao giờ vỡ ra qua. Dù là cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí phong hầu cường giả công kích, cũng không thể dung chuyển mảy may. Mà hiện tại, kiếm đạo thạch bia lại là đã nứt ra, cái này khiến đám người như thế nào không sợ hãi.
Ken két, lại một đạo thanh âm vang lên, kiếm đạo thạch bia phía trên liệt phùng càng ngày càng nhiều, như có người cầm kiếm từng kiếm một chạm tại phía trên một dạng. Nhanh, nhanh thông chi các vị phong chủ đại nhân, Tử Bào lão giả sốt ruột vô cùng, kiếm đạo thạch bia ở bọn hắn mí mắt thấp vỡ ra, bọn họ nhưng có không nhỏ trách nhiệm, cái này cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Thời gian trở lại 10 cái hô hấp trước đó, Tiêu Phàm đắm chìm trong cái kia kỳ lạ kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong, không thể tự kiềm chế. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ lấy đối sách, lại vẫn không có biện pháp tốt, hắn nghĩ đến, nếu như có thể ở thông qua khảo hạch điều kiện tiên quyết, thôn vệ kiếm đạo thạch bia bên trong pháp tắc lực lượng, đó là không còn gì tốt hơn. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm cũng đã cơ hồ đến cực hạn, mắt thấy hắn sắp chịu không được thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, nháy mắt nghĩ tới cái gì, trong lòng trầm ngâm nói, ta lại là lâm vào một cái ngõ cụt, dù là ta rời khỏi kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh, cũng không tính bị đào thải a, chỉ cần ta còn đứng ở nơi này, coi như ta còn đang khảo hạch. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm tâm thần nháy mắt rời khỏi cái kia kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh, quả nhiên như hắn sở liệu, bản thân vẫn như cũ còn đứng ở nguyên địa, chỉ là không có cái kia đầy trời kiếm khí oanh sát hắn mà thôi. Mặc dù còn có không ít kiếm phong gào thét, nhưng cái này nhưng ở Tiêu Phàm tiếp nhận phạm vi, đừng nói nửa chén trà nhỏ thời gian, liền là đứng mấy ngày đều không phải vấn đề. Linh hồn chi lực quét ảnh phong bọn họ một cái, lại là phát hiện bọn họ vẫn như cũ ngồi ở nguyên địa không nhúc nhích, thi triển đủ loại thủ đoạn, ngăn cản bản thân không muốn lâm vào cái kia kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong. Liền Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, nếu như hoàn toàn đắm chìm như cái kia kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong, người ở đây, cơ hồ không có mấy người có thể ngăn cản được nửa chén trà nhỏ thời gian, bao quát chính hắn, đều 10 phần miễn cưỡng. Muốn thôn vệ cái kia kiếm đạo pháp tắc chi lực, nhất định phải chìm vào kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong, mà muốn thôi động hắc sắc vòng xoáy, liền không thể chìm vào kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong, không biết nhất tâm nhị dụng năng lực phải chăng có thể hữu dụng. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, lần nữa nhìn về phía kiếm đạo thạch bia. Nói làm là làm, Tiêu Phàm thi triển nhất tâm nhị dụng lực lượng, bị phân liệt tâm thần trong cõi u minh có một loại liên hệ, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Lập tức, hắn một nửa tâm thần đắm chìm trong kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong, một nửa khác tâm thần thì là toàn lực thôi động thể nội hắc sắc vòng xoáy, một loại huyền diệu lực lượng bao trùm ở ngoài thân. Ngay sau đó, nhưng Tiêu Phàm kinh hãi sự tình phát sinh, chỉ thấy hắc sắc vòng xoáy đột nhiên ô quang hừng hực, nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một cái to lớn vòng xoáy, bắt đầu thôn vệ cái kia kiếm đạo pháp tắc. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí áp chế hắc sắc vòng xoáy, không cho tự thân khí tức tiêu tán mảy may, bất quá hắn nhưng trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hắc sắc vòng xoáy đang thôn vệ một loại nào đó lực lượng, nhưng là hắn nhưng không nhìn thấy, sợ không được. Pháp tắc chi lực, Tiêu Phàm trong lòng khẽ động, ở hắn nhìn đến, cũng chỉ có pháp tắc chi lực hắn mới bắt không đến, bởi vì hắn hiện tại còn không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực tư cách. Trừ phi hắn có thể đột phá cổ thần cảnh. Cho dù như thế, Tiêu Phàm nội tâm cũng kinh hỉ vô cùng, bởi vì hắn chứng minh bản thân ý nghĩ, kia chính là hắc sắc vòng xoáy thật có thể thôn vệ pháp tắc lực lượng đến trưởng thành. Vẻn vẹn chốc lát, Tiêu Phàm cảm giác hắc sắc vòng xoáy lại nhỏ một vòng, hơn nữa nhỏ đặc biệt rõ ràng, tựa như cái kia màu đen vòng xoáy biến càng thêm ngưng tụ. Tiêu Phàm không biết làm hắc sắc vòng xoáy không ngừng thu nhỏ, cuối cùng sẽ biến thành cái gì. Nhưng hắn cảm giác mình điều động hắc sắc vòng xoáy lực lượng, lại cường đại không ít. Ken két lúc này, một tiếng vang giòn đem Tiêu Phàm bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy to lớn kiếm đạo thạch bia dĩ nhiên xuất hiện một đầu liệt phùng. Kiếm đạo thạch bia rời đi, Tiêu Phàm trong lòng yên lặng, nhưng hắn biểu hiện mặt mũi lại giả vờ làm không có chuyện như thế, tiếp tục thao túng hắc sắc vòng xoáy thôn vệ cái kia kiếm đạo pháp tắc chi lực. Nhưng mà... Những cái kia khảo hạch trưởng lão cùng chu vi xem tu sĩ lại là ầm ĩ lên, kiếm đạo thạch bia vỡ vụn, đây chính là chưa bao giờ có sự tình a. Kiếm đạo thạch bia, sớm đã trở thành thiên võ thần sơn biểu tượng, bây giờ vỡ vụn, cái này khiến đám người trong lòng đều sinh ra một loại dự cảm không tốt. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, theo lấy thời gian đưa đẩy, kiếm đạo thạch bia bên trên liệt phùng càng ngày càng nhiều, đồng thời phát ra từng tiếng âm vang thanh âm. Tựa như có người ở cầm kiếm công sát kiếm nói thạch bi một dạng. Cái này kiếm đạo thạch bia vỡ vụn, không phải là bởi vì ta rút lấy kiếm đạo pháp tắc duyên cớ a.
Tiêu Phàm trong lòng cũng càng nghĩ càng không thích hợp. Bởi vì theo lấy hắn điều khiển hắc sắc vòng xoáy rút ra kiếm đạo pháp tắc càng nhiều, cái kia liệt phùng cũng càng ngày càng nhiều, cả hai ở giữa hiển nhiên có loại đặc thù liên hệ. Không biết tại sao, Tiêu Phàm cũng có chút lo lắng, việc này nếu là trách tội đến bọn họ trên người, bọn họ đoán chừng cũng khó thoát liên quan. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm một nửa khác tâm thần nháy mắt rời khỏi kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong, hắn cũng không muốn bởi vì kiếm đạo thạch bia triệt để vỡ vụn, mà nhường bọn họ bỏ lỡ đưa vào thiên võ thần sơn cơ hội. Điểm ấy kiếm đạo pháp tắc cố nhiên trọng yếu, nhưng so với tiến vào bách sát chiến trường tranh đoạt cơ duyên, lại không tính cái gì. Chuyện gì xảy ra, cũng liền ở Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh sau đó, một đạo uy nghiêm thanh âm từ đằng xa vang lên, trong giọng nói mang theo một tia phẫn nộ. Tiêu Phàm bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, trong đó một người, Tiêu Phàm còn nhận biết, lại là Nhất. Nhất ánh mắt cũng nháy mắt quét, nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, trên mặt lộ ra nồng đậm cười lạnh, một bộ ta muốn chơi chết ngươi bộ dáng. Bên cạnh hắn còn đứng bốn người, mỗi người trên thân khí thế đều vô cùng cường đại, vậy mà đều không kém gì Nhất, hiển nhiên đều là phong hầu cấp bậc cường giả. Bọn họ năm người tốc độ là nhanh nhất, vài hô hấp sau liền rơi vào quảng trường phía trên, thềm đá cuối cùng, lại là còn có một cỗ cường đại khí tức ở tới gần. Các vị trưởng lão, kiếm đạo thạch bia không biết tại sao nát. Nhìn thấy Nhất bọn họ đến, cái kia tử bào trưởng lão vội vàng nghênh đón, một mặt khổ sở nói. Nhất mấy người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy kiếm đạo thạch bia bên trên vết rách từng đống, tựa như là kiếm đạo cao thủ công kích qua bộ dáng. Kiếm đạo thạch bia, làm sao có thể biết nát đây? Trong đó một cái trưởng lão mười phần buồn bực nói. Các vị trưởng lão, vừa mới kiếm đạo thạch bia còn tốt bưng bưng, nhưng từ khi cái này 20 người đi lên khảo hạch sau đó, một lát sau liền vỡ vụn, có thể là trong bọn họ có người dở trò quỷ. Tử bào trưởng lão giải thích nói. Hắn trong lòng lại là cười lạnh, dư quang đảo qua Tiêu Phàm bọn họ, tựa như ước gì Tiêu Phàm bọn họ bị cả một dạng. Nhốt chúng ta chuyện gì? Nam Cung Tiêu Tiêu là một cái thẳng tính tình, trực tiếp một câu đỉnh trở về, tử bào trưởng lão ngay từ đầu ngay ở làm khó bọn họ, chỉ là không tìm được cớ mà thôi. Nhốt các ngươi chuyện gì? Theo ta thấy, liền người trong là các ngươi dở trò quỷ. Tử bào trưởng lão nhận định U Vân phủ đám người phá hủy kiếm đạo thạch bia. Nam Cung Tiêu Tiêu phẫn nộ vô cùng, thiếu chút nữa thì nhìn không được giận mắng một trận, bất quá lại bị Quân Nhược Hoan ngăn lại. Ta nghe nói cái này kiếm đạo thạch bia, thiên võ thần sơn phong hầu cường giả đều hủy không được, chúng ta những người này đều chỉ là phổ thông cổ thần cảnh cùng thiên thần cảnh, vị này trưởng lão cảm thấy thiên võ thần sơn phong hầu cường giả, liền chúng ta đều không bằng sao. Quân Nhược Hoan thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi, tử bào trưởng lão phẫn nộ vô cùng, bất quá lại không biết nói gì. Hắn nếu dám thừa nhận, chẳng phải là nói thiên võ thần sơn phong hầu cường giả thật không bằng một chút phổ thông cổ thần cảnh cùng thiên thần cảnh. Nói như vậy, những người khác cần gì phải gia nhập thiên võ thần sơn đây? Có thể không thừa nhận, cái này liên tục thiên võ thần sơn phong hầu cường giả đều hủy không được đồ vật, bọn họ những cái này người bình thường tự nhiên càng thêm hủy không được, cũng liền trách tội không đến bọn họ trên người. Tiêu Phàm hài lòng nhìn Quân Nhược Hoan một cái, một câu liền để thiên võ thần sơn không biết nói gì. Tử bào trưởng lão nghẹn sắc mặt đỏ bừng, thật lâu mới phẫn nộ phun ra một câu, các ngươi tính thứ gì, ta thiên võ thần sơn phong hầu cường giả, một cái ngón tay liền có thể bóp chết các ngươi. Tử bào trưởng lão băng lãnh con ngươi đảo qua Tiêu Phàm bọn họ, cổ thần cảnh đỉnh phong khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ, tựa như muốn giữ gìn thiên võ thần sơn uy nghiêm một dạng. Kỳ thật hắn cũng là trước vào làm chủ, đã sớm thu đến một ít người mệnh lệnh, muốn mới tìm cách không cho Tiêu Phàm bọn họ tiến vào thiên võ thần sơn. Có thể Tiêu Phàm bọn họ vừa mới biểu hiện, căn bản không có bất luận cái gì chế nhạo địa phương, hắn cũng không tiện làm khó Tiêu Phàm bọn họ. Bây giờ khó được tìm tới cơ hội, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây? Trong lúc nhất thời, tràng diện một mảnh yên tĩnh, Nhất bọn người chỉ là lẳng lặng nhìn xem, cũng không có nhúng tay ý tứ. Nhất bản thân liền cùng Tiêu Phàm có thù, tự nhiên không có khả năng đứng ra vì Tiêu Phàm nói chuyện, bốn người khác có lẽ cũng chính là giữ gìn thiên võ thần sơn phong hầu cường giả uy nghiêm, cho nên cũng không có mở miệng. Bất quá cái này ở tử bào trưởng lão nhìn đến, là mấy vị đồng thời ngầm cho phép hắn, trong lòng hơi có chút đắc ý.
Đoàn người cũng chỉ có thể thầm than, U Vân Phủ người thật đúng là không may, dĩ nhiên khảo hạch thời điểm, kiếm đạo thạch bia trực tiếp vỡ vụn, đây quả thực liền là tai họa bất ngờ. Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu Thiên Đô Phủ người lại là cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 119.